Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 96. Diệp Thần càng trầm lặng lẽ, hung thú, dĩ nhiên là càng cao hứng. Nó biết, Diệp Thần, liền phản bác mình, cũng không làm được. Diệp Thần bây giờ, cơ hồ, chính là đảm nhiệm mình làm thịt dê con. Hung thú tự vậy vô biên hung ác bên trong hiện thân, hung hãn một cước, đem Diệp Thần dẫm ở dưới chân, giễu cợt nói. Bây giờ còn muốn luyện hóa luân hồi huyền bia sao? Lão kia người thấy một màn này, cười một tiếng, sờ một cái râu, trong mắt bên trong lại không có tức giận, ngược lại là bình tĩnh. Thậm chí còn có nào đó mong đợi. Diệp Thần quả thật rất thiên tài, không có ai có thể hủy bỏ Diệp Thần tư chất, nhưng là, thiên tài đi nữa, cũng có cực hạn. Cái này trình độ cao nhất, thì không cách nào dựa vào thiên phú đột phá. Mà vậy hung thú, chính là mừng như điên được không thể lại mừng như điên. Bởi vì, vậy ngạo tới cực điểm, vậy nghịch thiên đến không thể tưởng tượng nổi Diệp Thần, lúc này, động vậy bất động bị mình dậm ở dưới chân, chỉ như vậy, thừa nhận mình làm nhục. Đây quả thực, quá sảng khoái. Hung thú trong ánh mắt, đột nhiên chớp động dậy hung ác chói lọi, hướng về phía Diệp Thần nói, bây giờ, ngươi còn muốn luyện hóa luân hồi huyền bia sao? Vừa nói, nó đột nhiên nâng lên mình thú móng, hướng về phía Diệp Thần một cái bắp đùi, hung hăng bắt đi. Một chảo này, cực mạnh. Mạnh đến sợ hãi. Cho dù Diệp Thần thân xác, bền bỉ đến không tưởng tượng nổi, ở một chảo này dưới, cái bắp đùi kia, vậy không nghi ngờ chút nào, sẽ bị bẻ gãy. Nhưng, ngay tại lúc này, nguyên bản nhắm hai mắt, giống như tử thi vậy, không nhúc nhích Diệp Thần, đột nhiên mở hai mắt ra. Mà ở hắn trong mắt, chớp động, cực hạn sát ý. Ngay tại hung thú một móng rơi xuống đồng thời, Diệp Thần quanh thân điện mang bạo tránh, thân hình cực nhanh mà động. Lão kia người bình tĩnh trong mắt vào giờ khắc này cũng là nổi lên gợn sóng. Xem Diệp Thần động tác, nơi nào là bị giới vực lực áp chế được không thể nói chuyện dáng vẻ. Ầm một tiếng vang thật lớn, hung thú một móng đánh vào chỗ trống, ánh mắt bên trong, chớp động khó tin ánh sáng. Diệp Thần, lại động. Lại tránh thoát mình nhất kích. Làm sao có thể? Nó không phải, xem chó chết như nhau, bị mình áp chế được hoàn toàn không cách nào nhúc nhích sao. Thậm chí, ở mình làm nhục dưới, liền trả lời cũng không làm được sao. Làm sao, bây giờ lại có thể nhúc nhích? Không chỉ có động, còn tránh thoát mình nhất kích. Sau đó, hung thú chính là giận dữ. Nguyên bản xem giống như chó chết vậy con mồi, lại xoay người. Cái này làm cho nó như thế nào có thể đủ dễ dàng tha thứ. Ở nó tưởng tượng bên trong, Diệp Thần, nên ngoan ngoãn chịu đựng mình tàn phá và làm nhục à. Đây là, Diệp Thần thanh âm nhàn nhạt, ở nơi này giới vực bên trong, đột nhiên vang lên. Ta rất ghét người khác làm bẩn quần áo ta, huống chi, là một đầu súc sinh. Quản ngươi tới từ thượng cổ vẫn là thái cổ. Phản bác hung thú, giống như cùng cả thế giới là địch. Cùng cả thế giới là địch, thì như thế nào? Đây đối với Diệp Thần mà nói, căn bản, chút nào không ảnh hưởng. Nếu như hung thú là thế giới này trời, như vậy, hắn chính là Trảm Thiên, thì như thế nào? Trảm Thiên nhất kiếm, vốn là Trảm Thiên mà tồn tại. Hắn từ vừa mới bắt đầu, thì không phải là bởi vì bị giới vực lực áp chế, mà trầm mặc. Hắn sở dĩ yên lặng, chỉ là bởi vì, dùng hết tất cả tâm thần, ở hiểu Trảm Thiên nhất kiếm. Chỉ như vậy mà thôi. Nhân loại hèn mọn, hung thú gầm thét một tiếng, chợt phun ra một móng, ung ung, vô số vang lớn, ở nơi này bên trong vang lên, theo hung thú đánh ra một móng, lại có vô số chảo ảnh, hướng Diệp Thần tấn công tới. Mà Diệp Thần, muốn triển động thân hình, nhưng tựa như vô số tọa núi lớn nguy nga, thêm ra trên người vậy, vô cùng là khó khăn. Nhưng là, Diệp Thần, cũng không có né tránh ý nghĩa. Trảm Thiên nhất kiếm, là kiếm pháp, là giết địch, chém địch thần thông. Một mặt né tránh, như thế nào giết địch, chém địch, như thế nào rèn luyện môn thần thông này. Diệp Thần, trong mắt sát ý điên cuồng cháy, hắn còn cũng không tin. Có luân hồi huyết mạch hắn, liền một đầu huyền bia thú cũng không đối phó được. Vậy còn thức tỉnh cái dám luân hồi huyết mạch à? Đối với hung thú vậy sát ý vô biên, chống đỡ hắn thân thể. Trong tay, thú hủ kiếm điên cuồng múa,
như thủy triều kim quang lưu tả ra, đó là, đối với hung sát khí vô cùng là khắc chế canh kim khí. Hơn nữa, kiếm ý bên trong vẫn còn có bất hủ. Diệp Thần bỏ mặc tu tập, còn thử nghiệm dung hợp mình lực lượng. Cho ta chém. Theo Diệp Thần quát to một tiếng, một đạo kinh thiên động địa kiếm quang, đột nhiên ở nơi này bị hung sát khí bao phủ giới vực bên trong hiện lên, tựa như, thật phải đem mảnh thiên địa này, chém một cái mà nứt ra vậy. Ầm một tiếng vang thật lớn, kiếm quang màu vàng cùng vậy vô biên chảo ảnh va chạm, trong nháy mắt tựa như nước nhập chảo dầu vậy, xảy ra kịch liệt phản ứng. Toàn bộ giới vực, đều sôi trào. Vậy kiếm quang màu vàng, mặc dù cực mạnh, nhưng là... Nhưng ở vậy tràn đầy vô giới hạn chảo ảnh dưới, dần dần làm hao mòn hầu như không còn. Cái này, chính là giới vực lực khủng bố. Ở nơi này giới vực bao phủ dưới, mỗi một đánh, cũng tương đương với, cả thế giới đối với người phát động công kích. Mà chớ nói chi là, cái này còn là do không biết sống bao lâu đại yêu hung thú thi triển giới vực lực. Mặc dù không biết đối phương tại sao chỉ có tinh khiếu cảnh, nhưng là cái này hung thú khí đủ uy hiếp. Diệp Thần thân hình, rất nhanh, liền bị vậy vô biên chảo ảnh, bao phủ. Diệp Thần thân thể, bị biến dạng, bị kéo bể, bị gãy. Không chỉ là da, máu thịt, xương cốt, nội tạng, thậm chí là thần hồn, cũng đang chịu đựng công kích. Máu tươi, ngay tức thì văng tung tóe ra. Giống như suối phun vậy, điên cuồng xông ra. Con kiến hôi, nhìn trọng thương Diệp Thần, hung thú, phát ra một tiếng cười như điên. Đây chính là ngươi nói, giết ta. Xem bộ dáng bây giờ của ngươi đi, bằng ngươi loại dáng vẻ này, ta muốn hỏi ngươi, giết chết con kiến sao? Thật là để cho người cười đến rụng răng, không tự lượng sức phế vật. Lúc này, Diệp Thần cực kỳ chật vật. Khắp nơi đều là bể tan tành, gãy lìa dấu vết. Bộ dáng kia, thật là thảm đến không thể thảm đi nữa. Mà Diệp Thần, mặc trên người trước Thiên Lân Khải, lại đều bị bắt phá bóp nát. Liền hộ thân thần khí bản thể, đều ở đây một kích này hạ, bể tan tành. Nếu không phải Diệp Thần thi triển hơn loại thủ đoạn, lần nữa cường hóa hắn bất hủ thần thể bền bỉ cùng sinh mệnh lực, sợ rằng, một kích này, thật có thể đem hắn giết chết. Bất quá, Diệp Thần mặc dù tổn thương được rất nặng, nhưng là, hắn ánh mắt, vẫn còn là sáng ngời hơn nữa lạnh như băng, sát ý vô tận, ở trong mắt ngưng tụ. Hắn không có ngã xuống, là bởi vì là, hung thú còn chưa có chết. Chết! Diệp Thần đầu óc bên trong, quanh quẩn chữ chết, sát ý này chống đỡ hắn, hung thú mỗi một câu làm nhục, rơi vào hắn trong tai, đều hóa thành canh sát ý mãnh liệt. Diệp Thần ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm thét, nguyên bản chạy mất máu, lại đột nhiên bắt đầu ngược dòng, hướng Diệp Thần trong thân thể hội tụ. Nguyên bản vẫn còn ở cười như điên hung thú, không khỏi lại là ngẩn ngơ. Đây là cái gì? Hắn nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua, tên nhân loại nào, có thể làm được loại chuyện như vậy à? Huyết dịch kia tụ vào Diệp Thần trong cơ thể, Diệp Thần máu thịt, lại thật nhanh sinh trưởng. Lão kia người thấy một màn này, con người có giúp một cái. Như vậy sinh mệnh lực, thật thuộc về nhân tộc sao? Coi như là đặc biệt luyện thể thể tu đại năng, so với sinh mệnh lực, sợ rằng, cũng không có như thế khủng bố chứ. Ông già thấy vậy, đột nhiên cười, quả nhiên, hắn không có nhìn lầm, cái này gọi là Diệp Thần tiểu tử, có ý tứ. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, xúc sinh, tới nhận lấy cái chết. Vậy điên cuồng, lạnh như băng, uyển thực chất yếu sát ý, lần nữa gào thét ra, ở sát ý như vậy đánh vào dưới, liền liền hung thú. Lại cũng là hơi biến sắc, bốn tròng mắt bên trong, mơ hồ thoáng qua sợ hãi. Nhưng là một khắc sau, vậy một chút sợ hãi, liền biến thành nồng đậm hơn lửa giận. Ta, lại sợ. Hung thú không cách nào tiếp nhận, cao quý huyết mạch mình, ở nơi này hợp đạo cảnh tầng hai thiên loài người trước mặt, lại sợ. Hống, hung thú hét lớn một tiếng, lần nữa, vung ra một móng, một chảo này, so với trước kia vậy một móng, mạnh hơn. Kinh khủng hơn. Nó bây giờ, thậm chí cũng không muốn đùa bỡn Diệp Thần, chỉ muốn, cầm cái này đáng hận loài người, hoàn toàn tiêu diệt. Mà Diệp Thần, lại là một kiếm vung ra. Vậy mãnh liệt kim quang, lần nữa lóng lánh. Diệp Thần xuất kiếm ngay tức thì, hung thú trong lòng, nhưng là một hồi kinh ngạc.
Tại sao? Bởi vì, Diệp Thần kiếm, mạnh. Một kiếm này, so với trước kia một kiếm kia, mạnh hơn. Diệp Thần, lại đang tiến bộ. Ở nơi này, vượt xa thực lực mình cường địch trước mặt, tiến bộ. Chính là ông già như vậy tồn tại, đều bị Diệp Thần rung động. Vậy trong hốc mắt nghi ngờ, bắt đầu điên cuồng loạn động. Nhưng là, cho dù một kiếm này, mạnh hơn, nhưng vẫn, bị vậy đầy trời chảo ảnh, mất đi. Diệp Thần thân thể, cơ hồ té ra ngoài. Trên mặt đất hình thành một đạo hố sâu. Hung thú phát ra một tiếng cười như điên nói. Ngươi bây giờ, biết mình cùng ta chênh lệch chứ? Đừng lấy là ngươi xem con chó điên như nhau hống hai tiếng, liền thật có thể, sáng tạo kỳ tích. Mà Diệp Thần lúc này, bể tan tành thân thể, vậy đôi tràn đầy sát ý ánh mắt, vậy rốt cuộc nhắm lại. Ông lão trong mắt, bình tĩnh lại, người này, đúng là tươi đẹp, nhưng là, còn chưa đủ. Hung thú nhìn chằm chằm Diệp Thần nhìn một lát, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, đồng thời, lại có chút hối hận, để cho Diệp Thần lại chết như vậy, chân thực, quá tiện nghi hắn. Nhưng vào lúc này, nguyên bản vậy đôi nhắm hai mắt, đột nhiên trợn trừng mở ra. Mà trong mắt, thiêu đốt càng sát ý nồng nặc. Một thốc ngọn lửa màu đỏ thẫm ở Diệp Thần xương cốt bên trong, bắt đầu cháy. Ở Diệp Thần trong mắt bên trong, bắt đầu cháy. Diệp Thần vậy đôi tràn đầy sát ý ánh mắt, ngưng mắt nhìn hung thú, trong nháy mắt, hung thú, lại đột nhiên sinh ra một loại, chạy trốn xung động. Nó trong lòng bên trong, điên cuồng gầm thét, tại sao? Tại sao à, thằng nhóc này không hẳn đã sớm đã chết rồi sao? Tại sao, hắn còn có thể mở mắt ra à? Hắn đã rõ ràng, cùng ta thực lực sai biệt liền chứ? Tại sao, còn có thể bộc phát ra, mãnh liệt như vậy sát ý à? Tại sao, hắn đạo tâm, còn không có chút nào tan vỡ à? Rất nhiều nghi vấn, quá nhiều không để ý tới rõ ràng, Diệp Thần bản thân, cơ hồ đều muốn vượt qua hung thú nhận biết, trở thành một loại không biết tồn tại. Hung thú sống rất lâu, vậy trải qua rất nhiều nguy cơ sinh tử, thậm chí, bị bây giờ chủ nhân, thiếu chút nữa thì muốn hoàn toàn tiêu diệt. Ước chừng có một tia sinh mạng, kéo dài hơi tàn mà thôi. Lúc ấy, nó lấy là mình đã thể nghiệm qua trên thế giới này lớn nhất sợ hãi. Nhưng là, bây giờ nó biết, nó sai rồi. Trước mắt, vậy giống như tới từ địa ngục ác quỷ giống vậy thanh niên, là so tử vong, kinh khủng hơn tồn tại à. Mà từ Diệp Thần trong cơ thể bùng nổ sát ý, lại ngay tức thì, tràn ngập đúng phiến giới vực. Vậy càng thêm sát ý nồng nặc, bao phủ hung thú bất thình lình phát giác, ở sát ý này bao phủ hạ, mình, đối với cái này phiến giới vực lực khống chế, lại, yếu bớt. Lần này, hung thú, là chân chính kinh sợ. Sát ý, làm sao có thể chống đỡ giới vực lực? Nó sống không biết nhiều ít năm, nhưng là, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua như vậy chuyện. Sát ý này, tuyệt không phải thông thường sát ý. Mà Diệp Thần lúc này thân thể, đã vô cùng tàn tạ, liền đứng, đều không cách nào làm được, miệng của hắn bên trong, ngậm mấy chục viên chữa thương đan dược, nhưng là, dù vậy, cường đại kia dược lực, nhưng vẫn không kịp tu bổ hắn thân thể. Tinh khiếu giới vực lực, há là như vậy dễ dàng khô trừ. Nhưng là, Diệp Thần thân thể, mặc dù không cách nào đứng, người hắn, lại không có ngã xuống. Trên thân thể vậy một tầng huyết diễm, hóa thành hư ảo thân thể, lại chống đỡ Diệp Thần tàn phá thân thể, từng bước một, hướng hung thú đi tới. Diệp Thần lại luyện thành Trảm Thiên Nhất Kiếm trước, đem đốt máu quyết, đột phá đến khác cảnh giới tầng 1. Đây mới là, đốt máu quyết lực lượng chân chính. Đốt máu đốt thân, lấy máu rèn hình. Đem đốt máu quyết tu luyện đến trình độ cao nhất, cho dù thân thể trọng thương, cũng có thể mượn cháy trong cơ thể máu tươi, đem rèn luyện thành thân thể hình thái. Không thể nào, không thể nào, không thể nào, không thể nào. Theo Diệp Thần đến gần, hung thú ánh mắt bên trong sợ hãi, càng ngày càng đậm nặng, cái này Diệp Thần là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, là thân bất tử sao? Diệp Thần hai tròng mắt bên trong, thiêu đốt huyết diễm, cả người tản ra trình độ cao nhất sát ý, vậy không đoạn ép tới gần tàn tạ thân thể ngược lại tạo cho chưa từng có áp lực. Lúc này Diệp Thần, thật là giống như là từ luyện ngục bên trong, đi tới nhân gian tu la vậy. Hung thú bắt đầu nóng nảy, rõ ràng là nó, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng mà,
lúc này đối mặt Diệp Thần, nó lại, bắt đầu nóng nảy. Nó sợ, chiến đấu kéo dài càng lâu, Diệp Thần mang cho nó sợ hãi, thì sẽ càng hơn. Mới vừa rồi một kiếm kia, nó cảm thụ được rất rõ ràng, Diệp Thần, lại mạnh. Lại như thế đổi mạnh nữa, lại như thế đổi mạnh nữa. Hung thú tim, run rẩy, bởi vì, nguyên bản ở nó xem ra, nhất định chính là chuyện nghìn lẻ một đêm vậy sự việc, lúc này, tựa như đang ở trước mắt dần dần thực hiện. Mặc dù, lý trí nói cho hung thú, đó là tuyệt không thể nào phát sinh, nhưng là, nó nhưng không tự chủ được, lâm vào đối với vậy chuyện không có thể sợ hãi. Nó bây giờ, hối hận, thật hối hận ban đầu, tại sao còn ôm đùa bỡn Diệp Thần tâm tư. Nếu như ban đầu toàn lực ra tay, điên cuồng chèn ép, nói không chừng, thật có thể cầm Diệp Thần hoàn toàn áp chế chứ. Mà liền bởi vì, nó cái này một chút xíu khinh thị, một chút xíu khinh thường, liền bị Diệp Thần, bắt được chuyển cơ. Như vậy tiềm lực, cho dù có tinh khiếu hung thú, đều phải làm run rẩy. Nhưng là, ở cuộc chiến đấu này bên trong, hung thú, chỉ có thể đối mặt. Toàn thân nó lông đảo thụ lên. Hung khí cực hạn bùng nổ, toàn bộ giới vực, đều ở đây nó bùng nổ hơi thở bên trong rung động, vậy thú miệng chợt xòe ra, từ trong miệng, khạc ra một đạo do vô cùng tinh thuần sát khí ngưng kết mà thành bụi đất quang. Mà cùng lúc đó, Diệp Thần, lại là một kiếm chém ra. Cái này đầy áp sát ý một kiếm, nhưng vẫn, ở đó bụi đất quang bên trong, mất đi. Cái này bụi đất quang, vững chắc, trúng mục tiêu Diệp Thần thân thể. Hung thú kịch liệt thở hào hển, thi triển một chiêu kia mới vừa rồi, đối với hắn mà nói, cũng là không nhỏ tiêu hao, nhưng lúc này, hung thú hoàn toàn không có dừng tay ý nghĩa, thân hình động một cái, to lớn thú thân thể ép tới gần Diệp Thần, hai móng cùng nhau động, nháy mắt tức thì, không biết lấy ra nhiều ít móng. Mà Diệp Thần, bị vậy bụi đất quang nhất kích, bản đã từ từ khôi phục thân thể, lại ngay tức thì xu hướng tại tan vỡ, cơ hồ hoàn toàn dựa vào máu chống đỡ. Nhưng mà, để cho người sợ hãi là, dù vậy, đối mặt cực nhanh nhào tới hung thú, Diệp Thần vậy do máu ngưng tụ thành cánh tay, lại, lần nữa múa dậy thú hủ kiếm. Chỉ như vậy, cuộc chiến đấu này, không ngừng kéo dài. Thời gian từng giây từng phút địa lưu thệ, thời gian đảo mắt, Diệp Thần và hung thú, đã ở đó sát khí giới vực bên trong, tựa như chiến đấu một ngày một đêm. Mà lúc này, cho dù là ông già, cũng là không bình tĩnh. Cái này một ngày một đêm bây giờ, Diệp Thần, đã không biết bao nhiêu lần, bị hung thú công kích được thân xác xu hướng tại hỏng mất, nhưng là, quỷ dị chính là, Diệp Thần nhưng, từ đầu đến cuối không chết được như nhau. Mà bây giờ, nguyên bản chiếm hết ưu thế tinh khiếu hung thú, lúc này, trên thân hình, lại đã mang theo không thiếu vết thương. Ánh mắt bên trong, vậy toát ra vẻ mệt mỏi. Nhìn lại Diệp Thần, mặc dù, Diệp Thần lúc này, còn là một bộ bị máu bao gồm bể tan tành hư ảnh hình tượng, nhưng là, vậy minh in màu tím kim phù văn trên mình, lại dần dần bắt đầu sinh ra máu thịt. Hung thú công kích, đối với Diệp Thần tạo thành vết thương, đã, dần dần không theo kịp Diệp Thần tốc độ khôi phục. Hơn nữa, audio điện tử Võ Tấn Bền. Hơn nữa kinh người là, cái này giới vực, đối với Diệp Thần ảnh hưởng, lại là càng ngày càng nhỏ. Một tầng uyển thực chất yếu màu đỏ như máu sát khí lượn quanh ở Diệp Thần quanh thân, lại triệt tiêu phần lớn giới vực lực. Ông lão trong mắt híp lại, ánh mắt mơ hồ nhìn chăm chú Diệp Thần xương cốt trên tím kim minh văn. Hắn biết, Diệp Thần đến bây giờ còn không chết, mặc dù rất rung động, rất sợ hãi, nhưng là, nhưng cũng không hoàn toàn không có đạo lý. Chống đỡ hắn, là máu thần lực lượng. Không sai, chính là máu thần. Hắn tuyệt sẽ không nhận sai. Máu thần rất mạnh, hắn có khó có thể tưởng tượng tiềm năng, thậm chí, có thể để cho người có, gần như bất diệt, nhưng là... Người bình thường, có thể phát huy nhiều ít máu thần lực lượng đâu. Sợ rằng, liền một phần vạn, cũng chưa tới đi. Mà Diệp Thần, lại có thể lấy hợp đạo cảnh tu vi, đem máu thần phát huy đến như vậy bước, cái này, tuyệt đối không đơn giản. Người này luân hồi huyết mạch không có kích hoạt thì có loại này lực lượng. Nếu như kích hoạt vậy liền ý vị như thế nào? Nếu là không có máu thần, mặc dù có đốt máu quyết, lại lấy vì sao là theo nhờ đâu? Lúc này, mặc dù còn không có phân ra thắng bại,
nhưng là, ông già đã có quyết định. Nhưng là, hắn nhưng không có ngăn cản cuộc chiến đấu này ý nghĩa. Bởi vì, hắn muốn xem, Diệp Thần cực hạn, ở nơi nào. Mà lúc này, hùng thú, chính là hoàn toàn, rơi vào bên bờ tan vỡ, nếu như, người đối mặt một cái, người làm sao vậy đánh không chết, vẫn còn ở, không ngừng trở nên mạnh mẽ kẻ địch, ngươi, biết hay không tan vỡ. Nhưng mà, tan vỡ thì có thể làm gì? Chủ nhân không có kêu ngừng, liền không thể ngừng. Ánh mắt của nó, phong tỏa Diệp Thần, hoàn mỹ hung thú thân thể, bây giờ, đã là vết thương chồng chất. Một người tinh khiếu cảnh thượng cổ hung thú, lại, ở một cái hợp đạo cảnh tồn tại trong tay, bị thương. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, nguyên bản còn hướng hung thú, chậm rãi đi tới Diệp Thần, lại đột nhiên đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Hung thú thấy vậy sững sốt một chút, tiếp theo, trong mắt bên trong, đồng thời toát ra vui mừng. Diệp Thần, đây là kiệt lực sao? Đúng vậy, cùng mình chiến đấu một ngày một đêm, liền mình, đều có chút chịu không nổi, Diệp Thần, làm sao có thể chịu đựng được? Hơn nữa, Diệp Thần còn không biết, bị bao nhiêu lần vết thương chí mạng đâu. Nhưng là, hung thú lúc này, lại không có tùy tiện công kích, nó ở bình phục trong cơ thể rối loạn linh lực. Chậm rãi xúc lực, nó phải bắt được cái này cơ hội, đối với Diệp Thần, phát động một kích chí mạng. Nó ngưng mắt nhìn Diệp Thần, trong lòng cười nhạt, sinh mệnh lực ương ngạnh đi nữa, con kiến hôi vẫn là con kiến hôi, hợp đạo cảnh cùng tinh khiếu cảnh, vốn là tồn tại không cách nào bù đắp chênh lệch. Cái này Diệp Thần, mặc dù quỷ dị, khó dây dưa, nhưng là, cuộc chiến đấu này, vậy rốt cuộc phải kết thúc. Mà mình, chính là người thắng sau cùng. Hung thú không tin, đã lực kiệt Diệp Thần, ở mình xúc lực một kích xuống, còn có đứng lên có thể. Nó, không muốn tin tưởng. Rốt cuộc, hung thú hơi thở, nhảy lên tới trình độ cao nhất, nó thân hình động một cái, thuấn di vậy xuất hiện ở Diệp Thần trước người, mắt gặp Diệp Thần lúc này vẫn là nhắm mắt không nhúc nhích, hung thú trong mắt vui mừng, càng phát ra đậm đà. Nó thú móng vung lên, cả người cự lực bùng nổ, một chảo này, đủ để nghiền thiên địa. Ông già tròng mắt ngưng trọng. Chẳng lẽ, Diệp Thần cuối cùng đã tới cực hạn sao? Cho dù kiên trì lâu như vậy, vẫn là, thất bại trong gang tấc, không cách nào vượt qua tinh khiếu ngọn núi lớn này sao? Nhưng vào lúc này, Diệp Thần cặp mắt, lần nữa chậm rãi mở ra. Vậy đôi thiêu đốt huyết diễm tròng mắt bên trong, lộ ra một loại hiểu ra vẻ. Hung thú thấy vậy cả kinh, nhưng là, trong mắt vui mừng, lại không có biến mất. Không còn kịp rồi, cho dù bây giờ Diệp Thần khôi phục khí lực, vậy tới không kịp né tránh. Mà hắn lúc này, vậy trong phảng phất cảm ứng được, Diệp Thần, là thật sắp đến cực hạn. Như vậy nhiều lần tinh khiếu công kích, thêm ra ở Diệp Thần trên mình, cho dù hắn có nghịch thiên khôi phục thủ đoạn, chống đỡ mình có thể tiếp tục chiến đấu, nhưng là... Tinh khiếu trình độ cao nhất quy luật lực, không ngừng ở Diệp Thần trong cơ thể chất chứa, bây giờ, đã đến... muốn ranh giới bùng nổ. Nếu như quy luật lực bùng nổ, cho dù là gần như bất diệt thân thể, cũng phải, hóa thành hư vô. Mà ở Diệp Thần mở mắt đồng thời, hung thú rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể hắn quy luật lực, đã xu hướng tại ranh giới bùng nổ, mới vừa rồi Diệp Thần sở dĩ không được động, chắc hẳn, là ở ức chế vậy cơ hồ không cách nào khống chế ở quy luật lực đi. Hung thú trong mắt vui mừng, chẳng những không có tiêu giảm, ngược lại, càng ngày càng nồng đậm. Nó có lòng tin, một chảo này đi xuống, cái này đậm đà giới vực lực bơm vào đến Diệp Thần trong cơ thể, ắt sẽ trở thành đè chết lạc đà cuối cùng một cây rơm rạ. Hung thú, làm sao có thể mất hứng? Nó thậm chí, mở miệng nói, đi chết đi. À, phải không, một đạo thanh âm nhàn nhạt, ở nơi này giới vực bên trong vang vọng. Diệp Thần thanh âm, hung thú móng vuốt, mơ hồ tăng nhanh một phần, trên mặt, lộ ra nụ cười dữ tợn. Phế vật, đến bây giờ, còn muốn mạnh miệng, còn muốn cậy mạnh. Lập tức, liền cho ta, hóa thành hư vô đi. Mà Diệp Thần, cuối cùng, chỉ là nhàn nhạt nhìn vung hướng mình thú móng. Quả thật, mình đã mau đến cực hạn, trong cơ thể lực lượng, vậy gần như thì phải bộc phát. Nhưng là, đối mặt hung thú vung tới thú móng, hắn, nhưng không có chút nào vẻ sợ hãi. Thậm chí, liền tránh né ý tưởng, cũng không có. Chỉ là lãnh đạm nói một câu nói.
phạm ta thần uy người, giết. Làm chữ giết bật thốt lên sau đó, thời gian phảng phất có trong nháy mắt ngừng, một khắc sau, nguyên bản vây quanh ở Diệp Thần quanh thân trình độ cao nhất sát ý, lại, ngay tức thì khuếch tán ra. Cái gì? Hung thú kêu lên một tiếng, hắn ở sát khí kia bên trong, cảm ứng được cái gì? Không thể nào đâu. Nhất định, là mình ảo giác chứ. Hung thú nhìn Diệp Thần bộc phát ra sát khí, nhưng chợt con ngươi co rúm một cái, rung động nói, đó là... giới vực lực, thế nào lại là giới vực lực? Diệp Thần, chỉ có hợp đạo cảnh tu vi à? Hợp đạo cảnh tu vi, có thể lãnh ngộ quy luật lực, đã là phượng mao lân giác. Đã là thiên tài trong thiên tài. Mà giới vực lực, vậy đơn giản, nói vớ vẩn. Nếu là ở này trước, có người theo bọn họ nói, có hợp đạo cảnh võ giả, nắm giữ giới vực lực, bọn họ, khẳng định sẽ không chút do dự, cho người nọ một cái tát. Nhưng là, bây giờ, ông già cũng không dám tin tưởng chuyện, liền phát xảy ra ở trước mắt, liền phát sinh ở Diệp Thần trên mình à. Kinh khủng hơn là, Diệp Thần giới vực lực, đẳng cấp cực cao. Thậm chí, mơ hồ thì phải áp đảo, tinh khiếu cảnh hung thú, thi triển sát khí giới vực trên. Biết bao khủng bố. Ông già lẩm bẩm nói, phàm tục võ giả, cũng lấy là, tất cả cảnh giới năng lực, chỉ có ở đến cái cảnh giới kia lúc đó, mới có thể nắm giữ, thật sự là rốt nát cực kỳ. Ở thần quốc, có một lời, kêu tinh khiếu phong môn dưới hết sức phàm tục, nói cách khác, tinh khiếu cảnh, mới tính là chân chính, bước vào tu hành hàng ngũ. Mà tinh khiếu cảnh dưới, bất quá là người phàm lấy mình tiêu chuẩn, phân chia cảnh giới mà thôi, chân chính, vượt qua phàm tục thiên tài, tự nhiên có vượt qua cảnh giới, nắm giữ cao hơn cùng lực lượng tư chất. Vậy hung thú, lúc này là gần như điên cuồng. Nhưng là, điên cuồng bên trong, khó tin bên trong, tức giận bên trong, kinh hoàng bên trong, còn có mừng như điên. Bởi vì, Diệp Thần đến bây giờ, vẫn là không có tránh. Mặc dù hắn lĩnh ngộ giới vực lực, thực lực tất nhiên sẽ bạo tăng, nhưng là, mình có thể ở nơi này thời khắc quan trọng nhất, ở hắn không cách nào đem giới vực lực phát huy được trước, đem hoàn toàn mất đi. Thắng lợi, vẫn là mình. Vậy một móng, vững chắc đập vào Diệp Thần trên mình. Hung thú trong mắt bên trong, đồng thời xuất hiện một màn. Diệp Thần thân thể, ở quy luật lực bùng nổ dưới, ngay tức thì, hóa thành hư vô. Thắng. Rốt cuộc thắng. Hung thú sững sờ một chút, tùy ý thở ra một hơi, nói cuối cùng kết thúc. Bốn phía, vẫn tràn ngập nồng nặc sát khí, không phản ứng chút nào. Hung thú nguyên bản còn có vẻ khẩn trương nội tâm, hoàn toàn buông lỏng xuống, xem ra, Diệp Thần là thật đã chết rồi, hoàn toàn, chết. Giữa lúc nó, chuẩn bị thu hồi giới vực lực lúc đó. Một đạo thanh âm nhàn nhạt, đột nhiên ở chung quanh vang lên. Có phải hay không nên ta? Lúc này, Diệp Thần lạnh lùng nhìn trước người treo trên bầu trời bất động hung thú, vậy chỉ ngưng tụ lực lượng cường đại thú móng, cách đầu đỉnh, còn có một tấc khoảng cách lúc, ngừng lại. Tại sao? Bởi vì, bây giờ hung thú, đã ở Diệp Thần vậy nồng nặc sát khí dưới sự xung kích, nó thần hồn, hoàn toàn thác loạn. Dĩ nhiên, thông thường sát khí, cho dù mạnh hơn nữa, cũng không cách nào đối với một người tinh khiếu võ giả. Tạo thành như vậy ảnh hưởng, đặc biệt, là ở giới của hắn vực bên trong. Tinh khiếu võ giả, ở mình giới vực bên trong, gần như tại thần, muốn lấy sát ý đối hắn tạo thành ảnh hưởng. Chút nào không khả năng. Nhưng là, Diệp Thần sát ý, tự nhiên, không phải thông thường sát ý. Trảm thiên nhất kiếm, chính là cái hộp kiếm thanh niên thành danh kiếm ý. Cái gọi là trảm thiên, chính là giết trình độ cao nhất. Ở lần lượt khua kiếm, lần lượt cùng hung thú chống lại bên trong, Diệp Thần, đối với trảm thiên nhất kiếm lĩnh ngộ, vậy càng ngày càng khắc sâu. Mặc dù, hắn từ đầu đến cuối còn không có hoàn toàn nắm giữ kiếm ý này trung cực thần thông, nhưng là, hắn nhưng thông qua đối với trảm thiên nhất kiếm hiểu, nắm giữ khác một loại lực lượng. Đang đối với giết hiểu, đối với giết rèn luyện bên trong, Diệp Thần, nắm giữ không thể nào có giới vực lực. Đó là, giết liền giới vực. Mặc dù hung thú không có phát hiện, nhưng là, ở giết liền giới vực triển khai trong nháy mắt, hung thú thần hồn, liền bị khó có thể tưởng tượng đánh vào, cho tới, trong chốc lát, lâm vào hỗn loạn bên trong. Diệp Thần ngưng mắt nhìn hung thú vậy đôi dần dần hiển lộ ra hoảng sợ trong mắt, hắn biết, hung thú,
sắp từ hỗn loạn bên trong, tỉnh táo lại. Hắn, sở dĩ còn không có ra tay, chính là ở cùng. Ở các loại, hung thú thanh tỉnh cái đó ngay tức thì. Hắn muốn giết, cũng phải ở hung thú có ý thức thời điểm giết. Như vậy, mới có thể làm cho súc sinh này, triệt để, thể sẽ chết sợ hãi. Ngay tại lúc này, hung thú trong mắt bên trong, lộ ra một tia thanh minh vẻ. Nó rốt cuộc tỉnh ngộ lại, mới vừa rồi, mình đánh chết Diệp Thần một màn kia, lại bất quá là mình ảo tưởng. Rất nhanh, nó ánh mắt, liền phong tỏa trước người Diệp Thần. Diệp Thần, lại vẫn đứng tại chỗ, động cũng không có nhúc nhích một chút. Trong nháy mắt, một loại hàm chứa vô biên sát ý sợ hãi đao khí, ở Diệp Thần triển khai sát ý giới vực bên trong, tách thả ra. Cái này vốn là chỉ là, quá ngắn ngay tức thì, thậm chí, không tới 0,1% giây. Nhưng là, cái này ngay tức thì, nhưng ở hung thú trong suy nghĩ, đổi được, cực kỳ được chậm chạp. Chính là chậm chạp. Có người nói, làm tử vong hạ xuống lúc đó, thời gian sẽ thành chậm. Nhưng là, hung thú nhưng không biết, sẽ thành được, chậm như vậy. Hơn nữa, không chỉ là chậm, còn cực kỳ kinh khủng. Lúc này, nó tựa như, đối mặt không phải là người, mà là một cái to lớn âm ảnh. Bóng mờ tử vong, mà âm ảnh sau đó, cái đó vượt quá tưởng tượng, sợ hãi tới cực điểm tồn tại, cơ hồ không cách nào, dùng lời nói hình dung. Nếu như, nếu không phải là dùng một cái từ, để hình dung vậy âm ảnh sau tồn tại nói. Chính là, tử thần. Hung thú thú móng, ngay tức thì vỡ vụn, mà bản thân nó, thì đối mặt với sắp hạ xuống, không thể tránh tử vong. Nó biết, mình, nhất định sẽ chết. Nó sợ hãi, nó run rẩy, nó tan vỡ, nó không biết, nguyên lai, xác định tử vong, sẽ mang đến to lớn như vậy áp lực. Đối với người bình thường mà nói, thừa nhận tử vong mang tới áp lực, chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi. Nhưng là, lúc này hung thú, nhưng tựa như, vùi lấp thân ở không có cuối vĩnh hằng khủng bố chính giữa. Nó há miệng, muốn kêu rên, muốn thét chói tai, nhưng là, nhưng không phát ra được bất kỳ thanh âm. Thậm chí, liền miệng cũng không căng ra. Nó động tác, vậy chậm chạp vô số lần. Ở cái này không có cuối. Lại tựa như một khắc sau liền sẽ phủ xuống tử vong trước mặt, hung thú, hoàn toàn hỏng mất. Ta chỉ là, muốn cho ngươi, đang sợ hãi bên trong chết đi mà thôi. Diệp Thần thanh âm, vang lên. Trảm thiên nhất kiếm. Mặc dù, Diệp Thần còn không có, hoàn toàn lĩnh ngộ cái này vượt quá hết thảy cái hộp kiếm thanh niên tuyệt thế thần thông. Nhưng là, ở nơi này trình độ cao nhất sát ý nơi cấu trúc giới vực bên trong, Diệp Thần, liền tựa như, có bao trùm hết thảy lực lượng. Mượn giết liền giới vực, Diệp Thần có thể bắt chước được xu hướng tại chân chính Trảm Thiên Nhất Kiếm thần thông. Mặc dù xa không đạt tới, Trảm Thiên Nhất Kiếm uy lực, nhưng là đủ vượt biên giới chém chết. Một kiếm này, đủ để mất đi tinh khiếu dưới hết thảy tồn tại. Xiết lực lượng, bơm vào tại một kiếm này bên trong, một kiếm này chém ra ngay tức thì, giới vực bên trong vạn vật, trừ Diệp Thần tự thân trở ra, tựa như, cũng mất đi. Mà Diệp Thần trước người hung thú, cái này tinh khiếu vạn cổ đại yêu, rốt cuộc, ở Diệp Thần dưới đao, hoàn toàn biến thành hư không. Liền thần hồn, đều ở đây cái này vô biên sát ý dưới, hoàn toàn bị chém chết. Trận chiến này, lại là Diệp Thần thắng. Lấy hợp đạo cảnh tu vi, thắng. Sát ý giới vực tiêu tán, Diệp Thần thu hồi thú hủ kiếm, ngưng mắt nhìn xa xa ông già, lạnh lùng nói, bây giờ ta là hay không có tư cách luyện hóa luân hồi huyền bia. Vậy vẫn luôn tựa như gợn sóng không sợ hãi ông già, ở Diệp Thần thi triển Trảm Thiên Nhất Kiếm sau đó, lại là trong mắt cuồng loạn, cơ hồ đều muốn nhảy ra hốc mắt, kêu lên một tiếng nói. Ngắn như vậy thời gian học biết yêu nghiệt này một kiếm, thằng nhóc, người rốt cuộc là người nào? Cái này làm cho hắn, làm sao không rung động, làm sao không sợ hãi? Ông già dần dần bình tĩnh lại, cười. Thu hoạch này, thực sự quá lớn. Bót 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 bót, lão kia người, lại là Diệp Thần, vỗ tay tới. Diệp Thần lúc này, máu thịt còn không có khôi phục, nhìn như giống như một cái bọc ở máu bên trong hư ảnh trên, còn minh in rất nhiều huyền ảo cực kỳ màu tím phủ văn, lại tựa như là thần. Nghe được tiếng vỗ tay, Diệp Thần xoay người,
lạnh lùng nhìn lão giả nói, bây giờ ta là hay không có tư cách luyện hóa luân hồi huyền bia. Vẫn là nói, ngươi cũng muốn và ta đánh một trận. Diệp Thần cố nhiên không thể nào là ông lão đối thủ, nhưng là hắn nói là sát đạo. Sát đạo, không thể lùi bước, không thể sợ hãi. Ông già nhưng là vào thời khắc này cười, không cần, ngươi có tư cách luyện hóa khối này luân hồi huyền bia. Ngươi cũng là cái này trong năm tháng vô tận, cái đầu tiên có tư cách luyện hóa cái này luân hồi huyền bia tồn tại. Khối này luân hồi huyền bia, tên, Trần. Khối này luân hồi huyền bia, tên, Trần. Ngươi có biết ở giữa đất trời này mở ra chi mới, vũ trụ minh mông uẩn dục liền một khối cao nhất thần thạch, này thần thạch có điều khiển âm dương và luân hồi nói đến. Khối này cao nhất thần thạch trải qua vô tận 5 tháng, rốt cuộc gặp một vị nắm giữ, người nọ đem khối này thần thạch chia 10 khối, tán lạc trần thế gian. Chờ đợi người có duyên, cũng lấy tên luân hồi huyền bia. Mỗi một khối luân hồi huyền bia, cũng hàm chứa cao nhất lực, đây là thần mới có tư cách nắm trong tay lực lượng. Dù là linh võ đại lục thiên đạo cũng không có tư cách nắm trong tay. Mỗi một lần luân hồi huyền bia hiện thế, đều sẽ có vô số cường giả tranh đoạt. Nhưng là đã nhiều năm như vậy, không có người nào hoàn toàn luyện hóa luân hồi huyền bia. Diệp Thần ngẩn ra, hiếu kỳ nói, nếu không cách nào luyện hóa, vậy bọn họ tranh đoạt luân hồi huyền bia là vì sao? Ông già sờ một cái râu, cười nói, luân hồi huyền bia chỗ thần kỳ chính là ở chỗ, hắn dù là không luyện hóa, để xuống bên người tu luyện vậy sẽ cực kỳ thần tốc. Hơn nữa, thiên hạ võ giả cũng có lòng kiêu ngạo, làm sao có thể cho rằng mình không luyện hóa được. Trọng yếu nhất chính là, có luân hồi huyền bia, liền tương đương với có một lần sanh cơ hội. Khối này tên Trần luân hồi huyền bia vốn là thần quốc một gia tộc nắm trong tay, ma linh tử một lòng muốn cứu ma đế, lại là dùng hết ma tộc thủ đoạn mới miễn cưỡng đoạt được. Ma linh tử phạm động trời nổi giận, chỉ có thể lấy thân thể mình và tánh mạng làm giá, vĩnh cửu trấn thủ nơi này. Mới vừa rồi ngươi chém giết vậy đầu hung thú ở trong năm tháng vốn là nên tiêu tán, ta lấy luân hồi huyền bia nội bộ huyền diệu lực lượng, đem hắn hội tụ, hơn nữa giao phó cho hắn lực lượng. Mà lực lượng này chính là ngươi cực hạn. Cũng may, ngươi vượt qua cực hạn, nếu không, ngươi sợ rằng chỉ có thể vĩnh viễn rời đi cái thế giới này. Diệp Thần nghe được câu này, nội tâm hơi kinh hãi. Hắn vốn đang buồn bực. Vì sao vậy thượng cổ yêu thú cảnh giới vừa vặn ở tinh khiếu cảnh, bây giờ rõ ràng. Cái này hung thú chính là luân hồi huyền bia khảo nghiệm. Diệp Thần nhìn một cái ông già, hỏi tiếp tiền bối, cái này luân hồi huyền bia vì sao tên Trần? Người mới vừa nói mỗi một khối luân hồi huyền bia đều có một loại thuộc tính, vậy này bia lại đại biểu cái gì? Ông già gật đầu một cái, cánh tay duỗi một cái, huyền bia bên trong không gian, thiên địa biến sắc. Diệp Thần mặt đất dưới chân ngay tức thì nứt ra. Vô tận bụi đất phun trào. Ở thế giới này, có nhất mạch, tên Xích Trần thần mạch. Xích Trần chi đá, trình độ cứng cáp vượt qua canh kim, cái này một huyết mạch kích hoạt, có thể lấy tu vi làm hạn định, ngừng tụ Xích Trần chi thuẫn, như người tu vi đủ, giữa thiên hạ, không người có thể phá này thuẫn. Một khối này luân hồi huyền bia, chủ thủ. Diệp Thần đại khái rõ ràng liền ý của lão giả. Nói, nếu như ta luyện hóa này luân hồi huyền bia, ngưng tụ Xích Trần chi thuẫn, đại khái cái gì hiệu quả? Ông già sâu đậm nhìn một cái Diệp Thần, liền nói, ngươi bây giờ hợp đạo cảnh tầng 2 trời, nếu như huyết mạch kích hoạt, lấy tu vi làm giá, có thể ngăn trở phong môn cảnh tầng 2 thiên cường giả nhất kích. Ngươi vậy ước chừng có thể ngăn trở nhất kích. Diệp Thần trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng, tinh khiếu cảnh bắt đầu, mỗi một cái cảnh giới nhỏ chính là khác xa lắc xa lơ. Hắn bây giờ đỉnh hơn có thể cùng tinh khiếu cảnh sơ kỳ người đánh một trận, nếu như đụng gặp tinh khiếu cảnh trung kỳ cường giả cũng sẽ nguy hiểm. Mà bây giờ, cái này huyết mạch kích hoạt, lại có thể ngăn trở phong môn cảnh giới cường giả nhất kích. Cái này còn là hắn thuộc về hợp đạo cảnh à. Đây cũng quá nghịch thiên đi. Hắn bây giờ đối mặt kẻ địch quá nhiều, cần nhất chính là một đạo bảo vệ mình lá bài tẩy. Mà đây cái gọi là Xích Trần thần mạch, không thể tốt hơn nữa. Ông già nhìn một cái Diệp Thần, thúc giục, việc này không nên chậm trễ, người mau sớm luyện hóa đi. Còn nữa, luyện hóa sẽ có dị tượng, nói không chừng sẽ dụ cho người tới, người làm xong chuẩn bị tâm tư. Diệp Thần không lo được nhiều như vậy,
trực tiếp thi triển thần ma luân hồi quyết, hấp thu luân hồi huyền bia năng lượng. Vô tận bụi đất phun trào. Diệp Thần tựa như bị cả thế giới bụi đất bao vây. Huyết mạch hắn đang cháy. Điên cuồng cháy. Ông già ở phía xa sâu đậm nhìn, con người không có trước đây sắc thái, mà là lau một cái phức tạp. Sợ rằng luân hồi huyền bia chờ chính là thằng nhóc này đi. Một khối này trần bia, mặc dù là 10 khối bên trong yếu nhất, nhưng cũng là cái này đứa nhỏ bây giờ duy nhất có thể hấp thu. Lại là thằng nhóc này dưới mắt cần nhất. Xích Trần thần mạch muốn tái hiện thế gian, sợ rằng lại sẽ tung lên một hồi gió tanh huyết vũ. Nếu như thằng nhóc này góp đủ 10 khối huyền bia, 10 đạo thần mạch thức tỉnh, hội tụ là chân chính luân hồi huyết mạch, sợ rằng, những tên kia phải sợ à. Nói tới chỗ này, ông già con người híp lại thành một điểm. Diệp Thần, người này họ Diệp, trên mình lại có luân hồi huyết mạch, tương truyền Diệp gia có người chạy trốn tới một cái thấp võ thế giới, vĩnh viễn ẩn núp. Chẳng lẽ, thời gian đã đến, chuẩn bị phản kích? Nghĩ tới đây, ông già xem Diệp Thần diễn cảm càng phát ra quỷ dị. Thời gian đang điên cuồng trôi qua. Bên ngoài, Hạ Nhược Tuyết, Duẫn Mính và Huyền Nguyệt Tông ba vị thái thượng trưởng lão nhìn chằm chằm ma đế Cố Hương. Diệp Thần tiến vào bên trong quá lâu, vì sao không có một chút động tĩnh? Chẳng lẽ xảy ra chuyện? Bạch Chấn Đường nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Hạ Nhược Tuyết, hỏi, Hạ tiểu thư, người khí tức trên người có chút cổ quái, có thể hay không để cho lão phu là người bắt mạch một chút? Đây là Bạch Chấn Đường cho tới nay nghi ngờ. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền phát hiện Hạ Nhược Tuyết khí tức trên người có vấn đề, hơn nữa, Hạ Nhược Tuyết tu vi tuy cao, nhưng có loại cưỡng ép tăng lên cảm giác. Cái này đối với võ giả mà nói không là một chuyện tốt. Hạ Nhược Tuyết mắt đẹp có chút nghi ngờ, nhưng vẫn là đưa tay ra đối với Bạch Chấn Đường nói, Nhược Tuyết cảm ơn tiền bối. Bạch Chấn Đường gật đầu một cái, ngón tay vừa định chạm được Hạ Nhược Tuyết mạch đập trên, hư không bên trong, một đạo liệt ngân xuất hiện. Một cái khí tức cường đại người phụ nữ đi ra. Người phụ nữ cả người tím đen trường bào, đầu đội phiến cốt hoa quan, bắp đùi thon dài, mặt mũi tà lạnh. Lúc xuất hiện, khí lưu phun trào, áo bào tím bay lượn. Khí thế bức người. Thấy người phụ nữ này xuất hiện, Bạch Chấn Đường cùng ba vị Huyền Nguyệt Tông thái thượng trưởng lão, sắc mặt cũng khẽ biến, hơn nữa làm xong chuẩn bị chiến đấu. Người phụ nữ này, tu vi rất khủng bố. Mấu chốt nàng thân phận, canh có lực uy hiếp. Linh Tiên Đế cung cung chủ Hạ Linh Thu. Hạ Linh Thu ở Linh Võ Đại Lục cực kỳ thần bí, rất ít lộ mặt. Ban đầu Linh Tiên Đế cung thực lực không hề mạnh, nhưng chẳng biết tại sao, Hạ Linh Thu đột nhiên quật khởi, thủ đoạn thông thiên, lại là đem Linh Tiên Đế cung từ tông môn nhất lưu nhảy là thế lực cao cấp. Loại đàn bà này, không thể không cẩn thận. Mà Hạ Nhược Tuyết thấy người phụ nữ này, diễn cảm viết đầy sợ hãi, khẽ cắn môi đỏ mọng, một tia đỏ bừng máu tràn ra. Nàng sợ, vẫn phải tới. Mặc dù biết mình cuối cùng vẫn là phải hồi Linh Tiên Đế cung, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy. Mình trong cơ thể bị Hạ Linh Thu trồng một ít cấm thuật, nàng định trước không chạy thoát. Hạ Linh Thu tà lạnh ánh mắt nhìn lướt qua mọi người, khẽ mỉm cười, nơi này còn thật là náo nhiệt. Nói xong, nàng nhìn về phía Hạ Nhược Tuyết nói, Nhược Tuyết, Thăng Long thi đấu đã kết thúc, nếu không bắt được bổn cung đồ mong muốn, có phải hay không nên theo bổn cung trở về? Bạch Chấn Đường cùng ba vị thái thượng trưởng lão ngăn ở Hạ Nhược Tuyết trước người, hơi thở bùng nổ. Bạch Chấn Đường nói, Hạ tiểu thư, người không cần phải đi. Nhưng mà, Hạ Nhược Tuyết nhưng là hướng Hạ Linh Thu đi tới. Nàng không có lựa chọn. Nếu như Huyền Nguyệt Tông ba vị thái thượng trưởng lão bởi vì bảo vệ mình mà và Hạ Linh Thu sinh ra mâu thuẫn, cái giá này nàng không chịu trách nhiệm nổi. Hôm nay, có thể thấy được Diệp Thần, có thể hôn đến quen thuộc kia môi, nàng hài lòng. Huống chi, khoảng cách một năm ước hẹn không bao lâu, nàng tin tưởng Diệp Thần sẽ đến Linh Tiên Đế Cung. Sẽ dắt tay nàng, rời đi. Đây là nàng tự tin. Hạ Linh Thu hài lòng gật đầu một cái. Cánh tay vừa nhấc, không gian vết rách xuất hiện. Lúc rời lúc đó, nàng còn nhìn một cái ma đế Cố Hương. Bởi vì nàng lại không có phát hiện Diệp Thần. Chẳng lẽ thằng nhóc kia tiến vào? Bất quá nghĩ đến chỗ này, Hạ Linh Thu vẫn là lắc đầu một cái. Ở nàng nhìn lại, thằng nhóc kia tu vi quá thấp,
ma linh tử không thể nào thừa nhận. Vậy luân hồi huyền bia càng không thể nào thừa nhận. Cùng Hạ Nhược Tuyết rời đi sau đó, Bạch Trấn Đường mới vừa muốn nói cái gì, ma đế Cố Hương đột nhiên một đạo cột sáng thông thiên lên. Không chỉ như vậy, Bạch Trấn Đường phát hiện chung quanh mặt đất đang chấn động. Vô số hòn đá lại trôi lơ lửng. Vạn trượng bụi đất xuất hiện. Cuồn cuộn bụi đất giống như bão cát vậy hướng bọn họ tấn công tới. Tựa hồ muốn hoàn toàn phong tỏa nơi này. Bạch Trấn Đường và Long Cũng Thiên sắc mặt đại biến, vội vàng ngón tay bắt pháp quyết, muốn phá hoại cái này bão cát. Nhưng mà bọn họ lực lượng mới vừa chạm được cái này vạn trượng bụi đất, liền biến mất. Làm sao có thể? Duẫn Minh Diễn cảm cổ quái, hỏi, ra ra, rốt cuộc phát sinh cái gì? Nhưng mà, không có người trả lời. Ba vị Huyền Nguyệt Tông Thái Thượng trưởng lão nhìn nhau, cuối cùng rơi vào ma đế Cố Hương. Chẳng lẽ, thằng nhóc kia thật chuẩn bị luyện hóa luân hồi huyền bia? Mấu chốt cái này dị tượng quá lớn, nếu như bị người phát hiện, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bạch Trấn Đường trầm tư chốc lát, đã quyết định, nói chúng ta ba người liên hiệp, nghĩ biện pháp đem cái này dị tượng áp chế đến nhỏ nhất. Nếu không, Diệp Thần nguy hiểm. Được. Ba vị Huyền Nguyệt Tông Thái Thượng trưởng lão xếp chân mà làm, ngón tay bắt pháp quyết, ba tích máu tươi đồng loạt xông ra. Một cổ thượng cổ trận pháp trực tiếp tạo thành. Nhưng mà, cho dù bọn họ tu vi, cũng không cách nào che đậy cái này dị tượng. Mà giờ khắc này, ma đế Cố Hương bên trong. Ma đế nhìn Diệp Thần và luân hồi huyền bia dị động, hơi kinh hãi. Thằng nhóc này lại thông qua khảo nghiệm, ở luyện hóa. Mấu chốt cái này dị tượng, nơi này căn bản không đè ép được à. So ta tưởng tượng còn lớn hơn, đáng chết. Quanh người hắn ma khí cuốn lên, tạo thành một đạo bình phong che chở bao quanh Diệp Thần. Rất hiển nhiên, hắn phải bảo vệ Diệp Thần. Ma đế sắc mặt trắng bệch, vội vàng hướng bên ngoài ma linh tử nói, ma linh tử, trận pháp này phải chăng là ngươi bổn mạng tạo thành. Ma linh tử gật đầu, ma đế. Ma đế trong tay giấy lên một đạo cửu u lửa, ngọn lửa cắn nuốt toàn bộ bình phong che chở. Diệp Thần lại bị cửu u lửa bao trùm. Vậy quanh thân dị tượng mơ hồ áp chế. Ma đế làm xong hết thảy các thứ này, lại phân phó nói, khởi động mạnh nhất bảo vệ trận, tận lực đem dị tượng xuống đến nhỏ nhất. Ma đế. Ngoại giới U Minh thung lũng đang sụp đổ, toàn bộ thung lũng xuất hiện vô số vết rách. Cỏ cây khô héo. Cây lớn đốt diệt. Vô số U Minh thung lũng yêu thú, hóa là bột. Không có ai biết U Minh thung lũng rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Mà giờ khắc này Diệp Thần, trên mình bị tinh thần ánh sáng bọc. Tu vi lại đang cấp tốc leo lên. Hợp đạo cảnh 3 tầng thiên. Hợp đạo cảnh tầng 4 thiên. Hợp đạo cảnh tầng 5 thiên. Hợp đạo cảnh tầng 6 thiên. Luân hồi huyết mạch kích hoạt một phần trong đó, xích trần thần mạch. Lại đem Diệp Thần tu vi điên cuồng tăng lên. Đây cũng là luân hồi huyền bia nội bộ lực lượng khủng bố. Diệp Thần bất hủ thần thể thật giống như cảm giác được cái gì, sáp nhập vào tinh thần ánh sáng, vậy đang cấp tốc lột xác. Mà cùng lúc đó, một nơi thần bí đền. Một người đàn ông tử ngồi xếp bằng ở một đầu kinh khủng thần long trên. Thần long miếng vảy chảy ra vô số linh khí, bị nam tử hấp thu. Nam tử quanh thân hơi thở, cường hãn đến mức tận cùng. Cả người màu vàng cẩm y, định trước bất phàm. Đột nhiên, thần long trên nam tử cảm giác được cái gì, trong mắt chợt mở ra. Đôi mắt này tựa như mang cao nhất uy tín và uy nghiêm. Hắn rời đi dưới người thần long, trầm giọng nói, há miệng ra. Vậy thần long dương ra miệng rồng. Miệng rồng bên trong lại có một khối cổ xưa bia đá. Bia đá ánh sáng bắn ra bốn phía, vô cùng nóng bỏng. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, tất nhiên sẽ phát hiện đây cũng là một khối luân hồi huyền bia. Thần long người đàn ông sắc mặt trầm xuống, lẩm bẩm nói, tựa hồ. Có một khối luân hồi huyền bia bị luyện hóa. Lại có người luyện hóa luân hồi huyền bia. Đáng chết. Trước tiên thiên độc thể thức tỉnh, bây giờ luân hồi huyền bia dị biến. Chẳng lẽ, tên kia tiên đoán muốn thành sự thật? Người đàn ông lần đầu tiên sinh ra cảm giác nguy cơ. Một giây kế tiếp, nam tử lấy ra một cái trận bàn, một chưởng vỗ vào trận bàn trên, ngón tay nhanh chóng bắt pháp quyết. Trận bàn chuyển động. Rồi sau đó,
Nam tử trong mắt lạnh như băng đông lại một cái, năm ngón tay một chảo, vậy thần long trong miệng luân hồi huyền bia quang, lại bị hắn nắm trong tay. Lấy huyền bia ánh sáng, tìm luyện bia người. Máu tươi làm chất dẫn, phá vỡ hư không, bóp chết uy hiếp, là. Dứt lời, một giọt máu tươi bắn về phía luân hồi huyền bia. Hư không biến dạng. Máu tươi tựa như vượt qua vạn dặm. Hơn nữa, thần long trên nam sắc mặt người trắng bệch. Hiển nhiên, như vậy thuật pháp, giá quá lớn. Ma đế Cố Hương. Giờ phút này, đột nhiên gió nổi mây vần. Sấm sét ở trên bầu trời cao nổ. Một đạo hư không vết rách xuất hiện. Một giọt máu tươi từ trên trời hạ xuống. Máu tươi này, vô tình. Máu tươi này, thần uy. Máu tươi này, muốn bóp chết luyện bia người. Bạch Chấn Đường các người tự nhiên phát hiện cái gì, sắc mặt đại biến. Không tốt, có người muốn đối với Diệp Thần ra tay. Đáng chết. Lão Duẫn, Lão Long, các ngươi và ta cùng nhau chặn. Một giây kế tiếp, Huyền Nguyệt Tông ba vị thái thượng trưởng lão trong tay xuất kiếm, ngút trời thế, phong môn lực thi triển. Kiếm quang giống như ba đầu hồng hoang cự thú, hướng máu tươi nuốt đi. Nhưng mà, máu tươi lực lượng quá đáng sợ. Ba đạo kiếm ý hư ảnh trực tiếp biến dạng. Bọn họ chỉ bất quá thoáng trở ngại máu tươi tốc độ mà thôi. Ba vị Huyền Nguyệt Tông trưởng lão rơi trên mặt đất, phun ra một hớp đỏ bừng máu tươi. Bọn họ là Diệp Thần che đậy trận pháp, vốn là hao phí linh lực, bây giờ muốn ngăn trở cái này mạnh mẽ máu tươi tự nhiên không thể nào. Mấu chốt ai muốn giết Diệp Thần? Bạch Chấn Đường trơ mắt nhìn máu tươi bắn về phía ma đế Cố Hương. Ma linh tử trận pháp bình phong che chở hơi lay động, máu tươi lại treo ở giữa không trung bên trong. Có thể gặp ma linh tử lấy sinh mạng và tu vi làm giá trận pháp có cường đại dường nào. Bạch Chấn Đường thở ra một hơi, khá tốt. Đột nhiên, dị biến nổi lên, máu tươi lại thành một mũi tên hư ảnh. Mang theo ngút trời oai, lại xuyên thấu bình phong che chở. Bạch Chấn Đường trên mặt đại biến. Một bên Duẫn Mính che miệng, lớn tiếng nói, không muốn. Nàng không hy vọng Diệp Thần bị máu tươi giết chết à. Nhưng mà, vậy máu tươi mũi tên vẫn là xuyên thấu hết thảy, hướng ma đế Cố Hương chỗ sâu đi. Bảo vệ cửa ma linh tử yếu ớt mấy phần. Trận pháp bị xuyên thấu, hắn bị cực lớn cắn trả. Hắn muốn ngăn trở, căn bản không có sức. Ma linh tử nhìn về phía bên trong nhà chỗ sâu, lớn tiếng nói, ma đế. Cẩn thận. Mà giờ khắc này vô số ma khí cuộn sạch ma đế, trên mặt xuất hiện một tia tức giận vẻ. Người kia, hay là đối với Diệp Thần ra tay. Bất kể như thế nào, hắn phải ngăn trở. Nếu như hắn khôi phục thân xác, khôi phục toàn bộ thực lực, tinh huyết này nhất kích, hắn một cái ánh mắt liền có thể hủy diệt. Nhưng mà, hắn bây giờ, căn bản không có thể. Hắn quá yếu ớt. Nhìn máu tươi sắp rơi xuống, ma đế trong mắt đều là sát ý. Bất kể như thế nào, hắn đều phải là Diệp Thần chặn. Một giây kế tiếp, ma đế một bước bước ra, trong tay xuất hiện một chuôi ma kiếm. Chém xuống một kiếm. Một kiếm này, toàn bộ đại điện ngay tức thì hóa là bụi bặm. Kiếm to và máu tươi đụng chạm. Thời gian tựa như dừng lại. Cố nhiên ngăn trở, ma đế sắc mặt vẫn là rất khó khăn xem. Hắn không chống đỡ được quá lâu. Nhưng mà, Diệp Thần vẫn còn ở luyện hóa. Diệp Thần, tỉnh lại đi, mau dừng lại luyện hóa. Ma đế nói. Nhưng mà, thời khắc này Diệp Thần, căn bản nghe không gặp ngoại giới thanh âm. Ma đế trong tay ma kiếm xuất hiện vết rách. Trực tiếp vỡ vụn. Ma đế bất khuất, một chỉ điểm ra. Chỉ một cái tụ ma, đốt diệt vạn vật. Máu tươi giống như vẫn thạch, không thể ngăn trở. Ma đế thân thể ở di động. Đáng chết. Ta đã không cách nào chống đỡ, nên làm cái gì? Chẳng lẽ hết thảy các thứ này định trước thất bại trong gang tấc? Ta phải mau sớm khôi phục bản thể. Nhưng là... Thằng nhóc này như chết, ta còn có cái gì làm lại cơ hội? Ngay tại ma đế hư ảnh không nhìn được thời điểm, một đạo lười biếng thanh âm rơi xuống, cơ hội, luôn là người tranh thủ mà. Ma đế ngẩn ra, dư quang liếc một cái. Một cái kiếm thật lớn hạp đột nhiên xuất hiện. Cái hộp kiếm đứng sau lưng một cái lười biếng nam tử. Nam tử trong miệng ngậm một cọng cỏ, nhìn như cực kỳ tùy ý.
nhưng là giờ phút này, tùy ý ánh mắt bên trong, lại xuất hiện một chút tức giận. Ta mặc dù không phải là tiểu tử này sư tôn, vậy không cần phải giúp hắn. Nhưng là, ta không thích cái loại đó cao cao tại thượng tồn tại đối với một tên tiểu bối ra tay. Lục đạo cái hộp kiếm, mở. Nháy mắt tức thì, ánh sáng rực rỡ sáng chói. Cái hộp kiếm mở ra, sáu chuôi khí tức cường đại kiếm lao ra. Sáu kiếm hợp nhất, cao nhất lực hội tụ. Ma đế lộ ra một đạo nụ cười, vậy không do dự, hai người đều là hư ảnh, không có bản thể lực 0,1% lực lượng, nhưng là bọn họ cũng phải thi triển hết thảy giúp Diệp Thần chặn. Vạn ma chi nhóm, ta là ma đế, mãi mãi lâu đời, chỉ một cái phá thiên. Cái hộp kiếm nam tử cũng cười, nhìn một cái Diệp Thần, xoay người, một đôi tròng mắt bắn như hàn tinh, hai mi cong hồn như xoát tất, ngực hoành hào phóng, có vạn phu khó địch oai gió. Kiếm chỉ một chút, linh võ đại lục thần quốc thì như thế nào, nhớ, ta tên lục đạo kiếm thần. Phong thanh dương, phá, lục đạo cực mạnh kiếm ý và vô tận ma khí dung hợp, hóa là thông thiên lực. Máu tươi tại chỗ vỡ vụn. Bầu trời lôi kiếp toàn bộ xóa đi. Cuồng bạo đợt khí tung bay, Diệp Thần chợt mở mắt ra, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn biết chuyện của ngoại giới, cố nhiên bị tức sóng chấn thương, nhưng đã là kết quả tốt nhất. Hắn vừa định đứng lên, một cổ cảm giác nặng nề tấn công tới, hắn ngã trên đất. Quá mệt mỏi. Ước chừng mấy giây, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Bởi vì trận pháp bị phá, Bạch Chấn Đường các người vọt vào. Khi thấy Diệp Thần bị thương, sắc mặt đại biến. Mau dẫn Diệp Thần hồi Huyền Nguyệt Tông. Bị thương ma linh tử nhìn về phía mọi người, cuối cùng tầm mắt rơi vào Duẫn Mính trên mình. Bé gái, người đón nhận ta bộ phận truyền thừa, có muốn hay không đổi được mạnh hơn? Ta không cách nào rời đi nơi đây, người có nguyện ý hay không ở chỗ này tu hành một đoạn thời gian? Duẫn Triệt trực tiếp mở miệng nói, không được, ta không thể cầm nàng giao cho ngươi. Ma linh tử thấy mọi người không để ý hết thảy xuất thủ dáng vẻ, tiếp tục nói, đây đối với cái này bé gái mà nói, cũng không một chuyện xấu, ta nguyện ý, đem nàng thu là ta đệ tử. Mọi người nghe vậy, không khỏi sững sốt một chút. Đệ tử, cái này ma linh tử đang nói gì? Cứ như vậy đột nhiên phải đem Duẫn Mính, thu làm đệ tử. Vậy ma linh tử, tiếp tục nói, ma đế cố hương không cần ta bảo vệ, ta còn dư lại thời gian. Cũng nên đào tạo một người học trò. Ở hắn xem ra, mình không thể nào đi theo ma đế. Nhưng là có người có thể. Duẫn Mính. Ma đế sống lại tại trên người thiếu niên, cái này thiếu niên cần phải có cường giả đi theo. Mà Duẫn Mính thích hợp nhất. Mọi người ở đây lại phải mở miệng thời điểm, Duẫn Mính đứng dậy ta nguyện ý. Gia Gia, Gia Gia Bạch, Gia Gia Long, hy vọng các ngươi tôn trọng ta. Duẫn Mính trong mắt viết đầy kiên nghị. Duẫn Triệt thở dài một tiếng, gật đầu nói, được. Nhưng là ma linh tử, người như dám đả thương cháu gái ta thề, người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hai ngày sau đó, Huyền Nguyệt Tông, linh mạch chỗ sâu. Sương mù hóa, dịch hóa linh khí, tràn ngập ở giữa trời đất, nơi này, chính là vậy linh mạch ngọn nguồn chỗ. Cũng vậy, toàn bộ linh mạch, linh khí tinh thuần nhất. Dày đặc chỗ. Mà ở nơi này linh mạch ngọn nguồn bên trong, có một phe thanh ao. Ao nước trong veo vô cùng, mà ở ao nước này bên bờ, có ba đạo ngồi xếp bằng bóng người. Cái này ba người, chính là Huyền Nguyệt Tông ba tên Thái Thượng Trưởng Lão. Lúc này, Bạch Chấn Đường ba người, cũng không chớp mắt, nhìn chằm chằm vậy ao nước phần đáy. Trong suốt thấy đáy ao nước bên trong, nằm một cái khá là thanh niên anh Tuấn. Chính là Diệp Thần. Hôm nay, Diệp Thần thân thể, đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí, liền một chút vết thương cũng không có để lại. Phải biết, Diệp Thần, nhưng mà nhận chịu lớn mạnh như vậy máu tươi, đối với hắn toàn lực phát động công kích à. Cái này biến thái sinh mệnh lực, thật là làm người xấu hổ. Nhưng là, ba tên Thái Thượng Trưởng Lão, nhưng vẫn cau mày. Hai ngày trôi qua, Diệp Thần thân thể. Mặc dù khôi phục như lúc ban đầu, nhưng mà, thần trí của hắn, nhưng thủy chung không có thanh tỉnh. Vậy máu tươi quá đáng sợ. Diệp Thần thể xác, có lẽ quá mạnh, có thể chịu đựng cái này gánh vác. Nhưng là, hắn thần hồn,
mặc dù cũng là vượt xa cùng cấp tồn tại, nhưng còn kém một chút. Cho tới, đến bây giờ, vẫn chưa có tỉnh lại. Ao nước này, là tinh thuần nhất linh khí, tích lũy vô số năm ngưng kết mà thành, trừ đối với thân thể có chỗ tốt cực lớn, đối với thần hồn, cũng có không nhỏ giúp ích, đặc biệt, là xem Diệp Thần như vậy, thần hồn bị thương người. Hơn nữa, ở đó ao nước bên trong, còn ngâm vào đếm viên thuốc, linh tài, những thứ này, đều là thánh dược cấp bậc chữa thần hồn đan dược, cùng với, đối với thần hồn có trợ giúp cao cấp linh tài. Nhưng là, cho dù ở những thứ này dưới sự trợ giúp, Diệp Thần ánh mắt, nhưng vẫn đến bây giờ, còn không có mở ra. Bạch Chấn Đường ba người, cũng không khỏi lo lắng. Ngay tại bọn họ, cũng đang lo lắng có phải hay không, phải suy nghĩ một chút cái gì biện pháp khác lúc đó, nguyên bản ở ao nước bên trong, hai mắt nhắm nghiền Diệp Thần, chợt mở hai mắt ra. Ầm một tiếng, Diệp Thần từ đáy ao nhảy ra, rơi vào Bạch Chấn Đường các người trước người, hành lễ nói, gặp qua sư tôn, gặp qua hai vị thái thượng trưởng lão. Xuân Triệt và Long cũng ngày nay là khoát khoát tay, cười nói, Diệp Thần, không người ngoài thời điểm, ở chúng ta trước mặt, liền không cần như thế giữ lễ. Chỉ có Bạch Chấn Đường, Sở Dâu, cố làm uy nghiêm nói. Bọn họ hai cái có thể, nhưng là, ở ta trước mặt, người vẫn là thật tốt tốt thi lễ. Chỉ là, hắn ngoài miệng mặc dù như thế nói, có thể nhìn Diệp Thần ánh mắt, nhưng tràn đầy yêu mến vẻ. Mặc dù, ban đầu, Bạch Chấn Đường nhận lấy Diệp Thần tên đệ tử này, phần lớn, là bởi vì là tử ngưng nguyên nhân, nhưng là, bây giờ Diệp Thần đã là hắn hài lòng nhất đệ tử. Diệp Thần cười gật đầu nói, đệ tử rõ ràng. Hắn biết, Bạch Chấn Đường là thật đối với hắn tốt, đối với Bạch Chấn Đường thi lễ, dĩ nhiên là phải. Xuân Triệt nói, Diệp Thần, nếu ngươi tổn thương, đã tốt lắm, cũng nhanh đi gặp gặp thần hỏa học viện đạo sư đi, hắn đã ở bên trong tông, đợi ngươi đã mấy ngày. Diệp Thần sững sốt một chút, thần hỏa học viện đạo sư, lại vì mang hắn nhập học, cố ý đi tới Huyền Nguyệt Tông. Lấy thần hỏa học viện địa vị, cùng với trong học viện, đạo sư thân phận mà nói, đây quả thực, có chút không tưởng tượng nổi. Bất quá, thật giống như trừ cái này dạng, vậy không có biện pháp gì có thể mang Diệp Thần đi thần hỏa học viện, dẫu sao, học viện vị trí, không thể tùy tiện tiết lộ. Diệp Thần sau khi đổi lại y phục xong, liền đi vậy thần hỏa học viện đạo sư ở tạm đình viện đi tới. Còn không có tiến vào đình viện bên trong, Diệp Thần liền nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Cái thanh âm kia, lúc này đang khiển trách Tử Ngưng, ngươi lúc tốt nghiệp, chính là như vậy tu vi, cái này cũng nhiều ít năm trôi qua, làm sao một chút tiến bộ cũng không có. Nhiều năm như vậy, ngươi cũng đi làm gì? Diệp Thần đi vào đình viện vừa thấy, người nói chuyện, bất ngờ là trước ở đó cử hành thăng long thi đấu trên đảo đã gặp, thần hỏa học viện pháp kỷ bộ đạo sư, Trần Cửu. Mà làm hắn có chút bất ngờ chính là, Trần Cửu bên người, còn đứng hai người, chính là Tử Ngưng và Mạnh Hành Vân. Lúc này, Tử Ngưng nghe được Trần Cửu khiển trách, mặt đẹp trên, tràn đầy vẻ ủy khuất, mà một bên Mạnh Hành Vân, thì đang cười trộm. Cái này hai người, cũng đã từng là thần hỏa học viện học sinh. Trần Cửu ánh mắt bén nhọn, bắn về phía Mạnh Hành Vân nói, Mạnh Hành Vân, ngươi còn cười. Mạnh Hành Vân nghe vậy, lại lộ ra một chút sợ hãi thần sắc, vội vàng thu nụ cười lại. Trần Cửu quát khẽ, Mạnh Hành Vân, ngươi thiên phú, hoàn toàn không có ở đây Tử Ngưng dưới, nhưng mà tốt nghiệp lúc, tu vi lại không có đến dự trù. Ở trong học viện, cả ngày lười biếng tu hành, trừ trêu đùa bạn học gái, ta xem, ngươi liền không học biết cái gì chứ. Ngươi mặc dù tốt nghiệp không lâu, nhưng là, giữ ngươi cái tuổi này, chí ít, chắc cũng là tinh khiếu đỉnh phong, ngươi như vậy, còn cười được tới. Mạnh Hành Vân nghe vậy, sắc mặt vậy khổ đứng lên. Hắn hai người chúng ta, ở thần hỏa học viện lúc đó, cũng không có thiếu nghe được Trần Cửu khiển trách, không nghĩ tới, rời đi học viện, còn muốn bị Trần Cửu khiển trách. Bất quá, trong lòng bọn họ biết, Trần Cửu như thế nói, nhưng là hoàn toàn xuất từ tốt cho bọn họ tâm lý. Diệp Thần thấy vậy, không khỏi mặt lộ một nụ cười châm biếm, đi về phía Trần Cửu nói, đạo điễn Trần Sư. Trần Cửu gật đầu một cái, quan sát trên dưới một chút Diệp Thần, đột nhiên mặt liền biến sắc, Diệp Thần, người lúc nào đột phá đến hợp đạo cảnh tầng 7 ngày. Ngày đó luyện hóa luân hồi huyền bia, Diệp Thần cuối cùng dừng lại ở hợp đạo cảnh tầng 7 thiên.
dòng dã vượt qua 5 cái cảnh giới nhỏ. Phải biết, càng về sau, một cái cảnh giới nhỏ có thể đều phải cả đời mới có thể vượt qua. Mà một hơi vượt qua như thế nhiều cảnh giới nhỏ, cái này ở linh võ đại lục căn bản không có thể. Nhưng mà, Luân Hồi Huyền Bia là thế gian mạnh nhất Phật, tự nhiên có cái này tư cách. Bất quá, nếu là không có vậy máu tươi ra tay, sợ rằng Diệp Thần có thể đột phá càng nhiều. Diệp Thần cười một tiếng, có chút cơ duyên. Trần Cửu chưa từng có hơn truy hỏi, hắn vốn là hy mới, Diệp Thần như vậy, hắn canh quý trọng. Hắn nghiêm túc khuôn mặt hiện lên vẻ tươi cười nói, nghe Huyền Nguyệt Tông các vị tiền bối nói, người bị trọng thương, xem ra, hiện đang khôi phục, được ngược lại không tệ, chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Tử Ngưng và Mạnh Hành Vân, không khỏi ngẩn ngơ. Truyền thuyết này ở giữa ma quỷ đạo sư, lại cười. Hơn nữa, hay là đối với Diệp Thần cái này, trái với học viện Pháp Kỳ học sinh. Đây quả thực, so thấy được chân long bay qua, còn muốn cho bọn họ cảm thấy không tưởng tượng nổi. Diệp Thần, thật là quá nghịch thiên. Trần Cửu nhưng chút nào bỏ mặc bọn họ, giơ tay lên một cái, liền thả ra một chiếc cực phẩm thần khí phi hành pháp bảo, dẫn đầu bay vào trong đó. Mà Diệp Thần lại không có đi lên. Trần Cửu cảm giác được không đúng, mở miệng nói, thằng nhóc, người đây là ý gì, vì sao không lên đây? Diệp Thần chắp tay nói, đạo điển Trần Sư, ta còn có một chút sự việc phải xử lý, lại cho ta chút thời gian nghỉ ngơi. Lời này vừa nói ra, Tử Ngưng và ba vị Huyền Nguyệt Tông Thái Thượng trưởng lão sắc mặt đại biến. Cái này Diệp Thần, thật là không biết điều. Lại ba lần như vậy, thật không sợ chọc Trần Cửu cơn giận. Nhưng mà, Trần Cửu do dự mấy giây, ngoài ý liệu mở miệng nói, ngươi còn bao lâu nữa? Thật ra thì ngươi đi Thần Hỏa Học Viện, vẫn có thể đi ra ngoài, Thần Hỏa Học Viện cũng không phải là ngục giam. Diệp Thần vẫn là nói, cho ta nửa tháng thời gian. Trần Cửu cũng không nói nhảm, gật đầu nói, được. Ngay tức thì biến mất ở tầm mắt mọi người. Mạnh Hành Vân và Tử Ngưng hoàn toàn bối rối, cái này Thiết Diện Vô Tư người lúc nào dễ nói chuyện như vậy. Hắn không nên tức giận đối với Diệp Thần xuất thủ không? Bọn họ vốn muốn cùng Diệp Thần nói gì, Diệp Thần nhưng đối với Bạch Chấn Đường chắp tay nói, sư tôn, ta có chuyện quan trọng. Ta muốn đi ra ngoài một hồi. Hôm đó ma đế Cố Hương máu tươi ra tay, để cho Diệp Thần rõ ràng liền nguy cơ. Hắn không biết thân phận mình phải chăng bại lộ. Hắn phải tìm cường đại tồn tại. Che chở còn chưa hoàn toàn lớn lên hắn. Dưới mắt, hắn thử nghiệm đi cứu những cái kia đại năng. Ngự thú linh thần tiêu tán lúc đó, nói cho hắn tìm kiếm mạnh mẽ, tốt nhất trước giải cứu băng kiếm tiên tôn. Cố nhiên băng kiếm tiên tôn Lam Tuyết Nguyệt là tiên tôn, nhưng là bị kẹt ở càn khôn sát vực, lâu như vậy, vô cùng có thể tu luyện tới kinh khủng bước. Còn như bao kinh khủng, hắn không biết. Vậy máu tươi xuất hiện, để cho Diệp Thần cảm giác được nguy cơ. Ác ma mắt tạm thời ngủ say. Cái hộp kiếm nam tử vậy không có động tĩnh. Hắn phải dựa vào mình làm một ít chuyện tình. Đây là dung chuyển vậy máu tươi sau lưng bước đầu tiên. Giao phó xong hết thảy, Diệp Thần không có lập tức đi càn khôn sát vực, mà là đi huyết sát đảo xem Kỳ Lâm. Hắn phát hiện Kỳ Lâm mấy ngày nay chập chờn rất mạnh. Sợ rằng phải thức tỉnh. Cùng lúc đó, Vạn Kiếm Đế Cung bên trong. Liệt Hỏa Kiếm Thần đứng ở ngay phía trên, mà phía dưới một đám trưởng lão chán bây giờ một món ưu sầu. Toàn bộ đại điện dị thường kiềm chế, còn có một chút ngột ngạt. Băng xương kiếm thần sinh mạng lệnh bài, bể nát. Liệt Hỏa Kiếm Thần vừa mở miệng, toàn bộ đại điện không có bất kỳ thanh âm. Sinh mạng lệnh bài bể tan tành, đại biểu đã tử vong, băng xương kiếm thần thực lực nhưng mà cực kỳ kinh khủng tồn tại, bây giờ đều đã chết, càn khôn sát vực sợ rằng có lớn ý định giết người. Liệt Hỏa Kiếm Thần vừa thấy phía dưới trưởng lão không có một cái mở miệng nói chuyện, tiếp tục chậm rãi nói. Ở băng xương kiếm thần bỏ mình một khắc kia, không tiếc cháy máu tươi, dùng tánh mạng làm giá, truyền ra một cái tin tức trọng yếu, càn khôn sát vực chỉ có Diệp Thần có tư cách bước vào. Một câu nói kích thích thiên tầng lãng, băng xương kiếm thần như vậy cường giả đều đã chết ở càn khôn sát vực bên trong. Diệp Thần một cái hợp đạo cảnh võ giả, thật sự có tư cách tiến vào càn khôn sát vực. Mọi người trong nội tâm trần chờ, bất quá băng xương kiếm thần mà nói, khẳng định còn có nhất định đạo lý.
bỏ mặc như thế nào, cũng phải điều tra rõ, Thanh Kiếm Tiên Tôn ngươi đi tìm Diệp Thần, cầm chuyện ngọn nguồn nói với hắn rõ ràng, để cho hắn tự quyết định. Thanh Kiếm Tiên Tôn lĩnh mệnh, xoay người liền từ trong đại điện mặt rời đi. Lần này không chỉ có quan hệ đến cứu Băng Kiếm Tiên Tôn, còn muốn điều tra Băng Xương Kiếm Thần rốt cuộc gặp cái gì nguy cơ chí mạng. Diệp Thần trở lại Huyết Sát Đảo, đi tới Kỷ Lâm gian phòng. Nhưng mà, Kỷ Lâm như cũng ngủ say. Diệp Thần nhướng mày một cái, chẳng lẽ hết thảy các thứ này là cảm giác? Ngay tại lúc này, Diệp Thần cảm giác được cái gì, đi thẳng tới đại điện bên trong. Hắn phát hiện lại thấy được một người quen, Thanh Kiếm Tiên Tôn, người đây là. Thời khắc này Thanh Kiếm Tiên Tôn sắc mặt cực kỳ khó khăn xem, sợ rằng Vạn Kiếm Đế Cung xảy ra chuyện. Trong nội tâm hắn mặt bất an, càng thêm mãnh liệt. Thanh Kiếm Tiên Tôn đi tới, bày kết giới sau đó mở miệng nói, Diệp Thần, Băng Xương Kiếm Thần, bỏ mình. Cái gì? Diệp Thần ngồi ở trên ghế, cả người trực tiếp đứng lên, lớn như vậy có thể, lại chết ở Càn Khôn Sát Vực. Thanh Kiếm Tiên Tôn cầm toàn bộ nguyên nhân hậu quả nói một lần, Diệp Thần cũng đại khái biết rõ. Về phần tại sao Băng Xương Kiếm Thần nói Càn Khôn Sát Vực chỉ có hắn mới có thể bước vào, sợ rằng biết một ít chuyện gì. Nếu không, tuyệt đối sẽ không nói ra như vậy. Thanh Kiếm Tiên Tôn ở một bên yên tĩnh chờ đợi Diệp Thần câu trả lời. Dù là Diệp Thần không đi Càn Khôn Sát Vực, cũng sẽ không trách móc hắn, dẫu sao cường giả như vậy cũng chết, ai không quan tâm mình tánh mạng. Diệp Thần bây giờ tình huống, chỉ bất quá hợp đạo cảnh tầng 7 trời, rơi xuống tỷ lệ chân thực quá lớn. Một không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục. Coi như ngươi không đến, ta cũng đi Càn Khôn Sát Vực đi một chuyến. Diệp Thần không có chút do dự nào trực tiếp mở miệng, ban đầu nếu không phải Băng Kiếm Tiên Tôn mà nói, hắn không biết chết bao nhiêu lần. Mình sư tôn, tuyệt đối phải đi cứu. Thanh Kiếm Tiên Tôn vui mừng nhìn một cái Diệp Thần, Băng Kiếm có như vậy học trò, đủ tự hào. Chuyện kế tiếp, Thanh Kiếm Tiên Tôn trò chuyện mấy câu, chỉ có một người rời đi. Dẫu sao Vạn Kiếm Đế Cung còn có một đống lớn sự việc, Diệp Thần an bài xong hết thảy sau này, chuẩn bị đi Càn Khôn Sát Vực. Ở hắn chuẩn bị lúc rời đi, luân hồi mộ địa một giọng nói vang lên. Mang Kỷ Lâm đã qua. Thanh âm nguồn, lại là ngủ say lục đạo kiếm thần Phong Thanh Dương. Diệp Thần có chút nghi ngờ, Kỷ Lâm hôn mê, như thế nào mang đi. Bất quá Phong Thanh Dương như thế nói, tất nhiên có duyên phận do. Diệp Thần cõng Kỷ Lâm, lấy được rồi Càn Khôn Sát Vực bản đồ, trực tiếp chạy tới. Thần Hỏa Học Viện Trần Cửu một mực đang thúc giục mình, hắn không thể trì hoãn quá lâu. Dưới mắt, hắn có quá nhiều chuyện phải làm. Một đường điên cuồng phi hành, căn bản không có bất kỳ dừng lại. Ước chừng qua một ngày rưỡi, Diệp Thần và Kỷ Lâm hai người rốt cuộc đi tới Càn Khôn Sát Vực cổng vào. Cùng Diệp Thần nghĩ có chút không giống, nơi này lại có rất nhiều người. Không phải nói đất này nguy hiểm sao? Thế nào sẽ có như thế nhiều linh võ đại lục võ giả? Một phen hỏi, Diệp Thần bừng tỉnh. Nguyên lai ở Càn Khôn Sát Vực bên trong, nguy hiểm và cơ hội cùng tồn tại, không biết nhiều ít võ giả, tới Càn Khôn Sát Vực bên trong tìm bảo. Ở bọn họ bên cạnh, một số võ giả ở thét to tuyển người. Toàn bộ Càn Khôn Sát Vực, tinh khiếu cảnh dưới, nhất định phải 4 người họp thành đội mới có thể tiến vào. Nếu không cũng sẽ bị Càn Khôn Sát Vực trận pháp ngăn cản ở bên ngoài. Diệp Thần không muốn đi họp thành đội, chỉ bất quá trước mặt Càn Khôn Sát Vực quy tắc, không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể đi tìm một ít đội ngũ, bất quá trên căn bản toàn bộ bị cự. Diệp Thần mặt ngoài cảnh giới chỉ có hợp đạo cảnh tầng 7 trời, ở Càn Khôn Sát Vực chính là kéo chân sau giống vậy tồn tại. Còn như Kỷ Lâm hơn nữa không cần phải nói, hôn mê yếu ớt. Liền kéo chân sau tư cách cũng không có. Dưới tình huống này, cây bản không người nào nguyện ý thu hai người họp thành đội. Không chỉ có như vậy, Diệp Thần sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng, hắn phát hiện đi tới Càn Khôn Sát Vực thời điểm, luân hồi mộ địa bên trong một khối mộ bia truyền tới chấn động. Ở Càn Khôn Sát Vực bên trong, tựa hồ không cũng chỉ có Băng Kiếm Tiên Tôn một cái đại năng, còn có ngoài ra một tôn đại năng. Thơm Tiêu Tông trước mắt còn thiếu hai người. Có hay không cùng nhau họp thành đội. Đây là truyền tới một đạo ôn nhu giọng nữ, Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, quyết định đi thử một lần.
Còn như Thơm Tiêu Tông, Diệp Thần vậy nhất định có biết rõ, là cả linh võ đại lục tông môn nhất lưu. Linh võ đại lục địa vực bát ngát, vô số tông môn san sát, là Hoa Hạ mấy chục ngàn lần. Cái này cũng đào tạo, linh võ đại lục mấy vực bên trong, xuất hiện mấy trăm cái cao cấp tông môn, mấy ngàn tông môn nhất lưu, còn như những thứ khác cấp bậc tông môn số lượng càng đáng sợ hơn. Diệp Thần đi tới Thơm Tiêu Tông bên này, phát hiện hai người phụ nữ, một cô gái thân mặc màu đen sức lực gắn, lồi lõm thích thú vóc người vừa xem không bỏ sót, chỉ bất quá trên mặt cao ngạo thần sắc làm sao vậy lau không đi. Ngoài ra một cô gái ăn mặc bể hoa áo đầm, trên mặt vẻ bệnh hoạn, rõ ràng bị một ít thương thế. Các ngươi hai người thực lực quá yếu, tiến vào càn khôn sát vực bên trong cũng là tự tìm cái chết. Ăn mặc màu đen ăn mặc cô gái bên trong đôi mắt thoáng qua một tia thần sắc khinh thường, bộ dáng gì con mèo, con chó cũng dám tới càn khôn sát vực tự tìm cái chết. Diệp Thần cũng không nói lời nào, nhìn một cái hai người thực lực, màu đen ăn mặc cô gái đại khái tạo hóa cảnh hậu kỳ, còn như là tầng 8 thiên vẫn là tầng 9 thiên cũng không biết. Bệnh hoạn cô gái thực lực cũng ở đây tạo hóa cảnh trên. Cái này hai người thực lực ở càn khôn sát vực không hề coi là mạnh, chỉ bất quá nhất định có thực lực tự vệ mà thôi, Diệp Thần mình cũng có nắm chắc ở một chiêu bên trong đánh bại các nàng. Lãnh Nhan sư tỷ, chân thực không được thì muốn bọn họ hai người đi. Huống chi tên này còn mang theo một cái ngủ say đứa nhỏ. Bây giờ càn khôn sát vực bên trong đã không có nhiều ít không tìm được đội ngũ võ giả. Lãnh Nhan sư tỷ nghiêng đầu nhìn một cái Lý Đình, trong mắt thoáng qua một chút bất đắc dĩ thần sắc. Nếu không phải bởi vì Lý Đình thương thế nói, nàng thà lại kéo một kéo. Mang các ngươi hai người cùng nhau họp thành đội không thành vấn đề, bất quá nhất định phải nghe lời, nếu không đừng trách ta không thể khí. Lãnh Nhan nhìn Diệp Thần hai người, thoáng qua một tia cảnh cáo thần sắc, nếu không phải bởi vì Lý Đình mà nói, cái này hai cái phiền toái, nàng căn bản khinh thường mang theo bên người. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, không muốn cùng cái này hai người có quá nhiều dây dưa. Dù sao tiến vào càn khôn sát vực bên trong tìm được một cái cơ hội lại mỗi người một ngã liền có thể. Hắn vậy không muốn cùng Lãnh Nhan các nàng, Lãnh Nhan cho rằng Diệp Thần hai người là phiền toái, hắn làm sao thử không phải như thế cho rằng. Đối với Lãnh Nhan khinh thị căn bản cũng không có để ở trong lòng mặt. Tiếp theo bốn người tiến vào càn khôn sát vực cổng vào bên trong, cái này thời gian, Lãnh Nhan không nói câu nào, bất quá Lý Đình ngược lại là trò chuyện mấy câu. Diệp Thần từ trong biết được, bởi vì Lý Đình bị thương, cần một bụi thất diện linh lung thảo, mới có thể chữa trị tự thân thương thế, chỉ có thể đi tới càn khôn sát vực. Toàn bộ linh võ đại lục cũng chỉ có ở càn khôn sát vực bên trong mới có thể tìm được thất diện linh lung thảo. Bốn người cùng nhau tiến vào càn khôn sát vực phát hiện toàn bộ giết vực bên trong chỉ có ánh sáng yếu ớt, dị thường hắc ám, Diệp Thần ngẩng đầu nhìn một mắt phía trước, phát hiện toàn bộ càn khôn sát vực bên trong có vô số cái giao lộ, chỉ hoành lần lượt thay nhau. Diệp Thần có thể cảm giác đến, cái này mỗi một cái giao lộ bên trong cũng có một ít kinh khủng tồn tại, xem ra muốn tìm được băng kiếm tiên tôn cũng không phải là như vậy dễ dàng. Lãnh Nhan ở một bên cẩn thận xem xét, bất quá căn bản không nhìn ra, mỗi một con đường trên căn bản cũng chênh lệch không bao nhiêu. Dưới tình huống này, cũng không có cái gì đặc biệt tốt biện pháp. Lãnh Nhan tùy tiện chỉ một con đường, hỏi thăm một chút Lý Đình. Còn như Diệp Thần và Kỳ Lâm hai người, thì tự động để cho nàng coi thường. Diệp Thần cũng không nghĩ nhiều, dù sao tùy tiện đi kia một con đường đều có thể. Nếu đã quyết định, bốn người đi bên trái trong đó một con đường. Một giờ thời gian, bốn người thận trọng, dẫu sao cũng không ai biết, ở càn khôn sát vực bên trong sẽ gặp phải cái gì. Mỗi đi một bước thời điểm cũng phải cẩn thận đi thăm dò xem, Diệp Thần trên mặt dần dần xuất hiện ngưng trọng thần sắc. Ở chỗ này, hắn cũng không dám không cẩn thận khinh thường, băng xương kiếm thần cũng có thể bỏ mạng ở càn khôn sát vực, có thể tưởng tượng được trong này có bao kinh khủng. Sắc sắc! Vào lúc này, đột nhiên truyền tới một tiếng nặng nề tiếng vang, một mảnh màu máu bình phong che chở đột nhiên bây giờ phóng lên cao. Oanh oanh oanh! Toàn bộ mặt đất truyền tới ủng ủng tiếng vang, thanh âm điếc tai nhức óc, để cho tất cả mọi người cả kinh thất sắc. Không tốt! Chúng ta chạm đến thượng cổ không lành lặn sát trận. Lãnh Nhan cả người mặt đẹp đổi được dị thường khó khăn xem, không nghĩ tới mới vừa đi, liền gặp nguy hiểm.
Cái này liền 1/3 chặng đường cũng không có đi hết, liền gặp phải uy hiếp, đến phía sau còn có cái gì kinh khủng tồn tại, căn bản không biết. Cái này làm cho Lãnh Nhan cảm giác, nghĩ đến tìm được thất diện linh lung thảo cơ hội, càng ngày càng mong manh. Toàn bộ sát trận dâng lên, một cổ chí mạng cảm giác nguy cơ từ Lãnh Nhan trong nội tâm tản mát ra. Cổ nguy cơ này cảm, càng ngày càng mãnh liệt, Lãnh Nhan nghiêng đầu nhìn một cái Diệp Thần, ngay sau đó tự giễu cười một tiếng. Bây giờ tình huống, Diệp Thần tự mình một người cũng tự lo không xong, huống chi tới giúp nàng. Sớm biết như vậy mà nói, tuyệt đối sẽ không đồng ý để cho Diệp Thần và Kỳ Lâm hai người gia nhập trong đội ngũ. Hoàn toàn chính là một cái liên lụy, không tạo được bất kỳ tác dụng gì. Mà bây giờ Lãnh Nhan vậy không có ở đây hối hận, toàn bộ sát trận đã khởi động, ở đỉnh đầu bọn họ phía trên, xuất hiện từng luồng hồng ti. Những thứ này hồng ti giống như hoa tuyết như nhau, không ngừng bay xuống, mỗi một tia màu đỏ, cũng có thể cảm giác đến kinh khủng hơi thở. Nếu như rơi vào bọn họ trên thân thể mặt, sợ rằng sẽ trực tiếp nổ, đến lúc đó cầm bọn họ cho nổ trọng thương. Lãnh Nhan vậy không trông cậy nổi Diệp Thần và Kỳ Lâm hai người, trong tay cầm ra một chuôi lửa kiếm dài màu đỏ, bỗng nhiên bây giờ bay về phía hư không, một kiếm chém ra đi. Oanh oanh oanh! Ở kiếm khí và những thứ này hồng ti tiếp xúc trong nháy mắt, phát sinh kịch liệt nổ. Nổ bên trong đã không thấy rõ bên trong chuyện gì xảy ra, đột nhiên bây giờ Diệp Thần cả người nhướng mày một cái. Ở trận pháp ngay phía trên, một chuôi trôi lơ lửng lợi kiếm đột nhiên xuất hiện. Toàn bộ lợi kiếm màu đen nhánh, ở lợi kiếm phía sau, đứng vững vàng không biết nhiều ít kiếm nhỏ. Mỗi một thanh kiếm cũng tản ra kinh khủng hơi thở, mưa kiếm rơi xuống, Diệp Thần cầm ra mục nát thú kiếm bảo vệ tốt Kỳ Lâm. Còn như chính hắn mà nói, những thứ này mưa kiếm còn đối với hắn không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Bởi vì phía trên Lãnh Nhan xuất thủ duyên cớ, Lý Đình cũng có thể ung dung ngăn cản. Ở trận pháp phía trên, Lãnh Nhan một mực đang khổ cực kiên trì, trên căn bản ngăn cản phần lớn tổn thương. Hống! Đột nhiên bây giờ mưa kiếm biến mất, truyền tới một tiếng yêu thú gầm thét. Diệp Thần ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện một con yêu thú hư ảnh, toàn bộ yêu thú có 3 cái đầu, toàn thân màu đen nhánh, một đôi đỏ tươi tròng mắt nhìn chằm chằm Lãnh Nhan. Một mắt là có thể nhìn ra, cái này là cả trận pháp trận linh, địa ngục chó 3 đầu. Chỉ cần đánh bại địa ngục chó 3 đầu, trận pháp tự nhiên không công chi phá. Lãnh Nhan thấy một màn này, khóe miệng bên trong toát ra một nụ cười khổ thần sắc. Địa ngục chó 3 đầu thực lực đã đạt tới tạo hóa cảnh đỉnh cấp. Cái này còn là thượng cổ trận pháp không trọn vẹn duyên cớ, nếu không chỉ sẽ càng thêm khủng bố. Tạo hóa cảnh đỉnh cấp, dù là Lãnh Nhan đem hết toàn lực, có thể vậy không phải là đối thủ. Nàng không nghĩ tới. Chỉ bất quá mới vừa đi vào liền lõm sâu nguy cơ. Lãnh Nhan cắn răng một cái, sách kiếm trong tay trực tiếp xông tới, bỏ mặc có thể đánh bại hay không địa ngục chó 3 đầu, nàng cũng phải liều mạng thử một lần. Diệp Thần nhìn trên trận pháp phương cũng không có ra tay, nếu như Lãnh Nhan không giải quyết xong nói, đến lúc đó sẽ ra tay cũng không muộn. Lý Đình trên gương mặt tươi cười mặt phủ đầy lo lắng thần sắc, mặc dù Lãnh Nhan đối với người khác cao lãnh, bề ngoài đối với người bất kỳ cũng nhìn hờ hững, bất quá nàng trong lòng rõ ràng, chỉ là trong nóng ngoài lạnh. Trận pháp phía trên, Lãnh Nhan mỗi một chiêu đều dùng hết toàn lực, địa ngục chó 3 đầu tràn đầy nhân tính hóa hài hước thần sắc. Đối mặt tạo hóa cảnh bên trong hậu kỳ võ giả, hắn có lòng tin tuyệt đối ngược giết. Chiến đấu trên căn bản kéo dài 10 phút, địa ngục chó 3 đầu trong miệng đột nhiên phun ra ra màu đen năng lượng, đánh chúng ở Lãnh Nhan trên thân thể mặt. Phốc suy, Lãnh Nhan cả người sắc mặt trắng bệch, không có bất kỳ màu máu, một búng máu từ trong miệng phun ra ngoài, bóng người từ hư không bên trong rớt rơi trên mặt đất. Lý Đình vội vàng chạy tới, đỡ Lãnh Nhan thân thể. Xem ra hai người chúng ta người phải bỏ mạng ở chỗ này. Lãnh Nhan khóe miệng bên trong toát ra một nụ cười khổ thần sắc, hiện ở địa ngục chó 3 đầu đã không có người có thể ngăn lại. Hống hống hống. Địa ngục chó 3 đầu truyền tới một tiếng gầm thét, bên trong đôi mắt bốc lên phát ra hồng quang, bóng người đánh về phía Lãnh Nhan hai người. Lãnh Nhan và Lý Đình tuyệt vọng nhắm mắt lại, tiếp theo chỉ có thể đối mặt tử vong. Ở ngàn cân treo sợi tóc thời điểm, một đạo lười biếng thanh âm vang lên, xem ra vẫn là phải ta ra tay mới được.
Diệp Thần cả người bóng người trực tiếp xông tới, trong tay hắn mục nát thú kiếm ngay tức thì nâng lên. Ở nâng lên trong nháy mắt, bộc phát ra một tiếng rên. Địa ngục chó ba đầu bị đau nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt khát khao nhìn chăm chú vào Diệp Thần. Lãnh Nhan và Lý Đình hai người mở mắt ra, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, Diệp Thần lại ra tay. Thấy được Diệp Thần thời điểm xuất thủ, Lãnh Nhan trên mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Dù là ra tay thì như thế nào, một người hợp đạo cảnh tầng 7 thiên võ giả, căn bản cũng không phải là địa ngục chó ba đầu đối thủ. Địa ngục chó ba đầu sợ rằng một chiêu, là có thể trong nháy mắt giết Diệp Thần, căn bản không làm nên chuyện gì, không thay đổi được bất kỳ kết cục. Tạo hóa cảnh đỉnh cấp địa ngục chó ba đầu, Diệp Thần bây giờ căn bản không coi vào đâu. Trong cơ thể bất hủ ý thì bộc phát ra, giống như từng cổ một sóng lớn, phún ra ngoài. Địa ngục chó ba đầu hơi thở đập vào mặt, nhưng mà Diệp Thần không có động tĩnh, căn bản cũng không có coi ra gì. Một tên xúc sinh mà thôi. Vẫy tay một kiếm chém ra đi, thời gian pháp tắc lực lượng gia trì, để cho địa ngục chó ba đầu căn bản không có thời gian chạy trốn. Một kiếm này ở hư không bên trong lưu chuyển trực tiếp xông tới. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, địa ngục chó ba đầu phát ra tiếng kêu thê thảm, toàn bộ hư ảo thân thể, đột nhiên bể tan tành. Rắc rắc! Một kiếm hạ xuống địa ngục chó ba đầu trực tiếp bị trong nháy mắt giết, làm địa ngục chó ba đầu chết một khắc kia, toàn bộ trận pháp vào giờ khắc này đột nhiên bể tan tành. Địa ngục chó ba đầu là cả trận pháp tâm trận, một khi tử vong, trận pháp cũng chỉ không đánh tự thua. Đến bây giờ Lãnh Nhan vẫn còn mơ hồ trạng thái, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm phía trước, đầy mắt không thể tin. Đây rốt cuộc tình huống gì? Nàng cảm giác lượng tin tức có chút lớn, trước mắt căn bản không biết rõ tình trạng. Một người hợp đạo cảnh tầng 7 thiên võ giả, cầm tạo hóa cảnh đỉnh cấp yêu thú cho giết trong nháy mắt. Đây là thật. Lãnh Nhan chỉ cảm thấy mình đã xuất hiện ảo giác. Há miệng to há thật to. Lý Đình cái đầu tiên tỉnh hồn lại, đánh chụp Lãnh Nhan bả vai. Lãnh Nhan lúc này mới phản ứng được, các nàng thật không sao. Bây giờ Lãnh Nhan nhìn Diệp Thần dáng vẻ, hoàn toàn biến hóa. Nàng cảm giác Diệp Thần hoàn toàn chính là giả heo ăn hổ, cố ý toát ra hợp đạo cảnh cảnh giới, có thể là tạo hóa cảnh đỉnh cấp tồn tại, hoặc là tinh khiếu cảnh đại năng. Lãnh Nhan một ít ý tưởng. Diệp Thần căn bản cũng không có để ở trong lòng mặt. Nếu đã tiến vào càn khôn sát vực, Diệp Thần cũng không muốn sẽ cùng Lãnh Nhan các nàng tiếp tục nữa. Dẫu sao tìm băng kiếm tiên tôn sự việc, cực kỳ trọng yếu, không cho có bất kỳ thất thoát nào. Lý Đình đi tới Diệp Thần trước mặt, trực tiếp mở miệng nói, cảm ơn, nếu không phải là ngươi, chúng ta liền bỏ mạng ở chỗ này. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu coi như là trả lời. Sau đó từng bước một đi tới Lãnh Nhan bên người, sau đó trực tiếp mở miệng nói, nếu đã tiến vào càn khôn sát vực bên trong, chúng ta liền mỗi người một ngã đi. Càn khôn sát vực quá mức uy hiếp, Diệp Thần chiếu cố Kỳ Lâm một người cũng đã dị thường khó khăn, nếu là lại tăng thêm Lãnh Nhan và Lý Đình hai người mà nói, muốn sống đi ra càn khôn sát vực, sợ rằng không dễ dàng. Lãnh Nhan cũng không nói lời nào, nàng tính cách vốn chính là như vậy. Diệp Thần ý nghĩa nàng đã nghe rõ ràng. Lý Đình sắc mặt hơi đổi được khó khăn xem, nếu như Diệp Thần rời đi, nàng và Lãnh Nhan hai người, nói không chừng liền còn sống đi ra càn khôn sát vực cơ hội cũng không có. Cái này làm cho hai người các nàng như thế nào cho phải. Diệp Thần cũng không có thương lượng ý nghĩa, sau khi nói xong liền dẫn Kỳ Lâm, trực tiếp rời đi. Lý Đình đi tới Lãnh Nhan bên người. Nhìn Diệp Thần bọn họ rời đi hình bóng nhỏ giọng nói, sư tỷ, bây giờ hai người chúng ta người làm thế nào? Lãnh Nhan trầm tư một lát, quyết định len lén đi theo Diệp Thần, như vậy các nàng ở càn khôn sát vực sống tiếp cơ hội mới sẽ lớn. Nếu không dựa vào hai người các nàng mà nói, căn bản không có biện pháp tiếp tục đi. Lý Đình thương thế đã không có biện pháp lại tiếp tục kéo dài. Quyết định chủ ý, hai người lén lén lút lút đi theo Diệp Thần phía sau. Một lúc lâu sau, Diệp Thần như thế tràn đầy không mục đích đi, căn bản không tìm được băng xương kiếm thần. Diệp Thần vậy phát hiện theo ở phía sau Lãnh Nhan hai người, bất quá vậy không có ngăn cản. Cái này 2 giờ, Diệp Thần vậy gặp phải một ít tàn phá trận pháp và yêu thú, bất quá cũng dựa vào hắn sức một mình giải quyết. Cũng là như vậy,
Lãnh Nhan hai người mới có thể đi thẳng tới đây. Diệp Thần cầm ra một quả lệnh bài, đây là thanh kiếm Tiên Tôn giao cho hắn. Cái này cái lệnh bài là băng xương kiếm thần, có băng xương kiếm thần một luồng hơi thở. Diệp Thần quyết định vận dụng bí thuật đi tìm một chút băng xương kiếm thần đại khái vị trí, vậy tổng so tràn đầy không mục đích tìm tốt. 15P sau đó, rốt cuộc nhận ra được băng xương kiếm thần đại khái phương hướng. Diệp Thần mang Kỷ Lâm thay đổi phương hướng, trực tiếp đi đông phương, rất nhanh bước chân dừng lại. Hắn ngẩng đầu vừa thấy phát hiện phía trước một tòa cung điện. Toàn bộ cung điện chung quanh trôi giạt, màu u lam hơi thở, quỷ dị dị thường. Một mực đi theo Diệp Thần Lãnh Nhan hai người, sắc mặt hoàn toàn biến hóa. Diệp Thần cõng Kỷ Lâm, cau mày, liên quan tới Càn Khôn sát vực sự việc, hắn cũng rõ ràng một chút. Đây chính là truyền nói Minh Trận Linh Điện. Càn Khôn sát vực bên trong có một cái lời đồn đãi, Minh Trận Linh trong điện mặt ở một người già một trẻ, trận pháp thông thiên lấy máu người làm trận, cực kỳ tàn nhẫn. Dọc theo con đường này, Diệp Thần không biết oanh phá nhiều ít trận pháp, chỉ sợ sẽ là cái này một người già một trẻ bố trí. Băng xương kiếm thần hơi thở ngay tại phía trước, vô luận như thế nào, cũng phải đi xông vào một lần. Diệp Thần nhìn một cái hôn mê Kỷ Lâm, hướng Minh Trận Linh trong điện mặt đi tới. Đang đến gần Minh Trận Linh điện thời điểm, đột nhiên bây giờ xuất hiện một tên chàng thanh niên. Chàng thanh niên nhìn một cái Diệp Thần và Kỷ Lâm, trên mặt cũng không có bất kỳ biểu tình gì. Minh Trận Linh trong điện mặt tình huống gì, Diệp Thần căn bản không biết, bây giờ cũng không muốn phát sinh mâu thuẫn. Nơi này, người bất kỳ không thể tiến vào, các ngươi nhanh đi ra ngoài. Nơi đây cũng không phải các ngươi có tư cách bước vào. Chàng thanh niên một mặt cao ngạo thần sắc, để cho Diệp Thần nhẹ khó chịu, ngăn chặn trong nội tâm lửa giận, tiếp tục nói, ta có một vị trưởng bối mất tích, hy vọng có thể thuận lợi một chút, để cho ta tiến vào trong đó, tuyệt đối sẽ không chạm đồ vật bên trong. Ta nói qua, trong này các ngươi không có tư cách bước vào, không đi nữa, đừng trách ta không khách khí. Diệp Thần có thể nhìn ra, chàng thanh niên thần sắc khinh miệt, nhưng là băng xương kiếm thần hơi thở đang ở bên trong, hắn làm sao có thể rời đi. Mục nát thú kiếm nắm trong tay, cả thân hơi thở tản mát ra, nếu không đồng ý đi vào, vậy hắn cũng chỉ có thể quá mạnh được xông vào bên trong. Chàng thanh niên thấy một màn này, trên mặt cũng không có bất kỳ khiếp đảm thần sắc, ngược lại vung tay lên, đột nhiên bây giờ trận pháp vận chuyển. Trận pháp vận chuyển, Diệp Thần phát hiện mình trong cơ thể năng lượng lại không ngừng đang bị áp chế. Vốn là hợp đạo cảnh hơi thở, ngay tức thì bị áp chế đến một cái người phàm. Diệp Thần cau mày, trận pháp này rõ ràng có thể giam cầm mọi người thực lực. Ở trận pháp bên trong liền một tia một hào lực lượng cũng không thể vận dụng, giống như một cái người phàm như nhau. Diệp Thần cũng nghĩ tới phá giải trận pháp, chỉ bất quá hắn ở Côn Lôn hư học trận pháp, ở chỗ này cũng có chút yếu đi. Muốn phá vỡ trận pháp này, không khác nào nói vớ vẩn. Ở chỗ này, không thể vận dụng võ lực, người muốn đi vào nói, trừ phi có thể ở trận pháp chi đạo chiến thắng ta. Chàng thanh niên tiếng nói vừa dứt, để cho Diệp Thần sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Một mắt là có thể nhìn ra, cái này cái chàng thanh niên đặc biệt tu luyện trận pháp một đạo thành tựu, nhưng mà hắn trình độ, muốn thắng mà nói, căn bản không quá thực tế. Tên đã lắp vào cung đã không phát không được, Diệp Thần muốn rời khỏi cũng không khả năng. Chỉ có thể đấu với hắn trận. Chàng thanh niên khóe miệng bên trong thoáng qua vẻ tươi cười, sau đó cả người ngón tay trên mặt đất tiếp xúc, tốc độ hoa cả mắt, để cho Diệp Thần căn bản không thấy rõ. Lên! Chàng thanh niên nổi giận gầm lên một tiếng, ở hắn bên người, một cái màu vàng kim cự long, bay lên trời. Cái này cũng không phải chân chánh cự long, lợi dụng trận pháp ngưng tụ một cái hư ảnh. Kim long sát thiên trận. Có không có hứng thú tiến vào bên trong, tìm tòi kết quả. Chàng thanh niên ánh mắt khiêu khích nhìn Diệp Thần. Diệp Thần nhìn một cái chỗ sâu, băng xương kiếm thần tin tức đang ở bên trong. Bất kể như thế nào, hắn cũng muốn đi vào. Hắn kích hoạt bộ phận huyết mạch, chẳng lẽ còn không phá nổi một cái trận pháp. Một giây kế tiếp, Diệp Thần không do dự nữa, bước ra một bước, lắc đầu nói, tại sao nhất định phải ta ra tay. Thanh niên nhìn Diệp Thần thật đi vào, cười nhạt liền liền. Hắn sanh ra ở Càn Khôn sát vực, tiềm tu trận pháp chi đạo. Bàn về trận pháp,
hắn còn chưa bao giờ sợ qua ai. Đấu trận cũng chia là hai loại quy tắc, tử đấu và sinh đấu, chàng thanh niên rõ ràng cho thấy muốn cùng Diệp Thần tử đấu. Bất quá để cho thanh niên nghi ngờ là, thằng nhóc này vì sao còn cầm một cái hôn mê nha đầu mang vào. Cõng một cái bé gái, đây là xem thường hắn. Vẫn là nói toạc hũ phá suất. Thằng nhóc thúi, trận pháp bên trong lực lượng đủ để đem cô bé kia phá hủy, xem ra, ngươi là chết cũng phải kéo một chịu tội thay à. Chàng thanh niên cười nói. Nhưng mà, Diệp Thần nhưng là đem Kỳ Lâm công chúa ôm vào trong ngực, sau đó đi ở trận pháp bên bờ, đem thú hủ kiếm cắm ở một bên, ngón tay bắt pháp quyết, thú hủ kiếm tạo thành một đạo kiếm ý bình phong che chở, sau đó nhẹ nhàng buông xuống Kỳ Lâm, dùng kiếm này bảo vệ Kỳ Lâm. Cầm Kỳ Lâm thả ở bên ngoài, hắn tự nhiên không yên tâm. Chỉ có trận pháp bên trong, hắn mới có lòng tin bảo vệ. Bất quá, hắn thật có chút nhớ nhung không rõ, Phong Thanh Dương vì sao phải hắn cầm Kỳ Lâm mang tới Càn Khôn sát vực. Một cái hôn mê người, ở như vậy đất nguy hiểm, sống chết đều khó nắm trong tay à. Huống chi, mình phải xử chỗ bảo vệ Kỳ Lâm. Ngược lại khó mà thi triển. Kỳ Lâm à Kỳ Lâm, người cái này vừa cảm giác phải ngủ tới khi nào. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cuối cùng nhìn về phía thanh niên. Đột nhiên, trận pháp lực ngưng tụ. Chung quanh hết thảy cũng đổi được mơ hồ không dứt. Linh võ đại lục trận pháp chi đạo, Diệp Thần mặc dù cũng không có quá nhiều nghiên cứu, bất quá cũng lớn gửi biết một ít thứ. Cái gọi là trận đạo phân là hai loại, lợi dụng bảo vật bố trí trận pháp, còn có một loại lợi dụng thiên địa thế, tới bố trí ra trận pháp. Mới vừa rồi Diệp Thần xem chàng thanh niên thời điểm, cảm giác cũng không có gửi bất kỳ bảo vật, hiển nhiên là mượn thiên địa thế tới bố trí kim long sát thiên trận. Ở Diệp Thần suy tính thời điểm, đột nhiên cảm nhận được một cổ nguy hiểm hơi thở, vốn là mờ tối địa phương, đột nhiên đổi được sáng lên. Tia sáng chói mắt, để cho Diệp Thần căn bản không mở mắt ra được, đột nhiên bây giờ truyền tới một tiếng yêu thú gầm thét. Hư ảo kim long ở phía trên truyền tới một tiếng gầm thét. Toàn bộ mặt đất cũng đang chấn động. Diệp Thần không kịp do dự, trực tiếp lui về phía sau. Dưới mắt duy nhất biện pháp liền là tìm ra tâm trận, sau đó lại nghĩ biện pháp cho phá giải hết. Nói dễ dàng, bất quá làm, liền sẽ thành được dị thường khó khăn. Mượn dùng thiên địa thế trận pháp, muốn phải tìm tâm trận hơn nữa khó khăn, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Kim Long ở sau lưng không ngừng theo sát. Thật may Diệp Thần thân xác mạnh mẽ, hơn nữa kích hoạt một số huyết mạch, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bất quá, không tới thời khắc mấu chốt, hắn tuyệt đối sẽ không vận dụng máu kia mạch lực. Diệp Thần một bên né tránh, vừa dùng mắt thường quan sát trận pháp. Như tiếp tục kéo dài như vậy mà nói, tình huống chỉ sẽ thành được càng ngày càng gay gâu. Nghĩ đến đây, Diệp Thần toát ra một nụ cười khổ thần sắc. Chàng thanh niên khóe miệng hơi dơ lên, hắn trận pháp làm sao có thể tùy tiện bây giờ bị phá hết. Diệp Thần ở bên trong kết cục chỉ có chết. Trận pháp bên trong, Diệp Thần tình huống càng ngày càng gay gâu, cái này thời gian hắn phá hoại ba chỗ địa phương, nhưng là trận pháp còn đang lưu truyền. Chỉ có tìm được tâm trận mới có thể, chỉ bất quá tâm trận chân thực quá mức bí mật, thậm chí Diệp Thần đều cảm giác, cái trận này mất hay sống trận. Mỗi một lần sắp đến gần tâm trận thời điểm, đều có thể tự động trốn nặc, cũng không phải là cố định tâm trận. Dựa vào Diệp Thần trận đạo thành tựu, căn bản không có biện pháp phá vỡ, hơn nữa hắn hành động càng ngày càng chậm chạp. Thanh niên cười, thằng nhóc, ở cái thế giới này, trận pháp lực lượng có thể là xa xa thắng được võ lực, ngươi lấy cái gì đấu với ta. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần bên trong đôi mắt thoáng qua một tia tàn nhẫn thần sắc. Cầm ra hai chuôi thời không chi binh và 10 cây hợp đạo thần khí. Hôm nay ta đây muốn xem, là ngươi trận pháp lợi hại, vẫn là ta ngàn binh bạo lợi hại. Hắn quyết định lấy lực phá trận, mặc dù trong cơ thể năng lượng bị giam cầm, bất quá đầu óc chi trung thần hồn lực, còn có thể vận dụng. Mượn thần hồn lực, thúc giục phát ngàn binh bạo uy lực, đủ kích phá trận pháp này. Thời không chi binh và hợp đạo thần khí ngưng tụ chung một chỗ. Diệp Thần vừa nghiêng đầu đối mặt sau lưng Kim Long, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, ngàn binh bạo. Làm Diệp Thần tiếng nói rơi xuống ở một chớp mắt kia, thời không chi binh và hợp đạo thần khí tản mát ra khí tức kinh khủng, khoảnh khắc bây giờ nổ. Thanh niên sắc mặt đại biến.
thằng nhóc này lại thời gian sử dụng không chi binh nổ. Cái này mẹ hắn là tên điên đi. Nào có như thế đấu trận. Cái này hoàn toàn là làm bậy à. Nhưng mà, do không được hắn phản ứng. Oanh! Lực lượng vô tận chiếm đoạt. Khí lưu phun trào. Diệp Thần lại là thi triển trăm bước đuổi điện, đi tới Kỷ Lâm trước mặt, dùng thân thể ngăn trở nổ uy lực còn lại. Đinh tai nhức óc tiếng vang, để cho chàng thanh niên sắc mặt đại biến, toàn bộ trận pháp đột nhiên bể tan tành, chuyển tới rắc rắc thanh âm. Trận pháp bể tan tành ở một chớp mắt kia, Diệp Thần bóng người hiển hiện ra. Chàng thanh niên không dám suy nghĩ nhiều, chế trụ nội tâm khiếp sợ, trong mắt sát ý phóng thích. Chỉ cần lại tiếp tục bố trí ra một cái trận pháp, Diệp Thần liền không có mạng sống cơ hội. Chàng thanh niên không có tiếp tục ra tay, đang đợi Diệp Thần. Tiếp theo đến phiên Diệp Thần bố trí trận pháp, chàng thanh niên tới phá trận. Diệp Thần sắc mặt dần dần đổi được ngưng trọng, hắn trận pháp chi đạo ở Côn Lôn Hư là cao cấp, nhưng là dùng để đối phó chàng thanh niên mà nói, có một chút tiểu vu gặp đại vu. Nhưng là Vạn Kiếm Đế Cung Băng Xương Kiếm Thần đang ở bên trong. Hắn phải đi vào. Băng Xương Kiếm Thần tới Càn Khôn Sát Vực tìm Băng Kiếm Tiên Tôn Lam Tuyết Nguyệt đã rất nhiều ngày. Nói không chừng, đối phương nắm trong tay Lam Tuyết Nguyệt tung tích. Bỏ mặc như thế nào, Diệp Thần tự mình một người cũng phải hết sức thử một lần. Hắn như chết không quan hệ, nhưng là Kỷ Lâm còn theo bên người, không thể ra bất cứ chuyện gì. Diệp Thần dựa theo trong trí nhớ đại năng truyền cho hắn trận pháp chi đạo, lấy ra linh thạch và trận bàn, máu tươi bước ra, trực tiếp ngưng trận. Chàng thanh niên thấy một màn này, bên trong đôi mắt càng thêm khinh thường, lợi dụng linh thạch và trận bàn bố trí ra trận pháp, hắn dễ như trở bàn tay là có thể phá vỡ. 15p thời gian, Diệp Thần trận pháp bố trí xong, đây là một môn khốn trận, gia nhập ảo trận nguyên tố. Muốn dùng sát trận đánh chết chàng thanh niên. Diệp Thần căn bản không có ý nghĩ này, một chút cũng không thực tế. Hy vọng duy nhất đó là có thể vây khốn chàng thanh niên chốc lát, đến lúc đó mượn cơ hội, mang Kỷ Lâm vọt vào. Khốn trận bố trí xong, chàng thanh niên trực tiếp bước vào bên trong. Làm chàng thanh niên bước vào bên trong trong nháy mắt, Diệp Thần chuẩn bị mang Kỷ Lâm vọt vào, nhưng mà lúc này, toàn bộ trận pháp lảo đảo muốn rơi xuống, đã có một tia bể tan tành dáng vẻ. Diệp Thần cau mày, chàng thanh niên chỉ bất quá mới vừa tiến vào bên trong, không tới ba hơi thở thời gian. Nếu như trong cơ thể lực lượng cũng không có bị phong ấn mà nói, Diệp Thần mượn ba hơi thở thời gian, có thể trực tiếp rời đi, chỉ bất quá bây giờ nói căn bản không có thể. Phong Thanh Dương từ đầu đến cuối không có động tĩnh, sợ rằng đối phương nắm giữ trận pháp chi đạo cực kỳ nghịch thiên. Thanh niên thấy Diệp Thần diễn cảm, đột nhiên cười, thằng nhóc. Có phải hay không vô kế khả thi? Ta ở chỗ này tiềm tu nhiều năm như vậy, dõi mắt toàn bộ chu vi vạn dặm, có thể cùng ta đối kháng trận pháp, cũng không có mấy người. Hôm nay, coi như thiên vương lão tử tới, người hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Thần ngẩng đầu lên, mới vừa muốn nói cái gì, một đạo thanh âm thanh thúy đột nhiên ở vang lên bên tai. Thật tốt ồn ào, ngủ một giấc cũng không an lòng nha. Nghe được cái này thanh âm. Diệp Thần kích động đến trình độ cao nhất. Kỷ Lâm lại thức tỉnh. Kỷ Lâm lười biếng duỗi người, nhìn một cái chung quanh, sau đó chú ý tới Diệp Thần, trong mắt ngạc nhiên mừng rỡ, Diệp Thần, đây là đâu nha? Ta bụng thật là đói ơ, có hay không quả vặt? Diệp Thần, chúng ta thật lâu không đi TQ, có thể hay không đi một chuyến cho ta làm điểm quả vặt? Ta muốn vui chuyện sờ nách khoai, ta muốn kẹo đường. Ta muốn phao tiêu phượng trảo. Ta tốt hơn tốt biết bao hơn, ta ẩn giấu hết mấy nhẫn chữ vật, lúc nào chúng ta đi giả bộ một chút nha. Ta là không phải ngủ thật lâu, thật tốt đói nha. Diệp Thần, người có nghe ta nói hay không nói, người cái này chó người đàn ông, gạt ta tới nơi này, còn không cho ta ăn, ta phải nói cho tỷ tỷ, ta muốn thực danh tố cáo. Diệp Thần, để cho Diệp Thần bất ngờ là... Cái này nha đầu tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là nhớ hoa hạ quả vặt. Bất quá, hắn mơ hồ cảm giác được Kỷ Lâm có cái gì không đúng. Thậm chí hắn không cách nào tra xem Kỷ Lâm tu vi. Giống như bị một cổ lực lượng bảo vệ. Đây là bởi vì thức tỉnh tiên thiên độc thể. Chàng thanh niên nghe Kỷ Lâm không ngừng lại nhải, diễn cảm có chút đọng lại, vô tận tức giận phun trào.
Mình lại bị cái này hai con kiến hôi không để mắt đến. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tự tìm cái chết. Đã như vậy, ta liền tự mình đưa ngươi và cái đó thúi nha đầu đi địa ngục. Một giây kế tiếp, chàng thanh niên ngón tay bắt pháp quyết, quanh thân lưu động trận pháp cường đại ánh sáng. Diệp Thần vừa định bảo vệ Kỳ Lâm nhưng tránh thoát Diệp Thần, từng bước một hướng thanh niên đi tới. Miệng của nàng ba quyệt, hai mắt thật to viết đầy không vui. Kỳ Lâm rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Làm đứng ở cách thanh niên 5 mét xa lúc, Kỳ Lâm bước chân dừng lại, người mắng ai thúi nha đầu. Chàng thanh niên ngẩn ra, hắn phát hiện cái này nha đầu quanh thân lưu động sóng gợn có chút cổ quái. Thậm chí có thể tùy ý bước vào trận pháp. Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, cười lạnh nói, chính là người cái này thúi nha đầu, ta. Thanh âm đột nhiên hơi ngừng. Chỉ gặp Kỳ Lâm bước ra một giọt máu tươi. Máu tươi vừa ra, chu vi 5 km hơi thở cực kỳ lạnh như băng. Một cổ vô hình sát ý bao phủ hết thảy. Hơn nữa, chung quanh hết thảy trận pháp trực tiếp vỡ vụn. Quá quỷ dị. Ngươi mới là thúi nha đầu, cả nhà ngươi đều là thúi nha đầu. Ta máu tươi rất nhiều, đưa ngươi một giọt. Cút. Đi đôi với Kỳ Lâm thanh âm, máu tươi phiêu tán trên không trung. Máu tươi tản mát ra thực lực, cực kỳ khủng bố. Ở máu tươi không có vào trong trận pháp trong nháy mắt, toàn bộ trận pháp đột nhiên thay đổi hình dáng. Trận pháp ông ông tác hưởng, vốn là màu trắng màn sáng, đổi được dị thường hắc ám. Màu đen hoa văn, ở trên màn sáng mặt ngưng tụ, Diệp Thần có thể thấy, làm Kỳ Lâm máu tươi nhỏ vào bên trong thời điểm, toàn bộ trận pháp biến thành sát trận. Những thứ này màu đen hơi thở, chính là tiên thiên độc thể khí độc. Những thứ này khí độc tràn ngập ở toàn bộ trận pháp bên trong. Vốn là chàng thanh niên cũng sắp phá trận, ai biết đột nhiên bây giờ, trận pháp đổi được dị thường khủng bố. Để cho hắn ứng phó không kịp hút vào một ít khí độc. Hắn lấy là chỉ là thông thường khí độc, ai biết khí độc nhanh chóng lan truyền đến hắn toàn thân cao thấp. Không có cách nào, hắn chỉ có thể tạm thời trước áp chế trong cơ thể khí độc, nhưng mà trận pháp bên trong khí độc càng ngày càng nồng đậm. Hắn phải mau sớm phá trận, mới có thể đi ra ngoài, nếu không sớm muộn cũng sẽ chết ở chỗ này. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, bên trong tình huống, Diệp Thần mình cũng đã không thấy rõ. Trận pháp bên trong toàn bộ đều tràn đầy khí độc, dùng mắt thường đã không thấy rõ bên trong tình trạng. Sợ hãi thanh âm tiếp liền không ngừng, nhìn thấy mà giật mình. Sắc sắc, lúc này trận pháp bể tan tành, Diệp Thần kéo qua Kỳ Lâm. Để cho nàng đứng ở mình sau lưng. Chàng thanh niên bây giờ rốt cuộc như thế nào, chính hắn vậy không biết. Làm chàng thanh niên bóng người xuất hiện một khắc kia, Diệp Thần hoàn toàn yên lòng. Hắn bây giờ, cả người đen nhánh, mặt đầy thống khổ thần sắc, phát ra một tiếng hét thảm, thân thể cút trên mặt đất, đau đến không muốn sống. Bây giờ chàng thanh niên đừng nói bố trí trận pháp, có thể không có thể sống được đều là ngoài ra một gõ chuyện. Ngươi là độc thể, làm sao có thể, máu tươi làm sao có thể phá trận. Thanh niên sức sống đang trôi qua, hắn hoảng sợ nhìn cách đó không xa bé gái. Mà Kỳ Lâm nhưng là duỗi người, sờ một cái lỗ mũi, ta còn chưa nghĩ ra chiêu này kêu là cái gì. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Thần, hỏi, Diệp Thần, ngươi cảm thấy kêu chiêu thức gì nghe sẽ rất lợi hại. Diệp Thần mới vừa muốn nói chuyện, Kỳ Lâm vỗ ót một cái, hì hì. Ta nghĩ tới, một chiêu này liền kêu siêu cấp vô địch máu tươi thuật. Ừ, ta thật tốt thông minh. Dứt lời, thanh niên kia lại tại chỗ hóa là một đạo khói đen, liền giãy giụa quyền lợi cũng không có. Diệp Thần bối rối. Cái này chẳng lẽ chính là tiên thiên độc thể lực lượng sao? Cái này cũng quá kinh khủng. Còn không có cùng Diệp Thần kịp phản ứng, Kỳ Lâm liền kéo Diệp Thần tay, hướng Minh Trận Linh Điện đi tới, Diệp Thần. Ngươi không nên nhớ trước ta siêu cấp vô địch máu tươi thuật. Ta sau này sẽ là cái loại đó tivi thần bí cao nhân, không thể tùy tiện xuất thủ. Từ nay về sau, ta giá trị con người và ngươi không giống nhau. Dĩ nhiên, muốn ta ra tay cũng được, một dương quả vặt. Không lừa dối trẻ thơ và người già cả, hì hì. Diệp Thần. Kỳ Lâm trong mắt lộ ra một đạo quang, được rồi, không cùng ngươi nói, chúng ta đi vào xem. Minh Trận Linh Điện cửa, Diệp Thần trực tiếp đẩy cửa ra đi vào.
Mới vừa vào tới, vốn là đen nhánh gian phòng, đột nhiên chiếu sáng, Diệp Thần nhìn một cái bốn phía, phát hiện rất nhiều yêu thú thi thể nằm dưới đất. Diệp Thần đi tới một cái yêu thú trước thi thể mặt nhìn một cái, cả người cau mày. Những thứ yêu thú này trong cơ thể nội tạng toàn bộ biến mất, không chỉ có như vậy, bề ngoài lại không có bất kỳ vết thương. Rõ ràng cho thấy trong cơ thể bị cái gì. Ở Diệp Thần suy tính thời điểm, truyền tới Kỳ Lâm một tiếng sợ hãi giống. Diệp Thần, cẩn thận. Nghe gặp Kỳ Lâm mà nói, Diệp Thần ngẩng đầu nhìn một mắt, phát hiện không biết lúc nào, những thứ này chết đi yêu thú lại từng cái đều đứng lên. Làm những thứ yêu thú này lúc đứng lên, trong con ngươi mặt không có bất kỳ ánh sáng. Thấy một màn này, Diệp Thần lui về phía sau đi tới Kỳ Lâm bên người. Những thứ yêu thú này không có bất kỳ sinh mạng hơi thở, rõ ràng đã tử vong, về phần tại sao vẫn có thể đứng lên, sợ rằng trong cơ thể có vật gì đang khống chế. Hống. Yêu thú số lượng, ít nhất có 500 đầu, thực lực phương diện kém không đủ. Có hợp đạo cảnh yêu thú cũng có tạo hóa cảnh yêu thú, những thứ yêu thú này từng cái đánh về phía Diệp Thần. Diệp Thần cầm ra thú hủ kiếm, một kiếm trực tiếp chém ra đi, kiếm quang bén nhọn nhanh chóng xông lên đi giết. Rắc rắc. Một đạo kiếm quang trực tiếp nghiền nát một con yêu thú tứ chi, bất quá những thứ yêu thú này không cảm giác được bất kỳ thống khổ, mặc dù không có thể hành động. Bất quá một mực đang nộ hống. Yêu thú bốn phương tám hướng xông lại, Kỳ Lâm hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, trong tay khí độc tản mát ra. Tiên thiên độc thể tồn tại, thiên đạo cũng không tha cho, có thể tưởng tượng được cả người thực lực có bao kinh khủng. Vượt cấp tác chiến đối với Kỳ Lâm mà nói, hoàn toàn liền không có bất kỳ áp lực, dị thường ung dung. Hai người không ngừng dọn dẹp yêu thú, Diệp Thần tốc độ còn có chút không bằng Kỳ Lâm. Đối phó một đám kẻ địch, độc là tốt nhất biện pháp, lớn diện tích sát thương, Diệp Thần đặc biệt kềm chế yêu thú cường đại, còn như hợp đạo cảnh yêu thú đều giao cho Kỳ Lâm. Diệp Thần từng kiếm một cua múa, tạo hóa cảnh yêu thú không ngừng ngã xuống, bất quá vậy một mực đang tiêu hao trong cơ thể hắn năng lượng. Tay dậy kiếm rơi, Diệp Thần chém ra một người tạo hóa cảnh yêu thú đỉnh cấp bụng, phát hiện bên trong có một cái trận pháp nhỏ đang vận chuyển. Diệp Thần thấy một màn này, không thừa nhận cũng không được, bố trí trận pháp người là một cái quỷ tài. Có thể lợi dụng trận pháp, để cho những thứ này chết đi yêu thú tiếp tục tác chiến, cũng chỉ có quỷ mới có thể nghĩ đến. Mặc dù 500 con yêu thú rất nhiều, bất quá Diệp Thần và Kỳ Lâm hai người giải quyết, vậy tương đối dễ dàng, chỉ bất quá hao phí một ít thời gian mà thôi. Rất nhanh, trên mặt đất tất cả yêu thú đều đã dọn dẹp sạch. Diệp Thần cầm ra một ít đan dược bỏ vào trong miệng. Hai người ngay tức thì khôi phục lại khỏe hẳn trạng thái, tiếp tục đi tầng thứ hai. Tiếp theo còn không biết gặp mặt đối với cái gì, Diệp Thần phải làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Đi tới tầng thứ hai sau này, cũng không có bất kỳ vật gì, Diệp Thần và Kỳ Lâm hai người chỉ có thể tiếp tục đi. Từ tầng 2 đến tầng 5 không thấy bất kỳ vật gì, làm đi tới tầng thứ 6 thời điểm, Diệp Thần cảm nhận được một tia tử khí. Mặc dù chỉ có hơi một món, nhưng cũng để cho Diệp Thần trái tim đổi được cảnh giác, cũng không ai biết bên trong rốt cuộc có cái gì. Làm Diệp Thần mở ra tầng thứ 6 cửa một khắc kia, hắn thấy cách đó không xa đứng một người nam tử. Nam tử trên mình đã không có bất kỳ sinh mạng hơi thở, nhưng là Diệp Thần có thể nhìn ra, lúc còn sống thực lực đã đạt tới nửa bước tinh khiếu. Diệp Thần để cho Kỳ Lâm hơi lui về phía sau, tên nam tử này tử mặc dù đã là một người chết, bất quá hắn không có đoán sai. Bên trong khẳng định còn có một cái trận pháp tồn tại. Hắn không nghĩ tới, lại có người cầm nửa bước tinh khiếu cường giả làm thí nghiệm. Nam tử tay cầm một cây đại chùy, ở bên cạnh hắn, có hơn 100 tên người chết, trên căn bản đều là tạo hóa cảnh đỉnh cấp tồn tại. Những người này đã hoàn toàn chết đi, Diệp Thần dùng thần hồn lực có thể dò xét đến, bên trong cũng không có bất kỳ trận pháp tồn tại. Rất rõ ràng chính là một cái hàng thất bại. Đứng ở trên mặt đất nam tử, vốn là đóng chặt hai tròng mắt, đột nhiên bây giờ mở ra. Ở mở ra trong nháy mắt, bóng người bỗng nhiên xông về Diệp Thần. Đang xông về phía Diệp Thần một khắc kia, trên tay búa tạ trực tiếp nâng lên, hung hãn đập về phía hắn đỉnh đầu. Diệp Thần trực tiếp cầm ra mục nát thú kiếm, sáu cái thần vương đạo đạo lực cùng với canh kim khí, bộc phát ra. Mặc dù là một người nửa bước tinh khiếu,
bất quá Diệp Thần không có để ở trong lòng. Tên này nửa bước tinh khiếu đã tử vong, lúc còn sống công pháp căn bản không có thể vận dụng, chỉ có thể mù quáng sử dụng búa tạ. Đối mặt một người không có đầu óc nửa bước tinh khiếu, Diệp Thần căn bản không để ý. Trong tay mục nát thú kiếm trực tiếp nâng lên, một kiếm quơ múa đi ra ngoài. Oanh! Ông ông ông! Hư không mơ hồ vang dội, chung quanh chết đi thi thể trực tiếp bị đông thành tượng đá. Một kiếm đập vào mặt, tên nam tử này tự động dùng trong tay búa tạ tới đón đỡ. Oanh! Nam tử cả người bóng người bay bắn ra, giống như một cái đạn đại bác. Ở nam tử bay bắn ra trong nháy mắt, Diệp Thần cả người bóng người trực tiếp đuổi theo. Liên quan, một đóa đóa kiếm hoa đập vào mặt đi. Đâm một tiếng, kiếm hoa rơi vào chàng trai trên mình, cũng không có đối với thân xác tạo thành thực chất tính tổn thương. Diệp Thần nhướng mày một cái, vậy không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy tình huống. Theo lý mà nói, người đàn ông này thân xác đã không gánh nổi Diệp Thần mấy kiếm, nhưng là bây giờ tình huống hoàn toàn khác nhau. Đối phương phòng ngự cực mạnh. Mặc dù như vậy, bất quá Diệp Thần cũng không nghĩ nhiều, đưa ra chỉ một cái, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, năm tháng như thoi đưa. Hồi lâu không có thi triển quy luật lực, đang thật quen thuộc một phen. Thời gian pháp tắc lực lượng bộc phát ra, chỉ một cái bỗng nhiên rơi xuống, tựa như trời trong chỉ một cái. Rơi vào người đàn ông này trên mình, truyền tới một tiếng nặng nề nổ vang. Đột nhiên bây giờ, người đàn ông này bóng người quỷ dị giống vậy biến mất không có ở đây. Ở Diệp Thần sau lưng, một cái búa tạ gào thét đánh tới, tốc độ đạt đến mức tận cùng, hắn trực tiếp vừa nghiêng đầu, trong tay thú hủ kiếm đón đỡ ở, tia lửa tung tóe. Cút! Vào giờ khắc này, một kiếm bỗng nhiên chém ra đi, kiếm quang đến mức, toàn bộ mặt đất bụi đất tung bay. Một kiếm thúc dục phát đến mức tận cùng, giống như tia sáng chói mắt. Chanh, chanh, chanh! Sắc sắc! Búa tạ bể tan tành, kiếm khí thế không thể đỡ. Trực tiếp từ nửa bước tinh khiếu cường giả bụng, xuyên thấu đến sau lưng. Nửa bước tinh khiếu cường giả thân thể biến thành hai nửa, bên trong trận pháp đã bể tan tành. Diệp Thần nhìn một cái, sợ rằng đối với tên cường giả này mà nói, đây là tốt nhất kết cục. Dù là thân thể không hoàn chỉnh, nhưng là vậy chưa đến nỗi bị người khác điều khiển. Kỷ Lâm đi tới Diệp Thần bên người, nhíu mày nói, Diệp Thần, nơi này có chút mơ hồ. Ta sợ. Diệp Thần thu hồi thú hủ kiếm, nhìn một cái Kỷ Lâm, khẽ mỉm cười. Tiên thiên độc thể, lại có thể cũng có thời điểm sợ. Hắn kéo Kỷ Lâm tay, tiếp tục đi tầng thứ 7 đi. Hắn có thể cảm giác đến, băng xương kiếm thần hơi thở càng ngày càng nồng đậm, sợ rằng ở nơi này. Băng xương kiếm thần cường giả như vậy cũng bỏ mạng ở nơi này, mình trận linh trong điện mặt rốt cuộc có cái gì dạng kinh khủng tồn tại, Diệp Thần một mực không biết. Chỉ có thể tiếp tục đi tới trước. Đi tới tầng thứ 7 sau này, Diệp Thần mở ra cửa phòng, phát hiện một người ông già ngồi ở một bên. Ông lão sinh mạng hơi thở vô cùng đậm đà, làm Diệp Thần nhìn một cái, cả người lửa giận lại cũng không khống chế được. Ông già cầm trên tay máu là thuộc về băng xương kiếm thần. Bây giờ hắn lại lợi dụng băng xương kiếm thần máu tới chế tạo đại trận. Diệp Thần chỉ cảm thấy mình một khoang lửa giận cũng đã gần nếu không khống chế được. Hắn có thể nhận ra được, ông cụ này ít nhất là tinh khiếu cảnh cường giả. Cái này còn không là kinh khủng nhất, ông cụ này rõ ràng cho thấy chính là một người trận pháp cao thủ. Ông già nhẹ mở mắt ra, trực tiếp đứng lên, một đôi lạnh người ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần. Diệp Thần nhìn ông già trực tiếp cầm ra thú hủ kiếm, thân thể khí thế phun phát ra ngoài, tùy thời chuẩn bị động thủ. Một mình ngươi con kiến hôi có thể đi tới nơi này, chỉ sợ cũng có chỗ bất phàm. Ông già một đôi mắt bên trong bất chấp hồng quang, đối với hắn mà nói, thân thể con người chính là nghiên cứu trận pháp tốt nhất bảo vật. Nhất là càng mạnh võ giả, vượt có thể kích thích ra hắn hứng thú. Rất rõ ràng Diệp Thần phù hợp một điểm này. Một người hợp đạo cảnh tầng 7 thiên võ giả, có thể đánh bại nửa bước tinh khiếu con rối, nhất định có chỗ bất phàm. Cái này làm cho hắn hứng thú, muốn cầm Diệp Thần vây khốn, nghiên cứu một phen. Diệp Thần thấy ông già chậm chạp không có ra tay, cả người bóng người bỗng nhiên bây giờ xông tới. Ở hắn xông tới trong nháy mắt, đột nhiên hắn dưới chân, bốc lên phát ra một hồi lục quang. Trận pháp! Diệp Thần cau mày,
mới vừa rồi hắn căn bản không có nhận ra được trận pháp tồn tại. Ông lão trận pháp và chàng thanh niên so với, mạnh quá nhiều. Làm trận pháp bao phủ một khắc kia, Diệp Thần đột nhiên thấy vô số thi thể xông lại. Những thi thể này ít nhất có hơn 10.000 tên, trong thi thể mặt cảnh giới cũng không cùng. Thần vương cảnh đến tinh khiếu cảnh cái gì cần có đều có, những thi thể này rất rõ ràng không phải ảo trận, mà là ông già cố ý đặt ở trận pháp bên trong. Ông già híp mắt, nhìn trận pháp bên trong tình huống. Đến khi Diệp Thần không được một khắc kia, hắn lại đóng kín trận pháp, thật tốt tìm tòi nghiên cứu một chút Diệp Thần thân thể. Nghĩ đến đây, ông lão nội tâm liền không nhịn được đổi được kích động. Ở trận pháp bên trong, những thi thể này không ngừng hướng Diệp Thần xung phong, căn bản không biết đau đớn. Kỷ Lâm, máu tươi, Diệp Thần nói. Kỷ Lâm khôn khéo gật đầu một cái, ngay tức thì bước ra máu tươi, tiên thiên khí độc làm phép. Vô tận thi thể tựa như bị một loại lực lượng vô hình vây khốn, không cách nào nhúc nhích. Mà Diệp Thần vậy vọt vào. Canh kim khí và võ ma khí bọc. Canh kim khí, lục đạo lực, bất hủ kiếm ý, mở, linh sát hợp kích. Phá! Diệp Thần khẽ quát một tiếng, cả người lực lượng hoàn toàn bùng nổ, chém ra một kiếm. Nổ tạo thành kinh khủng hơi thở, giống như một cổ sóng lớn cháy. Kinh khủng hơi thở, từ Diệp Thần chung quanh, tràn ngập ở toàn bộ trận pháp bên trong. Đâm! Lúc này, Diệp Thần một kiếm nâng lên, bỗng nhiên bây giờ chém ra đi. Ở chém đi ra thời điểm, toàn bộ trận pháp cũng đang không ngừng đung đưa. Ở bên ngoài trận pháp mặt ông già nhìn một màn, hơi kinh ngạc. Xem ra hắn không để mắt đến một chuyện. Bé gái đó và cái này thần bí thanh niên, đều đáng giá được nghiên cứu. Hắn ở Càn Khôn sát vực bên trong đợi không biết dài hơn thời gian, chẳng lẽ bên ngoài thiên tài, đã đổi được yêu nghiệt như vậy? Diệp Thần có thể cảm nhận được mình trong cơ thể năng lượng, đang không ngừng chạy mất, sợ rằng không tới quá thời gian dài, liền sẽ toàn bộ tiêu hao hết. Oanh oanh oanh! Diệp Thần không biết mệt mỏi quơ trong tay thú hủ kiếm, một phiến phiến thi thể ngã xuống, nhưng là rất nhanh khác thi thể liền sẽ xông lại. Dưới tình huống này, sớm muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề. Diệp Thần cầm ra thời không chi binh và hợp đạo thần khí, ném nhập những thi thể này bên trong. Ngàn binh bảo. Ở trong một cái chớp mắt này, thời không chi binh và hợp đạo thần khí trực tiếp nổ. Ở lúc nổ, toàn bộ trận pháp truyền tới một tia bể thanh âm. Tiên thiên độc thể máu tươi và ngàn binh bảo kết hợp, ngược lại có chút kỳ hiệu. Ở trận pháp bể thời điểm, Diệp Thần cả người trực tiếp xông ra. Ông già cả người nhướng mày một cái, không nghĩ tới Diệp Thần sẽ phá trận ra. Làm Diệp Thần bóng người càng ngày càng đến gần ông lão thời điểm. Chỉ thấy tay của lão giả chỉ nhẹ một chút. Nơi tay chỉ điểm đi ra thời điểm, Diệp Thần phát hiện mình lại bị trận pháp bao phủ. Thấy một màn này, Diệp Thần thiếu chút nữa một hớp lão máu phun ra, ông già tùy ý bây giờ là có thể bố trí ra một cái trận pháp. Trận pháp chi đạo thành tựu, chân thực quá mạnh mẽ. Bây giờ tiến vào trận pháp bên trong, Diệp Thần đã không còn kịp suy tư nữa. Hắn phát hiện chung quanh hết thảy cảnh sắc đều đã biến hóa. Chung quanh khu rừng rậm rạp, một mắt không thấy được bên. Ở Diệp Thần chuẩn bị động một cái thời điểm, phát hiện ở hắn hai chân lại không thể nhúc nhích. Diệp Thần cúi đầu vừa thấy, phát hiện không biết lúc nào, một cây mây đã quấn quanh ở hắn hai chân. Hắn dùng sức muốn cựa ra, những thứ này một cây mây nhưng không phản ứng chút nào, vẫn là chặt chặt quấn vòng quanh hắn hai chân. Không chỉ có như vậy, chung quanh những cây cối này cành, từng cái giống như sống lại vậy. Cành ngay tức thì quấn quanh ở Diệp Thần cả người. Những thứ này cành, dù là Diệp Thần dùng hết toàn lực cũng không thể xé hết. Một cây mây và cành, không ngừng dùng sức, muốn cầm Diệp Thần thân thể vặn bể. Ở Diệp Thần đang phía trước, từng chuôi lợi kiếm hướng hắn xông lại, lợi kiếm tản ra sắc bén. Bây giờ Diệp Thần toàn thân cũng không thể động, căn bản không có biện pháp chống cự. Lợi kiếm đâm vào Diệp Thần trong thân thể. Để cho Diệp Thần cả người sắc mặt cũng đổi được trắng bệch. Tí tách, từng giọt máu loãng rơi trên mặt đất, Diệp Thần một đôi mắt bên trong xuất hiện màu đen hơi thở. Ở trong tay hắn thú hủ kiếm, toát ra ma khí. Lại đến từ ma tộc. Ông già ở trận pháp bên ngoài, cả người sắc mặt nhẹ biến đổi. Bây giờ Diệp Thần đã tiến vào nhập ma trạng thái.
Diệp Thần truyền tới thanh âm lạnh như băng, những thứ này ma khí rơi vào một cây mây và cành phía trên, ngay tức thì từng cây một gãy lìa. Mặt của lão giả sắc mặc dù có một chút biến hóa, bất quá hắn cũng không có để ở trong lòng. Dù là nhập ma thì như thế nào, như cũ chạy không khỏi bàn tay hắn tim. Hắn có tuyệt đối chắc chắn, cầm Diệp Thần đùa bỡn ở lòng bàn tay bên trong. Cành và một cây mây cắt ra, Diệp Thần thân thể có thể sống động. Bây giờ chủ yếu nhất sự việc là giải quyết hết trận pháp này, mới có thể xông ra. Chung quanh trời cây lớn, từng hạt tròn điên cuồng xông về Diệp Thần. Diệp Thần trên mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào, hắn muốn dựa vào trận pháp chi đạo phá vỡ, căn bản không có thể, chỉ có thể lợi dụng sức mạnh, nhưng là một mực tiếp tục như vậy mà nói, hắn sớm muộn cũng sẽ bị kéo chết ở chỗ này. Đây là Diệp Thần không muốn nhìn thấy cục diện, nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào. Trong thời gian ngắn, hắn căn bản không nghĩ tới biện pháp phá giải. Diệp Thần khóe miệng toát ra một nụ cười khổ. Ngay tại Diệp Thần không nghĩ tới phá giải cái này chết tuần hoàn biện pháp thời điểm, đột nhiên bây giờ một đoàn đỏ xanh ánh sáng từ trong cơ thể lao ra. Đỏ xanh ánh sáng tựa như hóa là một con cự thú hư ảnh. Thấy hư ảnh này lao ra trong nháy mắt, Diệp Thần cực kỳ mừng rỡ. Đây là Tiểu Hoàng. Chẳng lẽ không quang kỳ lâm tỉnh lại, Tiểu Hoàng vậy hoàn toàn luyện hóa xương sườn, thức tỉnh. Rất nhanh, Diệp Thần vẻ vui mừng hoàn toàn ảm đạm. Luân hồi mộ địa bên trong, đỏ xanh quang cầu cũng không có tan vỡ. Chỉ bất quá rất rõ ràng, Tiểu Hoàng có thể cảm giác được ngoại giới nguy hiểm. Như vậy chết tuần hoàn trận pháp, Tiểu Hoàng không tiếc bất cứ giá nào ra tay. Đỏ xanh hư ảnh nổi giận gầm lên một tiếng, dương ra miệng to, lại trực tiếp chiếm đoạt trận pháp. Ở bên ngoài trận pháp mặt ông già, cả người nhướng mày một cái, hắn vậy không nghĩ tới thình lình biến hóa. Làm ông cụ thấy rõ đỏ xanh hư ảnh, trong đầu đột nhiên nghĩ đến cái gì? Cái này, đây là... Ông già một mặt khiếp sợ thần sắc, làm sao vậy không nghĩ tới, loại này loài lại vẫn ở linh võ đại lục. Trận pháp phá vỡ trong nháy mắt, Diệp Thần cả người trực tiếp xông về ông già. Ông già biết lại tiếp tục bố trí trận pháp, đã không có bất kỳ tác dụng gì, dẫu sao có đỏ xanh hư ảnh tồn tại, bất kỳ trận pháp cũng không có dùng. Làm Diệp Thần xông lên lúc tới, ông già trên mặt lại không có bất kỳ biến hóa nào. Mặc dù biết Diệp Thần có chút quỷ dị, bất quá cũng không có để ở trong lòng mặt, dẫu sao hắn là có tinh khiếu cảnh tầng 4 thiên thực lực. Thú hủ kiếm ngập trời hơi thở tràn ngập ở toàn bộ trong đại điện mặt, Diệp Thần một kiếm bỗng nhiên bây giờ chém ra đi. Ở kiếm ý chém đi ra thời điểm, ông già ha ha cười một tiếng, ngay sau đó trong tay xuất hiện một mặt màu đen trận kỳ. Chỉ gặp ông già vung tay lên, một cổ gió âm thổi qua, từng cái oan hồn, bay nga tấn công hỏa nhất dạng xông về Diệp Thần. Diệp Thần thấy một màn này, trong nội tâm lửa giận hơn nữa không nhịn được bộc phát ra. Những thứ này oan hồn toàn bộ đều là võ giả chết đi linh hồn. Vốn là lấy là những võ giả này cũng đã chết, ai biết linh hồn còn bị cái này ông già cho nhốt. Trảm thiên nhất kiếm. Diệp Thần trong tay thú hủ kiếm, bộc phát ra ánh sáng sáng chói, một kiếm vào lúc này ngay tức thì chém ra đi. Ở chém đi ra trong nháy mắt, những thứ này oan hồn từng cái phát ra tiếng kêu thê thảm. Oan hồn tan biến thời điểm, Diệp Thần cả người bóng người trực tiếp xông tới. Ông lão bóng người nhẹ tránh khỏi, trong tay trận kỳ vung tay lên, một người bóng người đột nhiên xuất hiện. Khi thấy bóng người trong nháy mắt, Diệp Thần cả người ánh mắt biến thành màu đỏ như máu. Đây chính là băng xương kiếm thần một nhiều lần hồn phách. Giờ phút này băng xương kiếm thần nhìn Diệp Thần, trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì, xem người thỉnh thoảng như nhau. Băng xương kiếm thần linh hồn trong tay nắm một thanh kiếm, là bội kiếm của hắn. Diệp Thần không nghĩ tới băng xương kiếm thần linh hồn cũng bị nhốt ở trận kỳ bên trong. Theo lý mà nói, băng xương kiếm thần thực lực hẳn mạnh hơn ông già mới đúng. Vì sao bị kẹt? Bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, càn khôn sát vực nguy hiểm quá nhiều, sợ rằng băng xương kiếm thần đã bị thương. Hơn nữa ông già trận pháp cực kỳ cổ quái, khó lòng phòng bị trói buộc cũng có thể. Bất quá dưới mắt, không tính là gai gâu. Từ biểu tượng tới xem, băng xương kiếm thần đã chết, dẫu sao bản thể đã mất đi sức sống. Nhưng là linh hồn không hủy, tìm được bản thể, còn có cơ hội.
Cố nhiên như vậy, Diệp Thần trong lòng vẫn là tung lên mọi thứ tức giận. Hết thảy các thứ này toàn bộ đều là bởi vì là ông già tạo thành. Tội không thể tha thứ. Diệp Thần cả người bên trong lửa giận ngút trời, trong tay thú hủ kiếm bộc phát ra kinh khủng ả khí. Bất hủ kiếm ý từ Diệp Thần trong cơ thể điên cuồng bộc phát ra. Rời ra băng xương kiếm thần, trực tiếp xông về ông già. Mà vào lúc này, băng xương kiếm thần hồn phách thoáng qua vẻ thanh tỉnh, xoay người cũng là hướng ông già đi. Ở oanh đánh ra thời điểm, băng xương kiếm thần linh hồn, xuất hiện một tia vết rách. Làm Diệp Thần thấy một màn này thời điểm, nội tâm một tia đau tim. Dù là băng xương kiếm thần bỏ mình, linh hồn cũng bị nhốt ở, như cũ phải giúp hắn. Ở hắn ở trong mắt, ông già đã là phải chết tồn tại, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống. Một kiếm hạ xuống, cung điện lão đảo muốn rơi xuống. Ông già mặc dù là tinh khiếu cảnh cường giả, nhưng cả đời cũng đang nghiên cứu trận pháp. Bản thân thực lực cũng không cường đại, chỉ là cưỡng ép dùng đan dược tăng lên mà thôi, tại sao có thể là Diệp Thần đối thủ. Đối mặt một kiếm này, ông già căn bản không có biện pháp ngăn cản. Phốc suy, ông già một búng máu trực tiếp phun ra, một cặp mắt màu nhìn Diệp Thần. Giờ phút này Diệp Thần trong tay thú hủ kiếm rơi vào trên cổ hắn. Đừng, đừng giết ta biết càn khôn sát vực bí mật. Ta còn có thể sống lại cái tên kia. Lạnh như băng kiếm ý để cho ông già tròng mắt tràn đầy kinh hoàng. Hắn căn bản không nghĩ tới, một cái hợp đạo cảnh tầng 7 thiên tiểu tử, lại có vượt qua tinh khiếu cảnh lực lượng. Cái này mẹ hắn là cái gì yêu nghiệt? Diệp Thần con người vui mừng, thú hủ kiếm nhẹ phá vỡ ông lão cổ, máu tươi tràn ra, lập tức. Phải. Ông già ngón tay bắt pháp quyết, mặt đất đột nhiên nứt ra. Một cái quan tài đá trôi lơ lửng ra, người này là ta ở càn khôn sát vực nhặt về. Lúc ấy hơi thở đã yếu ớt, ta liền nổi lên lấy thân thể con người luyện trận chủ ý. Nói tới chỗ này, quan tài đá mở ra, băng xương kiếm thần tràn đầy vết thương thân thể xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Quần áo hắn đều bị máu tươi thấm ướt, có thể tưởng tượng được bên trong chuyện gì xảy ra. Đại nhân, chỉ cần tàn hồn vào cơ thể, cũng ăn vào cửu chuyển linh minh đan. Liền có cơ hội tỉnh lại. Chỉ bất quá, thực lực đã giảm bớt nhiều, muốn khôi phục tới thời kỳ cường thịnh, rất khó. Diệp Thần sát ý bùng nổ, đừng nói nhảm, nếu ngươi như thế nói, trên mình ngươi nhất định là có cửu chuyển linh minh đan. Ông già ngẩn ra, nhìn về phía Diệp Thần, ta hy vọng ngươi lấy thiên đạo dạy thề, nếu như ta cung cấp cửu chuyển linh minh đan, ngươi cũng không giết ta. Diệp Thần gật đầu một cái, chỉ cần ngươi cung cấp đan dược. Ta không giết ngươi, thiên đạo làm chứng. Ông già nghe được câu này, thở dài một hơi, từ trong lòng ngực rè đặt lấy ra một viên cửu chuyển linh minh đan, dung nhập vào băng xương kiếm thần thân thể, hơn nữa vận dụng thuật pháp, để cho vậy băng xương kiếm thần tàn hồn vào cơ thể. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, đan dược này phẩm cấp cực cao, cũng là cao nhất chi bảo. Xem ra cái này càn khôn sát vực, thật không đơn giản à. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Không biết qua bao lâu, băng xương kiếm thần đột nhiên mở mắt ra. Hắn vùng vẫy muốn đứng dậy, nhưng phát hiện căn bản không có thể. Hắn linh thức phóng thích một số, khi phát hiện Diệp Thần, vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ, Diệp Thần, ngươi tới thật. Ta lại vẫn còn sống. Ta tu vi. Diệp Thần thở ra một hơi, chỉ phải sống liền tốt, còn như tu vi, có thể lần nữa lại tới. Ngay tại lúc này, lão kia người đối với Diệp Thần kích động nói, ta đã để cho bạn ngươi khôi phục, hắn tu vi và ta không liên quan, hắn bản thân liền bị thương. Ngươi có phải hay không nên thả qua ta, mới vừa rồi ngươi nhưng mà đối thiên đạo dạy thề. Diệp Thần còn không nói chuyện, Kỳ Lâm đã đi rồi đi ra, trong tay trôi lơ lửng ra một giọt máu tươi, vô tận độc ý hội tụ. Ông già con ngươi có giúp một cái, ngươi muốn làm gì? Kỳ Lâm cười lạnh một tiếng, Diệp Thần dạy thề, và ta Kỳ Lâm có quan hệ thế nào? Ông già hoàn toàn luống cuống, các ngươi không thể như vậy hèn hạ. Kỳ Lâm vừa định vận dụng máu tươi, Diệp Thần nhưng ngăn cản nói, Kỳ Lâm, không cần ngươi ra tay. Kỳ Lâm tròng mắt trợn to, khó tin, Diệp Thần, ngươi sẽ không thật muốn thả qua cái này lão già khẳng đi, hắn hư lắm, giết nhiều người như vậy. Ta muốn độc chết hắn. Diệp Thần nói thẳng, thu hồi máu tươi, nghe ta.
Thấy một màn này, ông già cười, vô cùng kích động, thằng nhóc, ngươi như vậy mới đúng, ta thề bất kể như thế nào, ta cũng không biết động ngươi một chút, chúng ta liền làm không có gì cả phát. Thanh âm, đột nhiên hơi ngừng. Ông già tròng mắt trợn to. Bởi vì, hắn phát hiện Diệp Thần kiếm trong tay lại trực tiếp chém xuống. Người này, muốn giết hắn. Hắn khó tin đưa tay ra, chỉ Diệp Thần, ngươi tại sao phải giết ta, ngươi nhưng mà đối thiên đạo dạy thề. Diệp Thần thu hồi kiếm, con ngươi tản ra cường đại lạnh ý, một đạo giống như cửu thiên thanh âm vang lên. Thiên đạo ở ta Diệp Thần trong mắt lại coi là cái gì? Hắn có cái gì tư cách là ta Diệp Thần làm chứng? Ông lão thân thể rơi xuống đất, đầu lâu lăn xuống. Trong mắt cực độ dữ tợn, máu tươi phân bố. Diệp Thần từ vừa mới bắt đầu cũng không định bỏ qua cho ông già. Như vậy hèn hạ người, lấy hắn tánh mạng người làm trận, đáng chết. Còn như thiên đạo lời thề, buồn cười. Mạng hắn, từ vừa mới bắt đầu, thiên đạo cũng chưa có tư cách tra xem. Cái này cái gọi là lời thề vừa có thể ràng buộc hắn cái gì. Coi như thiên đạo thật hạ xuống, hắn Diệp Thần, cũng phải muốn cùng thiên địa so cao thấp. Giải quyết xong hết thảy, Diệp Thần đem băng xương kiếm thần đỡ lên, hỏi, băng xương kiếm thần, cái này càn khôn sát vực rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải đến tìm băng kiếm tiền bối sao? Tại sao sẽ? Còn có ngươi vì sao không tiếc cháy máu tươi và tu vi, để cho ta tới nơi này? Băng xương kiếm thần sâu đậm nhìn một cái Diệp Thần, tay run run, từ trong lòng ngực lấy ra một khối dính đầy máu tươi ngọc bội, mở miệng nói, Diệp Thần, khối ngọc bội này là ta ở càn khôn sát vực tìm được, hắn thuộc về băng kiếm tiên tôn Lam Tuyết Nguyệt. Khối ngọc bội này phía trên lưu động cường đại sinh mạng hơi thở cùng với băng kiếm tiên tôn Lam Tuyết Nguyệt lực lượng chập chờn. Hắn thật còn sống, ở nơi này càn khôn sát vực. Chỉ là, bất kể như thế nào, ta đều không cách nào và băng kiếm tiên tôn liên lạc. Tựa hồ, hắn bị kẹt ở một người vô cùng mạnh cấm chế bên trong. Cấm chế này, có thần quốc lực lượng. Diệp Thần nghe được thần quốc, diễn cảm ngưng trọng. Làm sao gần đây cứ nghe được cái này hai chữ? Chẳng lẽ là thần quốc người muốn vây khốn băng kiếm tiên tôn Lam Tuyết Nguyệt? Nhưng là tại sao vậy chứ? Mấy chục ngàn năm trước, băng kiếm tiên tôn Lam Tuyết Nguyệt chỉ bất quá tạo hóa cảnh. Thần quốc người mạnh mẽ, khởi bước phong môn, vì sao phải vây khốn một cái tạo hóa cảnh? Hơn nữa không trực tiếp giết chết. Các loại nghi ngờ, để cho Diệp Thần cực kỳ không rõ ràng. Băng xương kiếm thần tiếp tục nói, bất quá, khối ngọc bội này hiển nhiên không phải băng kiếm tiên tôn Lam Tuyết Nguyệt bất ngờ mất, mà là hắn cố ý lưu lại. Kỷ Lâm xen vào nói, cố ý lưu lại, tại sao? Tiền bối, ngươi làm sao biết là cố ý đâu? Băng xương kiếm thần khẽ mỉm cười, chỉ điểm một chút ở trên ngọc bội, ngay tức thì, ánh sáng rực rỡ chớp động. Một hàng chữ viết xuất hiện. Càn khôn sát vực, Diệp Thần, luân hồi. Băng xương kiếm thần nhìn một cái Diệp Thần, nói, đây cũng là lý do, ta bản muốn rời đi càn khôn sát vực đi tìm ngươi, nhưng là không ngờ đụng phải hồn điện người. Hồn điện vốn là đối với ta vạn kiếm đế cung ra tay, lại làm sao có thể bỏ qua ta. Ta lúc này mới bị trọng thương. Ta lấy là mình phải chết, liền trong người chết đang lúc, bí thuật lời đồn đãi. Tuyệt đối không nghĩ tới, ngay tại hồn điện muốn lau đi ta thời điểm, phệ cốt kiến qua lại, hồn điện lấy là ta sẽ bị phệ cốt kiến chiếm đoạt, lại không nghĩ rằng, ta cơ duyên xảo hợp lọt vào lão giả kia trận pháp, lúc này mới nhặt hồi một cái mạng. Hết thảy đầu mối nối liền, Diệp Thần bừng tỉnh. Tiền bối, nếu ngươi bị thương, ta bây giờ liền mang ngươi hồi vạn kiếm đế cung. Diệp Thần nghiêm túc nói. Nhưng mà, băng xương kiếm thần nhưng lắc đầu, Diệp Thần, ngươi đi tìm băng kiếm tiên tôn đi, vạn kiếm đế cung nguy cơ, chỉ có băng kiếm trở về mới có thể hoàn toàn giải quyết. Càn khôn sát vực là một nơi cơ duyên và tử vong cùng tồn tại chi địa, hắn bị kẹt vạn năm, tu vi tuyệt đối không phải tạo hóa cảnh, càng không phải là tinh khiếu cảnh. Hắn là vạn kiếm đế cung hy vọng lớn nhất. Ta không tìm được, chỉ có thể nhờ ngươi. Mặc dù không hiểu hắn lưu lại luân hồi hai chữ là ý gì, nhưng là ta cảm thấy ngươi hẳn rõ ràng. Diệp Thần gật đầu một cái, sợ rằng băng kiếm tiên tôn luân hồi hai chữ, là chỉ luân hồi mộ địa. Tiền bối kia, ngươi làm thế nào? Băng xương kiếm thần ngồi xếp bằng,
vận chuyển công pháp, ông già đã chết, nơi đây không có uy hiếp, lại là tu luyện đất lành, ta ở nơi này khôi phục một số tu vi, không sai biệt lắm thời điểm, ta liền sẽ rời đi Càn Khôn sát vực, đi Vạn Kiếm đế cung. Ngọc bội kia ở giữa quang chỉ một phương hướng, cái này chỉ sợ sẽ là Băng Kiếm Tiên Tôn lưu lại đầu mối. Diệp Thần, kính nhờ. Nói xong, hắn tròng mắt giam, khí băng hàn lưu động. Diệp Thần nhìn một cái Kỷ Lâm, hai người gật đầu, trực tiếp ôm quyền cáo từ. Hai người từ Minh Trận Linh trong điện mặt đi ra. Làm đi lúc đi ra, Diệp Thần đúng dịp thấy Lãnh Nhan và Lý Đình hai người. Diệp tiền bối, có thể hay không mang chúng ta cùng nhau? Giờ phút này Lý Đình đi tới, một đôi mắt đẹp, nhìn Diệp Thần. Ở một bên Lãnh Nhan, cũng là một mặt khẩn cầu thần sắc, mặt nàng lên cũng sớm đã không có bất kỳ cao ngạo thần sắc. Cái này Càn Khôn sát vực so các nàng tưởng tượng còn đáng sợ hơn, nếu như không có người che chở nói, sợ rằng còn không tìm được thất diện linh lung thảo cũng đã trở thành một cổ thi thể. Diệp Thần vốn muốn cự tuyệt, dẫu sao bọn họ hai người cũng đã đủ, mang theo Lý Đình và Lãnh Nhan mà nói, còn phải phân tâm chiếu cố. Ở hắn chuẩn bị cự tuyệt thời điểm, Kỷ Lâm có chút trong lòng không đành lòng mở miệng nói, Diệp Thần, ngươi liền lưu lại hai nàng đi. Ta ngủ thời điểm, các nàng vậy chiếu cố qua ta. Diệp Thần khóe miệng toát ra một chút bất đắc dĩ, nếu Kỷ Lâm đều đã mở miệng, hắn vậy không tiện cự tuyệt. Được rồi, bất quá dọc theo con đường này nhất định phải nghe ta, thất diện linh lung thảo sự việc, nếu như gặp phải, ta có thể giúp các ngươi. Nghe được Diệp Thần đáp ứng, Lý Đình khôn khéo gật đầu. Vốn là Diệp Thần và Kỷ Lâm hai người tiến vào Minh Trận Linh trong điện mặt, Lãnh Nhan và nàng cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bất quá lòng hiếu kỳ điều khiển, ở bên ngoài chờ đợi một đoạn thời gian. Không nghĩ tới Diệp Thần và Kỷ Lâm hai người lại thật đi ra. Điều này cũng làm cho Lãnh Nhan và Lý Đình hai người quyết định, nhất định phải đi theo Diệp Thần. Có như vậy cường giả che chở, tiếp theo đường của các nàng trình sẽ hơn nữa dễ dàng. Diệp Thần đồng ý sau này, Lý Đình kéo Kỷ Lâm tay nói chuyện phiếm, còn như Lãnh Nhan mà nói, vẫn là ở một bên yên lặng đi theo đi, không nói câu nào. Diệp Thần nhìn lướt qua ngọc bội, dựa theo ngọc bội phương hướng chỉ đi. Đây là dưới mắt duy nhất cơ hội. Hơn nữa, càng đến gần, hắn phát hiện luân hồi mộ địa bên trong còn có một khối mộ bia mơ hồ đang chấn động, rất rõ ràng còn có một vị đại năng bị kẹt ở Càn Khôn sát vực bên trong. Nếu là có thể cũng giải cứu ra nói, cũng coi là làm một mẻ, khỏe suốt đời. Tiếp theo nửa ngày, Diệp Thần tràn đầy không mục đích tìm, dẫu sao Băng Kiếm Tiên Tôn chỉ lưu lại một cái đại khái phương vị, cũng không có vị trí cụ thể, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Lãnh Nhan và Lý Đình hai người vậy không có tìm được thất diện linh lung thảo, không chỉ có chút nóng này. Lý Đình thân thể đã không thể lại tiếp tục kéo quá lâu thời gian. Cái này nửa ngày trong thời gian mặt, Diệp Thần ngược lại là gặp phải một chút phiền toái, bất quá cũng dễ như trở bàn tay giải quyết. Lý Đình và Lãnh Nhan vậy vui mừng, thật may đi theo Diệp Thần, nếu không hai người các nàng cũng sớm đã chết. Mau xem, trước mặt làm sao hội tụ như thế nhiều võ giả. Lúc này Lý Đình nhìn một cái phía trước, trực tiếp mở miệng. Nghe được Lý Đình thanh âm, Diệp Thần ngẩng đầu vừa thấy, quả nhiên ở một nơi đất trống. Hội tụ không ít võ giả, dù là tinh khiếu cảnh tầng 2 đại năng, cũng thấy được 5 tên. Có thể có nhiều cường giả như vậy hội tụ, đơn giản chính là chí bảo, nếu gặp phải, Diệp Thần cũng muốn đi xem. Bốn người đi tới đất trống chỗ, Diệp Thần ngẩng đầu nhìn một mắt, phát hiện đóng chặt trước một khối đá cửa. Cửa đá bền chắc không thể gãy, dù là tinh khiếu cảnh cường giả đánh cũng không nhúc nhích tí nào. Chung quanh rộn ràng, có châu đầu ghé tai. Diệp Thần cũng nghe rõ ràng liền đại khái chuyện gì xảy ra. Đây là một tòa thượng cổ cường giả nghĩa địa, lời đồn đãi bên trong có các loại chí bảo, đưa tới rất nhiều võ giả. Thượng cổ cường giả nghĩa địa trên căn bản rất khó gặp được, một khi gặp nói, có thể phong môn cảnh cường giả cũng sẽ xuất thủ tranh đoạt. Mới vừa rồi tinh khiếu cảnh cường giả ra tay, đánh không hết cửa đá, bên trong nghĩa địa chí ít cũng là phong môn cảnh. Thượng cổ cường giả nghĩa địa đã không biết tồn tại nhiều ít vạn năm, tinh khiếu cảnh cường giả từng cái đánh, thay phiên không ngừng, còn như có thể hay không đánh vỡ, cũng phải mặc cho số phận. Cũng chỉ có tinh khiếu cảnh cường giả ra tay mới nhất định có thể đánh vỡ,
tinh khiếu cảnh trở xuống, đánh vạn năm cũng không nhất định có thể phá vỡ. Diệp Thần nghe nói, bọn họ đã ở nơi này chờ liền 10 ngày thời gian, nhưng mà cửa đá lại không có bất kỳ biến hóa nào. Có một số võ giả mất hết ý chí, dự định rời đi, tinh khiếu cảnh cường giả cũng không dự định buông tha. Thật vất vả gặp phải thượng cổ cường giả nghĩa địa, làm sao sẽ tùy tiện rời đi. Diệp Thần quyết định ở nơi này chờ 2 giờ, nếu như 2 giờ, cửa đá còn chưa mở mà nói, liền rời đi. Dẫu sao hắn không thời gian một mực hao phí ở chỗ này. 2 giờ chớp mắt rồi biến mất, Diệp Thần từ mặt đất đứng lên, phát hiện cửa đá còn không có động tĩnh, chuẩn bị mang Kỷ Lâm các nàng rời đi. Ở hắn chuẩn bị lúc rời đi, truyền tới một tiếng rên. Toàn bộ cửa đá đột nhiên mở ra. Nguyên bản đánh cửa đá tinh khiếu cảnh lớn có thể có chút sững sờ, sớm biết có thể tự động mở ra, bọn họ cũng sẽ không lãng phí khí lực. Làm cửa đá mở ra một khắc kia, vô số màu máu con rơi bay ra ngoài, bên trong không thấy được bất kỳ ánh sáng gì, chỉ có u ám hơi thở, còn có từng tia thanh âm quỷ dị. Để cho tại chỗ võ giả thân thể không nhịn được đánh run một cái. Tại chỗ có chút võ giả thực lực thấp kém liền muốn rời khỏi, ai biết ở bên trong sẽ gặp phải cái gì kinh khủng tồn tại. Bảo vật mặc dù mê người, bất quá có lệnh cầm mới có thể. Có loại ý nghĩ này võ giả, chỉ bất qua số rất ít mà thôi, càng nhiều hơn võ giả lại bị lợi ích làm đầu óc mê muội. Diệp Thần thì đang suy nghĩ có nên đi vào hay không. Hắn trên mình cũng không thiếu bảo vật gì, ở Diệp Thần suy tính thời điểm, Kỷ Lâm đi tới hắn bên người. Bên tai nhỏ giọng mở miệng nói, Diệp Thần đại ca, chúng ta vào xem một chút đi. Thấy Kỷ Lâm hình dáng, Diệp Thần cưng chiều cười một tiếng, cái này rõ ràng bị Lý Đình thu mua. Đoạn này thời gian Lý Đình và Kỷ Lâm quan hệ thẳng tắp lên cao. Mấu chốt Lý Đình tông môn không hề thiếu món ăn ngon, đối với Kỷ Lâm mà nói, căn bản không có năng lực chống đỡ. Chắc hẳn tiến vào bên trong, cũng là muốn xem có hay không thất diện linh lung thảo. Chúng ta đi vào nhìn một cái đi. Như vậy tràn đầy không mục đích tìm sư tôn, cũng không phải một cái biện pháp, nói không chừng băng kiếm tiên tôn liền bị khốn ở bên trong. Mặc dù hy vọng mong manh, bất quá tóm lại cũng phải thử một chút. Một đám võ giả đã xông tới, Lãnh Nhan đi tới, nhìn một cái Diệp Thần, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Diệp Thần lắc đầu một cái, bây giờ cũng không nóng nảy, cùng những võ giả này sau khi đi vào. Hắn lại đi theo vào. Ai biết bên trong có nguy hiểm gì, trước hết để cho những người này thăm dò đường một chút cũng tốt. Diệp Thần thấy những người này đã vọt vào xong hết rồi, vung tay lên, mang Kỷ Lâm ba người trực tiếp đi vào. Một bước vào bên trong, phát hiện đất đai đặc biệt xốp, chung quanh đặc biệt ẩm ướt. Chung quanh đây một phiến đen nhánh, Diệp Thần muốn vận dụng thần niệm tra xem, nhưng phát bây giờ chỗ này thần niệm căn bản không có thể vận dụng. Chỉ có thể dựa vào mắt thường. Mắt thường mà nói, Diệp Thần chỉ có thể thấy rõ ràng phía trước 3 mét tình huống, ở trong này và người mù không có bất kỳ khác biệt. Chung quanh không có một chút thanh âm, yên tĩnh đáng sợ, Kỷ Lâm có chút nhát gan, nắm thật chặt Diệp Thần ngón tay. Dọc theo con đường này cũng không có phát hiện yêu thú gì, nhưng là đã đi rồi nửa giờ vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm đi. Cái này làm cho Diệp Thần nhướng mày một cái. Bọn họ tốc độ mặc dù không mau nhưng là cũng không tính là chậm, nửa giờ cũng không có đi ra khỏi đi, ai biết con đường này, rốt cuộc có dư nhiều. Bọn họ không biết, chỉ có thể tiếp tục đi, thời gian lại qua đi 2 giờ, đột nhiên bây giờ truyền tới xào xạc thanh âm. Diệp Thần vung tay lên để cho ba người dừng lại, cảnh giác nhìn bốn phía. Chung quanh đây nhất định có vật gì. Xác xác, lúc này Kỷ Lâm một chân đạp xuống, nghe gặp thanh âm thanh thúy. Cúi đầu vừa thấy, phát hiện một cái mới vừa chết thi thể. Thi thể cả người không có bất kỳ máu thịt, chỉ còn lại một chất xương trắng. Diệp Thần cúi đầu vừa thấy, phát hiện một số võ giả xương trắng, rất rõ ràng cũng là mới vừa chết đi. Xào xạc, thanh âm không ngừng vang lên, giống như đòi mạng chung như nhau, để cho lòng của tất cả mọi người chấn động một cái. Diệp Thần nhìn bên trái vách đá. Đột nhiên phát hiện từng nhóm con kiến đang nhanh chóng bỏ qua tới. Phệ cốt kiến. Băng xương kiếm thần gặp phệ cốt kiến. Chúng ta đi nhanh một chút. Diệp Thần nổi giận gầm lên một tiếng, làm sao vậy không nghĩ tới, nhanh như vậy sẽ gặp.
Lời đồn đãi linh võ đại lục trước kia gặp qua một trận tai họa lớn, chính là bởi vì vệ cốt khiến tồn tại. Ở chúng trong mắt, bất kỳ võ giả đều là máu thịt, căn bản không sợ sợ. Dù là phong môn cảnh cường giả gặp phải, một không cẩn thận, đều có rơi xuống có thể. Ban đầu phệ cốt kiến không biết tàn sát võ giả nhiều ít, chúng mỗi một lần chiếm đoạt máu thịt, cũng có thể nhanh chóng sinh trưởng. Lãnh Nhan các nàng hiển nhiên cũng biết phệ cốt kiến tồn tại, từng cái bị sắc mặt bị sợ trắng bệch. Đây chẳng qua là mới vừa bắt đầu, liền gặp phải phệ cốt kiến tồn tại, ai biết bên trong còn có cái gì. Bọn hắn bây giờ vậy không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ có thể điên cuồng chạy trốn. Không trốn, chờ đợi bọn họ chỉ có chết. Dọc theo đường đi điên cuồng rút lui, ở sau lưng của bọn họ phệ cốt kiến không ngừng theo sát. À! Lý Đình phát ra một tiếng hét thảm, ở bắp chân của nàng chỗ, ít nhất có 10 con phệ cốt kiến đang gặm ăn nàng máu thịt. Nàng tốc độ dần dần chậm lại, nếu là không có người giải cứu nói, chỉ có chết. Lãnh Nhan thấy một màn này, cắn răng một cái trực tiếp xông tới. Nàng không thể để mặc cho Lý Đình bỏ mặc. Phệ cốt kiến ở bọn hắn phía sau đập vào mặt. Lãnh Nhan một kiếm chém ra đi, kiếm khí càn quét, bất quá rất rõ ràng, không có bất kỳ tác dụng gì. Kỷ Lâm vốn định dùng máu tươi, nhưng là lại bị Diệp Thần cự tuyệt. Máu tươi cố nhiên mạnh mẽ, nhưng là Kỷ Lâm không cách nào khống chế. Đến lúc đó Lý Đình và Lãnh Nhan cũng sẽ chết. Bỏ mặc như thế nào, ở Diệp Thần trong mắt, Lãnh Nhan các nàng cũng là bạn đồng đội. Ở hắn trong đầu, không có vứt bỏ bạn đồng đội cái này bốn chữ. Đột nhiên, Diệp Thần nghĩ tới điều gì? Trong tay đông lại một cái, một đạo sáng chói ngọn lửa xuất hiện. Huyền diễm. Tầm thường thủ đoạn căn bản không có thể đối phó phệ cốt kiến, duy chỉ có đặc thù ngọn lửa. Huyền diễm sau khi luyện hóa, Diệp Thần vẫn không có sử dụng. Càng không biết uy lực như thế nào, chỉ có thể thử một lần. Huyền diễm không ngừng phun phát ra ngoài. Khi lửa diễm cháy ở phệ cốt kiến trên người thời điểm, truyền tới sét đánh đi rồi tiếng vang. Phệ cốt kiến trực tiếp toàn thân bị cháy, làm huyền diễm bốc lên lúc đi ra, những thứ này phệ cốt kiến không ngừng lui về phía sau, hiển nhiên vô cùng kiêng kỵ. Diệp Thần và Kỷ Lâm hai người đi tới Lý Đình bên người, nhìn một cái trên người nàng phệ cốt kiến, thúc giục phát huyền diễm. Khi lửa diễm đến gần Lý Đình thân thể thời điểm, những cái kia phệ cốt kiến từng cái từ nàng trong cơ thể chui ra ngoài, chạy mất dạng. Lý Đình trên trán mặt, hiện đầy mồ hôi, cả người mặt đẹp trắng bệch. Cảm ơn. Lý Đình cảm kích nhìn một cái Diệp Thần. Nếu không phải Diệp Thần xuất thủ, mới vừa chờ đợi nàng chỉ có chết. Diệp Thần khẽ lắc đầu, cũng không có nói chút gì, để cho Lãnh Nhan cầm Lý Đình đỡ dậy tiếp tục đi đường. Bởi vì huyền diễm tồn tại, phệ cốt kiến cũng không dám đến gần. Chỉ có thể xa xa theo ở phía sau, tìm cơ hội. Đối với lần này Diệp Thần cũng không có để ở trong lòng mặt, có huyền diễm ở đây, hắn vậy không lo lắng những thứ này phệ cốt kiến. Dọc theo đường đi tiếp tục đi, rốt cuộc, Diệp Thần ở phía trước phương, thấy từng tia ánh sáng. Khi thấy những thứ này ánh sáng thời điểm, Diệp Thần thở ra một hơi. Nếu như một mực như vậy u ám đi xuống, sợ rằng lòng của mọi người Lý Phương Diện cũng sẽ xảy ra vấn đề. Làm bốn người đến gần ánh sáng thời điểm, phát hiện một tòa núi tuyết sừng sững. Núi tuyết nhìn không thấy cuối, tựa như đã xuyên phá thương khung, chung quanh là vừa nhìn vô tận băng nguyên. Hắt hắt xì. Kỷ Lâm không nhịn được đánh một cái nhảy mũi, chung quanh chân thực quá lạnh. Lãnh Nhan và Lý Đình hai người vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ, chỉ bất quá chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu. Diệp Thần mình ngược lại là không có gì quá lớn cảm giác, hắn bản thân mình liền tu luyện hàn băng quy luật. Đối với khí trời rét lạnh, nhất định có sức miễn dịch. Ở trong này, hắn cũng không có dùng huyền diễm, Kỷ Lâm đông được không nhịn được đến gần Diệp Thần. Phát hiện Diệp Thần chung quanh giống như một cái lò lửa như nhau ấm áp, nhất thời không cảm giác được giá rét. Thấy Kỷ Lâm thoải mái hình dáng, Lý Đình cũng không nhịn được đi tới Diệp Thần bên người. Ở Diệp Thần bên người thời điểm, Lý Đình cảm nhận được trước đó chưa từng có ấm áp, sau đó ánh mắt nhìn một cái Lãnh Nhan. Lãnh Nhan nhìn một cái, bất quá cũng không có qua đi, dẫu sao nam nữ thụ thụ bất thân. Thấy một màn này, Lý Đình vậy ngại nói chút gì. Lãnh Nhan tóm lại là thực lực không kém,
vẫn có thể miễn cưỡng ngăn cản. Toàn bộ băng nguyên một mắt nhìn không thấy bờ, Diệp Thần bốn người quyết định đi núi tuyết. Nói không chừng đồ ngay tại trên đỉnh núi tuyết mặt, một đường đi, cũng không có gặp phải cái gì, chỉ bất quá thấy một số võ giả thi thể. Những thi thể này cũng sớm đã bị đông thành tượng đá, bọn họ đã không có bất kỳ hơi thở. Bọn họ thực lực nhỏ, căn bản không chịu nổi giá rét. Nếu như không phải là bởi vì Diệp Thần duyên cớ, Kỳ Lâm và Lý Đình hai người, căn bản không có thể kiên trì đến bây giờ. TT, ở Diệp Thần các nàng bốn người được lúc đi, đột nhiên bây giờ nghe được một ít thanh âm. Ở trước mặt bọn họ, xuất hiện một cái ngàn trượng băng rắn, kinh khủng hơi thở tràn ngập ở chung quanh, để cho Kỳ Lâm và Lý Đình hai người, không nhịn được lui về phía sau. Diệp Thần không nhúc nhích, Lãnh Nhan cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản. Thú hủ kiếm nắm trong tay, Diệp Thần cả người cau mày, đây là một đầu tinh khiếu cảnh ba tầng thiên hàn băng quỷ xà. Chung quanh đều là hàn băng hơi thở, có thể vô hình bên trong gia tăng hàn băng quỷ xà sức chiến đấu. Kỳ Lâm và Lý Đình hai người cũng sớm đã xa xa né tránh, Lãnh Nhan cầm ra một chuôi lửa kiếm dài màu đỏ, nhìn một cái Diệp Thần. Ngươi lui ra đi, đầu này yêu cho ta. Diệp Thần lạnh lùng nói. Nếu như Lãnh Nhan xuất thủ, Diệp Thần còn phải phân tâm chiếu cố. Lãnh Nhan nhìn một cái Diệp Thần, không biết làm sao chỉ có thể lui ở phía sau. Nàng cũng biết mình mấy cân mấy lượng, chuyện kế tiếp, chỉ có thể giao cho Diệp Thần. Hàn băng quỷ xà khạc lưỡi, nhìn Diệp Thần, bên trong đôi mắt cũng sớm đã cầm hắn làm một con mồi. Diệp Thần thú hủ kiếm nắm trong tay, cả người mượn mặt đất lực lượng trực tiếp xông tới. Ở xông tới trong nháy mắt, cánh tay nhẹ khẽ nâng lên, thú hủ kiếm vào thời khắc này nhất thời rơi xuống. Ở thú hủ kiếm rơi xuống thời điểm, hàn băng quỷ xà há mồm ra, cắn xuống một cái. Rắc rắc, truyền tới một tiếng thanh thúy tiếng vang, bất quá cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Hàn băng quỷ xà một thân phòng ngự quá mức mạnh mẽ, hơn nữa chung quanh đều tràn đầy đậm đà hàn băng quy luật, đối với yêu thú mà nói nhất định có thiên nhiên ưu thế. Ở cắn thú hủ kiếm thời điểm, hàn băng quỷ xà sau lưng cái đuôi, đột nhiên bây giờ quất tới. Diệp Thần tay trái ngay tức thì bắt nó cái đuôi, eo ếch trực tiếp dùng sức. Dậy! Diệp Thần bên phải buông tay ra thú hủ kiếm, hai tay bắt hắn lại cái đuôi, trực tiếp quăng lên tới. Ở ném lúc thức dậy, bỗng nhiên buông tay trực tiếp ném ra. Oanh! Hàn băng quỷ xà thân thể rơi vào một nơi ngọn núi nhỏ phía trên. Diệp Thần thừa dịp này cơ hội bắt được mục nát thú kiếm, bất hủ kiếm ý từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Có ở đây không mục nát kiếm ý xông lên lúc đi ra, thú hủ kiếm sát khí lao ra vân tiêu. Thú hủ kiếm thoáng qua một tia quỷ dị ánh sáng, một kiếm vẫy tay ra. Oanh! Kiếm khí càn quét chung quanh, băng tuyết ngưng tụ thành một cổ gió nhẹ bạo, cuộn sạch mở. Giờ phút này hàn băng quỷ xà cũng sớm đã đứng lên. Toàn bộ yêu thú bóng người bắn ra. Nó miệng mở mở, khạc ra từng chuôi nhũ băng, xông về Diệp Thần kiếm khí. Đâm! Kiếm khí và nhũ băng tiếp xúc trong nháy mắt, truyền tới một tiếng vang thật lớn. Ở vang lớn sau này, hàn băng quỷ xà bóng người đã tới Diệp Thần bên người. Ở đi tới Diệp Thần bên người trong nháy mắt thời điểm, toàn bộ yêu thú thân thể cao lớn, cuốn lấy hắn thân thể. Hàn băng quỷ xà thân thể trực tiếp dùng sức. Diệp Thần chỉ cảm thấy mình cả người thân thể bị siết chặt. Bất hủ thần thể, huyết khí thập phương thuật, mở. Diệp Thần trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, thân thể lực lượng bộc phát ra vượt qua tự thân 20 lần. Dùng hết lực lượng cầm chặt thú hủ kiếm, một kiếm đâm vào hàn băng quỷ xà bên trong thân thể. Rắc rắc, hàn băng quỷ xà thân thể bị đâm đi vào, bất quá cũng không có chảy ra tinh dịch máu màu đỏ, ngược lại giống như tượng đá nổ tung vậy. Bị đau nổi giận gầm lên một tiếng, hàn băng quỷ xà dương ra khổng lồ miệng, muốn một hớp nuốt trọn Diệp Thần. Thân thể bị thương, hoàn toàn chọc giận hàn băng quỷ xà. Ở phía xa nhìn Lãnh Nhan ba người, run sợ trong lòng, đối với Diệp Thần thực lực, càng thêm bội phục. Quả nhiên đi theo Diệp Thần là một cái quyết định chính xác. Ở hàn băng quỷ xà chuẩn bị nuốt trọn Diệp Thần thân thể thời điểm. Diệp Thần toàn thân kinh khủng à khí và canh kim khí trực tiếp bộc phát ra. Làm ma khí và canh kim khí tiếp xúc tới hàn băng quỷ xà thân thể trong nháy mắt,
cái này hai cổ năng lượng chỗ nào cũng nhúng tay vào, tràn vào buông ta ra trong thân thể. Hàn băng quỷ xà nhận ra được ma khí và canh kim khí xâm lược nó thân thể, không kịp do dự, vội vàng buông Diệp Thần thân thể. Nếu như một mực tiếp tục như vậy mà nói, hàn băng quỷ xà vô cùng rõ ràng, tuyệt đối sẽ bị ma khí xâm lược, đến lúc đó hoàn toàn tử vong. Làm hàn băng quỷ xà và Diệp Thần kéo ra khoảng cách sau này, Diệp Thần rốt cuộc buông lỏng không thiếu. Tại thân thể có thể sống động trong nháy mắt, Diệp Thần động. Quy luật lưu động hơi thở, để cho bầu trời vốn là phiêu động hoa tuyết, ngay tức thì dừng lại. Giờ khắc này tựa như cả thế giới đều bị cấm chỉ chuyển động. Trảm thiên nhất kiếm. Diệp Thần cả người bóng người trực tiếp xông tới, một kiếm bỗng nhiên bây giờ chém ra đi. Oanh! Một kiếm này đến mức, toàn bộ mặt đất cũng xuất hiện vô số vết rách. Những thứ này vết rách không ngừng bể tan tành, dưới lòng đất mặt đóng băng nước biển, phóng lên cao. Đâm! Hàn băng quỷ xà đúng cái bóng người bị chém thành hai nửa, đầu rắn còn đang phát ra gầm thét, bất quá yêu thú có thể rõ ràng cảm nhận được, sinh mệnh lực của mình, đang không ngừng chạy mất. Sợ rằng đã không kiên trì được quá lâu thời gian. Hàn băng quỷ xà cảm giác được mình sinh mạng hơi thở không ngừng chạy mất, chỉ còn lại nửa đoạn thân thể, ngay tức thì phóng lên cao. Lần này nó cũng không có xông về Diệp Thần, ngược lại hướng Kỷ Lâm mấy người bay đi. Thấy một màn này, Diệp Thần cả người sắc mặt đại biến, muốn đi cứu, bất quá đã không kịp. Kỷ Lâm ngược lại là rất chấn định, đưa tay ra, tay nàng tản mát ra màu đen khí độc. Hàn băng quỷ xà chỉ còn lại nửa đoạn thân thể, không có vào đến khí độc bên trong, lặng lẽ bây giờ tử vong. Vốn là hàn băng quỷ xà muốn công kích thực lực yếu nhất Kỷ Lâm, ai biết ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo. Kỷ Lâm thấy một màn này, làm bộ ở hai nữ mặt trước đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, bắt trước cao nhân nói, chính là con kiến hôi, còn dám ở bổn bà cô trước mặt ngang ngược, nếu như không phải là lão nạp. Hừ hừ hừ. Nếu như không phải là bổn bà cô không muốn động, người có thể đã sớm chết rồi. Nói xong, nhắm mắt lại. Nhưng là len lén mị mở mắt, trộm nhìn một cái Lý Đình và Lãnh Nhan, khi phát hiện hai người bộ dáng khiếp sợ, hài lòng. Lý Đình và Lãnh Nhan làm sao có thể không khiếp sợ. Các nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Thần bên người đứa nhỏ lại vậy như vậy khủng bố. Hai người một mực đứng ở Kỷ Lâm bên người. Đến bây giờ còn có một ít lòng vẫn còn sợ hãi. Mới vừa Kỷ Lâm dùng độc thời điểm, để cho nàng cũng cảm nhận được một cổ cảm giác nguy cơ. Nếu như nhắm ngay nàng mà nói không chừng thật sẽ bị độc chết. Bây giờ Lý Đình trong nội tâm chỉ có một loại ý tưởng, một nam một nữ này đích thực quá đáng sợ. Hoàn toàn không thể dùng lẽ thường để hình dung. Nhưng mà, còn không có cùng các nàng từ trong khiếp sợ tỉnh hồn lại. Núi tuyết đỉnh một đạo ánh sáng phóng lên cao. Diệp Thần thần sắc đại biến. Bởi vì, trong tay hắn băng kiếm tiên tôn ngọc bội, lại sáng. Diệp Thần nhìn ngọc bội trong tay, thần sắc nghiêm túc, lẩm bẩm nói, từ ngọc bội dị động tới xem, núi tuyết đỉnh phải cùng băng kiếm tiên tôn có liên quan. Cũng hoặc là nói, băng kiếm tiên tôn ở chỉ dẫn ta. Kỷ Lâm trong mắt vậy viết đầy tò mò, Diệp Thần, chúng ta đi xem một chút đi. Ừ, bốn người điên cuồng đi đường, muốn không được bao lâu, rốt cuộc đi tới chân núi. Ở chân núi, Diệp Thần phát hiện không ít võ giả, cũng tại chỗ dừng lại. Những võ giả này từng cái châu đầu ghé tai, cũng không có dự định đi lên. Diệp Thần nhìn một cái Lãnh Nhan, để cho nàng đi hỏi thăm một chút, rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Bây giờ liền tình huống cũng không biết, tóm lại muốn đánh dò một chút. Không tới 10 phút thời gian, Lãnh Nhan cũng đã tra rõ sở. Nguyên lai một khi bước vào bên trong dãy núi mặt, sẽ tiến vào quy tắc của nơi này bên trong, toàn thân thực lực đều bị giam cầm. Dù là liền thần hồn lực cũng không thể vận dụng, chỉ có thể theo dựa vào chính mình thân xác. Nếu là như vậy mà nói, cũng không có cái gì chẳng qua, chỉ bất quá càng đi đỉnh núi đi, hàn băng phép tắc hơi thở càng ngày càng nghiêm trọng. Những võ giả này thân xác không được, căn bản không đỡ được. Chỉ có thể ở dưới chân núi chờ đợi. Diệp Thần thấy một người tinh khiếu cảnh tầng 2 thiên đại năng chờ ở chân núi, rất rõ ràng cho thấy chờ võ giả xuống có thể thừa dịp cháy nhà hôi của. Biết đại khái nguyên do, Diệp Thần để cho Kỷ Lâm và Lãnh Nhan các nàng ba người ở dưới chân núi chờ.
Kỳ Lâm có chút không vui, Diệp Thần, ngươi có phải hay không xem nhẹ ta, ta có thể lên đi. Diệp Thần lắc đầu một cái, phía trên nguy hiểm không cách nào biết trước. Huống chi, Kỳ Lâm, ngươi là ta vũ khí bí mật, thành tựu vũ khí bí mật không phải hẳn ở thời khắc mấu chốt xuất thủ không? Lên núi loại chuyện nhỏ này giao cho ta là được. Kỳ Lâm lúc này mới hài lòng, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái ghế, ngồi ở phía trên, tận lực hạ thấp giọng, sau đó đối với Diệp Thần phân phó nói, tiểu Diệp, người giác ngộ không tệ, đã như vậy, bổn tôn ngay tại này chờ ngươi đi. Tiểu Diệp, bổn tôn, Lãnh Nhan và Lý Đình. Diệp Thần cũng là cười một tiếng, không để ý tới sẽ, cho Kỳ Lâm một cái truyền âm phù, nếu như gặp phải nguy hiểm gì, liền trực tiếp bóp vỡ, đến lúc đó hắn là có thể cảm giác được. Cầm hết thảy cũng chuẩn bị thỏa đáng sau này, Diệp Thần một bước bước vào trên ngọn núi mặt. Mới vừa đi lên, Diệp Thần thì phát hiện mình linh khí và tu vi đều bị cưỡng ép giam cầm. Thật là bá đạo hạn chế. Xem ra băng kiếm tiên tôn chỉ dẫn đỉnh núi, không tưởng tượng đơn giản như vậy. Cũng may ta có bất hủ thần thể, lại kích hoạt chủ phòng ngự xích trần thần mạch, như vậy hạn chế đối với ta lại nói hẳn không có vấn đề gì. Ở dưới chân núi người một bộ xem chuyện Tiếu Lâm hình dáng, bọn họ tạo hóa cảnh thực lực, dựa vào thân thể nói, đều không thể kiên trì nửa giờ. Bây giờ lại có một cái hợp đạo cảnh võ giả, muốn leo lên đỉnh núi, không biết tự lượng sức mình. Bọn họ cho rằng, Diệp Thần tuyệt đối không kiên trì được 10 hơi thở thời gian. Nhưng mà 10 hơi thở thời gian trôi qua, Diệp Thần trên mặt cũng không có bất kỳ thống khổ thần sắc. Mới vừa thời điểm bắt đầu, Diệp Thần vẫn có thể loáng thoáng nghe gặp dưới chân núi mặt thanh âm. Chỉ bất quá thời gian một dài, lại cũng không nghe được bất kỳ dưới chân núi mặt thanh âm, chỉ có thể nghe được ở bên tai lạnh gió gào thét thanh âm. Từng bước một đi tới trước, sâu tuyết không qua Diệp Thần đầu gối, ở hắn trước mắt, chỉ có trắng xóa một phiến. Vượt đến gần phía trên thì trở nên được càng thêm giá rét, cho dù là Diệp Thần đều cảm giác được nhỏ nhẹ lạnh ý. Cũng không biết đi thời gian bao lâu, Diệp Thần thấy phía trước từng cái điểm đen nhỏ. Những thứ này điểm đen cũng là võ giả, Diệp Thần nhanh chóng xông về phía trước, phát hiện những võ giả này đang đánh nhau. Ở những võ giả này bên cạnh, một bụi tản ra 7 màu ánh sáng cỏ theo gió lay động. Thất diện linh lung thảo. Diệp Thần trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, không nghĩ tới vào lúc này sẽ gặp phải. Hắn biết Lý Đình bị thương, cần một bụi thất diện linh lung thảo mới có thể khôi phục tự thân thương thế. Nếu gặp được, vậy thì giúp Lý Đình một lần. Diệp Thần nhìn một cái, phát hiện chung quanh đánh nhau võ giả ít nhất có 20 nhiều tên. Mỗi một võ giả chỉ có thể dùng thân xác lực đối kháng, căn bản điều tra không ra cảnh giới gì. Mặc dù có 20 nhiều tên võ giả, bất quá Diệp Thần mình có đầy đủ tự tin, giải quyết hết những người này. Làm Diệp Thần xuất hiện một khắc kia, những võ giả này cảnh giác nhìn một cái. Dẫu sao tới người càng nhiều mà nói, bọn họ tranh đoạt thất diện linh lung thảo cơ hội vượt mong manh. Phải biết, thất diện linh lung thảo chỉ có một bụi, ai đều muốn. Diệp Thần không có bất kỳ nói nhảm cả người bóng người trực tiếp xông tới. Ở hắn xông tới trong nháy mắt thời điểm, một người võ giả đi tới Diệp Thần trước mặt, nâng lên cánh tay, một đấm đánh tới. Diệp Thần trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, sau đó một đấm vung ra, ở hai người lẫn nhau tiếp xúc trong nháy mắt, tên kia võ giả phát ra một tiếng kêu thê thảm. Đúng một cánh tay truyền tới rắc rắc thanh âm, trong cơ thể mạch máu trực tiếp nổ tung. Một chiêu trong nháy mắt giết. Diệp Thần nơi này chập chờn, để cho rất nhiều võ giả ánh mắt cũng nhìn chằm chằm hắn. Mới vừa rồi Diệp Thần mang tới một màn kia, chân thực quá mức rung động, bọn họ những võ giả này không có cảnh giới giữ áp chế, chỉ vận dụng lực lượng của thân thể, bây giờ chênh lệch cũng không phải là đặc biệt lớn. Có thể đi tới bước này, tu luyện thân xác lực, cũng không tệ, nhưng là cùng Diệp Thần so với. Hai người bây giờ căn bản cũng không có bất kỳ có thể so sánh. Bụi cây này thất diện linh lung thảo ta cần, hoặc là cút, hoặc là chết. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn một mắt, nếu như không dùng tới võ lực giải quyết hết thảy nói, hắn cũng không muốn động dùng trong cơ thể khí huyết. Toàn bộ núi tuyết, bây giờ chỉ bất quá đi 1/3, ai biết ở phía trên còn sẽ gặp phải cái gì. Còn dư lại võ giả liếc nhìn nhau, thất diện linh lung thảo đang ở trước mắt, bọn họ cũng không muốn buông tha.
ý định giết người bại lộ. Diệp Thần cảm nhận được mọi người ánh mắt, khóe miệng một tia độ cong. Nếu tự tìm cái chết, cũng chỉ thảo nào hắn. Làm Diệp Thần bóng người xông tới thời điểm, trong đó một người võ giả, cắn răng một cái mở miệng nói, mọi người cùng nhau ra tay, trước giải quyết hết hắn. Tại chỗ võ giả cũng có thể nhìn ra, Diệp Thần uy hiếp, đối với bọn họ lớn nhất. Trước giải quyết hết Diệp Thần, đến lúc đó ai có thể lấy được thất diện linh lung thảo, lại bằng bản lãnh của mình. 20 tên võ giả xông lại, Phổ Tận ý định giết người giống như một đầu hung thú sổng chuồng, đánh về phía Diệp Thần. Có thể đi đến võ giả nơi này, há có thể là kém. Thậm chí còn có không thiếu người luyện thể. Ở bọn họ xem ra, trước mắt cái thằng nhóc này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà Diệp Thần trong mắt bình thản, duỗi người. Hắn không gấp trước ra tay. Một mực thật là tò mò xích trần thần mạch rốt cuộc tác dụng gì, bây giờ liền mượn các ngươi hơi thử một phen. Dứt lời, Diệp Thần nhắm mắt lại. Huyết mạch trong cơ thể tựa như sôi trào. Toàn bộ núi tuyết đột nhiên run rẩy. Diệp Thần kinh ngạc phát hiện mình ra lưu truyền từng đạo cổ xưa phù văn. Liền liền hắn vậy xem không hiểu. Đồng thời, trước người của hắn thật giống như hình thành một cái bình phong che chở. Bình phong che chở giống như một đầu kim trung cháo hạ. Linh lực trong cơ thể cấp tốc trôi qua. Diệp Thần hơi biến sắc mặt, mình chỉ bất quá sử dụng một số xích trần thần mạch, làm sao tiêu hao to lớn như vậy. Nếu là đối mặt phong môn cường giả, có phải hay không ý nghĩa mình muốn toàn bộ linh lực hội tụ ở xích trần thần quan hệ ở trên? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 96.